chương 2645. Nhà vệ sinh. Nguồn: Mê truyện audio.com. Tổ hư thú ngoẹo đầu, tự hồ không quá tin tưởng nhìn lên trước mặt nhân loại võ giả. "Ngươi là tại hốt du ta sao?" "Làm sao có khả năng, ngươi như thế thông minh, ta không có khả năng hốt du ngươi." Tổ hư thú rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói. "Nói không sai, ta rất thông minh, đã ngươi nói như thế, vậy ta liền đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện." Nói Tô thần đương nhiên biết tổ hư thú không đơn giản, nếu là có thể hàng phục cái vật nhỏ này, tin tưởng đối với mình tới nói tuyệt đối là có rất tốt đẹp chỗ. Ta khẩu vị rất lớn, cần ăn rất nhiều thứ, ngươi có sao? Ngươi muốn ăn cái gì? Chẳng lẽ là càng không quả? Loại trái này ăn không ngon, ta ưa thích ăn tinh thạch, các loại tinh thạch đều có thể. Không có vấn đề. Đây đều là vấn đề nhỏ. Chỉ cần mình nguyên thần phong ấn giải khai, đến thời điểm tinh thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cộng thêm hắn có thể kiếm lấy tinh thạch, được đã ngươi có thể thỏa mãn ta ta thì đi theo ngươi vậy trong này đồ vật ngươi muốn loại trái này đương nhiên yên tâm cái này tổ hư thế giới bản thân liền là tại trong thân thể ta đến thời điểm ngươi muốn muốn bao nhiêu đều có thể à nghe đến lời này tô thần triệt để mắt trận tròn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vật nhỏ thật sự là không nghĩ tới chính mình vậy mà tại tiểu thú thú trong bụng thật rất là im lặng thật đúng là tin không vũ trụ không thiếu cái lạ lão đại vậy chúng ta cái gì thời điểm rời đi hiện tại cái kia nhanh đi thôi tô thần phiền muộn cười cười lập tức rời đi làm hắn rời đi chùm sáng trong nháy mắt toàn bộ tổ hư thế giới trong nháy mắt biến mất tùy theo xuất hiện tổ hư thú bóng người đứng trên bờ vai tổ hư thú nói ra lão đại cái kia chúng ta bây giờ đi nơi nào dẫn ngươi đi ăn tinh thạch không cách nào câu thông càng không thế giới đồng thời tổ hư thú cũng không phải hỗn độn cường giả cho nên đồng thời không thể thuận lợi tiến vào càng không thế giới hỗn độn trại chăn nuôi ánh mắt nhất thời sáng lên tổ hư thú rất là mong đợi vội vàng nói vậy chúng ta nhanh đi ngươi có thể đối phó tu vi gì sinh linh cái này mới là trọng yếu nhất tô thần cũng chỉ là suy đoán mà thôi tổ hư thú thực lực đến cùng như thế nào hắn đến bây giờ không rõ lắm lão đại ta cũng không biết bất quá chúng ta có thể thử một chút nghe lấy lời này tô thần trong lòng nhất thời trầm xuống thật đúng là đầy đủ phiền phức tính toán sự tình đã như thế chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó hắn là như thế nào biến mất ta đã vừa mới thử qua, càng không khe mặt đất căn bản là không có cách xuyên thấu, rõ ràng là có sức mạnh phong ấn, người này lại có thể làm đến, nhìn đến việc này không đơn giản. Nói nhảm, người này ý vào cố lộng huyền hư, thì là muốn một mình cướp đoạt càng không quả, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có người có thể khóa định càng không cây. Hắn thật có thể khóa định càng không cây. Mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi, tham lam phía dưới, đều muốn phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, có thể thuận lợi khóa định càng không cây đến cùng ý vị như thế nào. Tế cổ bí cảnh chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, bọn họ đem thời gian toàn bộ lãng phí ở càng không khe bên trong, cũng là hy vọng có thể thuận lợi được đến càng không quả. Càng là có thể vì càng không quả sinh tử chém giết. Có chấn động. Đi ra. Ngay lúc này. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện nam tử, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bất quá nhìn lấy người này hai tay trống trơn, có ít người bắt đầu mất mát. Người được đến càng không cây. Cái gì càng không cây? Ngươi vừa mới đi nơi nào? Nhà vệ sinh. Ngươi muốn là còn dám nói bậy, ta đòi mạng ngươi. Chỉ là thần quốc cảnh, căn bản không có người đem tô thần để vào mắt, nơi này rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này. Hiện tại muốn xác định, người này là có hay không khóa định càng không cây. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trong tay ngươi chỗ có không gian giới chỉ, chờ chúng ta kiểm tra về sau, ngươi liền có thể rời đi, bằng không lời nói, hội có cái gì dạng hậu quả, ngươi cần phải rõ ràng nhất. Đối mặt trần trụi uy hiếp, Tô Thần không có chút nào kiên kỵ, cho dù là nguyên thần bị phong ấn, hắn đều sẽ không lựa chọn lùi bước. Nơi xa, liếc một chút liền nhìn đến Tô Thần bóng người, đồng thời bị tất cả mọi người khóa chặt, mặc kệ là lâm mặt vẫn là cung thiến thiến đều lộ ra phá lệ kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Tô Thần không biết càng không khen nguy hiểm cỡ nào sao? Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Ngu ngốc, chết đáng đời. Tức chết ta. Càng nói càng là tức giận bởi vì cung thiến thiến cũng không phải là quan tâm tô thần sinh tử, nàng sợ dĩ như vậy cuốn cuồng, cũng là bởi vì gia gia của nàng. Nàng không nguyện ý vi phạm gia gia ý nguyện. Rốt cuộc tiến vào tế cổ bí cảnh trước, gia gia liên tục cảnh cáo nàng, để mình vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt tô thần. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới khiến cho tô thần tại chỗ chờ lệnh. Ai có thể nghĩ tới? Tô thần căn bản không nghe lời, trực tiếp chạy đến càng không khe, đồng thời bị tất cả mọi người khóa chặt. Lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, mặc kệ là lâm gia vẫn là thiên nhai hải cát đều phải ra càng không cảnh võ giả thủ hộ bọn họ chỉ là không có gặp phải mà thôi loại tình huống này đối tô thần rất là bất lợi liền xem như bọn họ có thể tìm tới mỗi người càng không cảnh võ giả muốn ở loại tình huống này tương trợ tô thần cũng là rất không có khả năng sự tình thiến thiến người ta đã hết sức việc này liền xem như bị cung gia gia biết tin tưởng cung gia gia cũng sẽ không trách cứ ngươi ngươi không biết muốn là vẹn vẹn thủ hộ ta chắc chắn sẽ không quan tâm nàng sinh tử chính như như lời ngươi nói chúng ta đã hết sức nhưng là hiện tại, Gia Gia vậy mà để hắn tìm tìm đồ, nói rõ cái này đồ vật đối với Gia Gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Ta Gia Gia thân phận, ngươi cần phải rõ ràng, ngươi suy nghĩ một chút, cái gì đồ vật có thể gây nên ta Gia Gia chú ý, cho nên ta không muốn từ bỏ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể cứu ra tô thần. Cứu ngươi. Dưới loại tình huống này cứu ngươi. Lâm mặt tâm lý hung hăng chửi một câu, nếu không phải mình thích ngươi, đồng thời nghĩ muốn lôi kéo sau lưng ngươi thiên nhai hại cát, hắn căn bản sẽ không nuông chiều đối phương không cần nói hiện tại bọn hắn hai người, cho dù là thiên nhai hải các cùng lâm gia càng không cảnh võ giả chạy đến, đều không có một chút tác dụng nào. Thật rất là khó xử người, đồng thời theo lâm mặt. Chính mình xác thực là ưa thích cung thiến thiến, muốn là vì cung thiến thiến, hắn nguyện ý đi mạo hiểm, cho dù là có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là hiện tại, để hắn vì một cái rác rưởi đi mạo hiểm, thậm chí là mất đi tính mạng, hắn là một trăm cái không nguyện ý xem xét lâm mặt biểu hiện trên mặt, cung thiến thiến giống như có lẽ đã đoán được lâm mặt tâm lý suy nghĩ, lạnh lùng hỏi, ngươi không nguyện ý. Thiến thiến, tha thứ ta nói thẳng, chúng ta vì một cái dạng này người mạo hiểm, đáng giá không? Thì coi như chúng ta liều chết cứu hắn đi ra, hắn vẫn là như thế lời nói, chúng ta có thể cứu lần một lần hai, chẳng lẽ nhiều lần đều có thể làm đến sao? Cuối cùng có một lần chúng ta lại bởi vì hắn mất đi tính mạng. Ngươi muốn yêu quý tính mạng mình, liền xem như cung gia gia biết việc này, tin tưởng cũng không nguyện ý nhìn đến ngươi mạo hiểm, ngươi cho là thế nào? Muốn phản bác, lại không cách nào phản bác bởi vì cung thiến thiến minh bạch, lâm mặt nói không sai. Đáng giá không? Đáp án khẳng định là không đáng, rốt cuộc không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, bao quát nạn ở bên trong, chỉ có thể tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đối mình gia gia nói tiếng xin lỗi. Chương 2646 Một kiếm vô địch, tin không ta vì tôn. Nguồn Mê truyện audio com Giao ra không gian giới chỉ Tô thần đương nhiên biết mọi người ý tứ Đổi lại người khác, Đối mặt như thế lít nha lít nhít vỏ giả vây khốn, khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết, không cần nói giao ra không gian giới chỉ, tin tưởng liền xem như quỳ xuống cũng không dám có chút tự tuyệt. Đáng tiếc là, bọn họ gặp phải người lại là tô thần. Một cái không sợ trời không sợ đất người điên. Cho dù là nguyên thần bị phong ấn, muốn để hắn thỏa hiệp, hoàn toàn là không có khả năng sự tình, trừ phi là heo mẹ trong buổi họp cây, heo được sẽ xảy ra tể. Ta nếu là không giao đâu. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi miệng vẫn là rất cứng rắn không giao có thể, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi miệng cứng đến bao nhiêu. Tiểu thú thú, xuất thủ. Được rồi. Tổ hư thú sớm đã chờ đợi không kịp, trực tiếp bắt đầu hoa chân múa tay, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. A, à, nhìn lên trước mặt vật nhỏ, ở trong hư không không ngừng mà khua tay, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Căn bản không biết người này đột nhiên triệu hồi ra thứ như vậy muốn làm gì. Phốc một tiếng, thực sự có người không nhịn được bật cười tiểu tử ngươi thật hắn nải nải quá đùa ngươi là từ nơi nào xuất hiện chết cười ta người này có phải hay không não tử có chút vấn đề có lẽ không nói trước người khác vẻn vẹn là tô thần đều có chút mắt trận tròn nguyên bản dựa vào hắn suy đoán chính mình dụ dỗ tới này cái tổ hư thú thực lực khẳng định không đơn giản rốt cuộc tổ hư thú trong bụng có thể có thế giới kết quả đây chính mình hoàn toàn đoán sai trừ tổ hư thú thể nội nắm giữ càng không quả bên ngoài chẳng phải là nói tổ hư thú không còn gì khác sắc mặt rất là âm trầm muốn là sớm biết tổ hư thú không có chút nào thực lực, hắn khẳng định sẽ muốn hắn biện pháp, cũng không đến mức làm đến hắn hiện tại bị động như thế. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trực tiếp theo hư không bắt hồi tiểu thú thú. Sự tình đã như thế, như thế nào hối hận cùng trách cứ đều không dùng. Không chần chờ chút nào, tô thần thể nội lập tức bắt đầu điên cuồng điều động huyết mạch, nương theo lấy từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng trọng, trọn vẹn chín cái huyết luân không ngừng mà điệp ra ở trên đỉnh đầu hư không. Hư. Tự tìm cái chết. Có chút tính nôn nóng võ giả, nhìn đến đối phương vậy mà dám chủ động xuất thủ xem như bị triệt để chọc giận lập tức hướng về tô thần oanh kích mà đi đã đối phương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt như vậy bọn họ cũng sẽ không có mảy may khách khí trước chém chết lại đoạt không gian giới chỉ theo tô thần chủ động xuất kích để càng nhiều người tin tưởng vững chắc hắn khẳng định là thuận lợi được đến càng không cây bằng không lời nói vì cái gì tình nguyện chết cũng không nguyện ý giao ra không gian giới chỉ muốn nói không có vấn đề đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng cũng chính bởi vì vậy rất nhiều người bắt đầu ào ào muốn kiếm một chén canh, đều muốn trước chém giết người này, cướp đi người này trên thân không gian giới chỉ. Loại tình huống này, Tô Thần không có biện pháp nào, bởi vì hắn nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn, căn bản không phải những võ giả này địch thủ. Bây giờ duy nhất cơ hội, cũng là lần nữa cưỡng ép thi triển huyết ma biến. Cho dù là biết rất rõ ràng, chính mình sẽ bị huyết ma biến phản phệ, cũng sẽ không có bất luận cái gì vết mực, bởi vì một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, nhất định muốn tiếp tục đánh. Không chần chờ chút nào, ngay tại tô thần thi triển huyết ma biến đồng thời chính cái huyết luân đồng thời bộc phát ra từng luồng từng luồng khí tức khủng bố loại kia đáng sợ lực phá hủy lượng ung ung kéo đến hướng về bốn phía lan tràn mà đi đồng thời thi triển thân hóa ngàn vạn cùng một kiếm vô địch tô thần bóng người không ngừng mà diễn hóa lên trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tô thần loại tình huống này đối với hắn rất là bất lợi chậm trễ thời gian càng lâu đối với hắn càng là bất lợi nhất định muốn tốc chiến tốc thắng chính là bởi vì như thế tô thần thậm chí đang thi triển huyết ma biến đồng thời thiêu đốt thể nội tinh huyết đến không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Một kiếm vô địch giai đoạn thứ hai, tinh không phía dưới ta vô địch, nói chính là tại đỉnh phong tinh không sáu cảnh bên trong, tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Chỉ cần không gặp được kiếp sau càng không cảnh võ giả là đủ. Thiến thiến, mau mau rời đi. Cung thiến thiến có chút mắt trợn tròn, còn không có đợi nàng kịp phản ứng, liền đã bị lâm mặt cưỡng ép lôi kéo. Bất quá lâm mặt là lo lắng có chút dư thừa. Ngay tại tô thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, liền đã khóa chặt bọn họ căn bản sẽ không công kích cung thiến thiến hòa lâm mặt. Rời đi càng khôn khe trong nháy mắt. Lâm mặt chờ người xoay người, nhìn cách đó không xa càng khôn khe, đã xuất hiện lít nha lít nhít vô số tô thần bóng người, đồng thời mỗi một đạo tô thần trong tay, đều có một đạo hư huyễn kiếm khí. Chính cái huyết sắc vòng vòng trôi nổi ở trong hư không, tản ra lực lượng kinh khủng ba động, làm đến toàn bộ càng khôn khe đều giống như sắp động đất đồng dạng. Hắn vậy mà còn có ngón này, ta trước đó thật đúng là xem thường hắn. Cung thiến thiến lại là lắc đầu, nói ra, hắn rõ ràng là vận dụng một loại bí thuật, thậm chí là mượn nhờ ngoại lực, tuy nhiên có thể ngắn mũi bạo phát cường hãn thực lực, bất quá phản vệ cũng là tương đương đáng sợ. Nàng đương nhiên biết Tô Thần tại sao muốn làm như thế, đối mặt nhiều như vậy võ giả uy hiếp, muốn sống rời đi càng không khe, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ ngoại lực, có lợi có hại, chỉ là không biết Tô Thần phải chăng có thể ngăn cản được cổ này phản vệ. Cung Thiến Thiến đương nhiên không hy vọng Tô Thần có việc, không phải quan tâm Tô Thần, chỉ là không muốn để cho gia gia thất vọng đến mức lâm mặt, ước gì tô thần bị phản vệ vẫn lạc, bởi vì hắn ghét nhất cuốn lấy cung thiến thiến người. Huống chi còn có cung vô nhai cửa này, một khi cung vô nhai có lòng tác hợp tô thần cùng cung thiến thiến, đến thời điểm hắn sẽ rất bị động. Một kiếm vô địch, tin không ta vì tôn. Thanh âm lạnh như băng giống như vô số sấm sét hung hăng xé rách thiên địa tầng mây, loại kia khủng bố lực xuyên thấu, trực tiếp tràn vào mỗi một vị võ giả trong đầu. Mượn nhờ thân hóa ngàn vạn bí thuật, diễn hóa ra vô số tô thần hư ảnh, nắm trong tay lấy kiếm khí ào ào mà ra mau nhìn. Mẹ ta nha. Không có đặt chân càng không khe người, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi nhìn lấy một mạng trước mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Quá trung động. Vô số kiếm khí trực tiếp đánh trúng từng vị võ giả, đều không ngoại lệ, mặc kệ là vận mệnh cảnh vẫn là bị ngạn cảnh, thậm chí bao gồm càng không cảnh, toàn bộ không cách nào tránh đi kiếm khí khóa chặt. Trọng yếu nhất là, phàm là bị kiếm khí đánh bên trong võ giả, đều là nguyên thần xuyên thấu không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản được kiếm khí đánh vết chỗ có kiếm khí đồng thời đánh trúng mục tiêu không có thất bại toàn bộ càng khôn khe trở thành vô tận địa ngục bị máu tươi cùng hài cốt lấp đầy căn bản không biết có bao nhiêu vỏ giả một trăm ngàn ba trăm ngàn một triệu liếc nhìn lại khắp nơi đều là thê thảm tiếng gào thét khủng bố sợ hãi phủ lên toàn bộ càng khôn khe hối hận không có khả năng loại tình huống này liền hối hận cơ hội cũng không cho ngươi, bởi vì tô thần xuất thủ thì là muốn một chiêu giải quyết tất cả mọi người, bởi vì hắn biết rõ, chính mình chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thiêu đốt tinh huyết điệp gia thi triển huyết ma biến, song trọng phản phệ liền hắn đều không thể thừa nhận. Chương 2647 Nhanh dẫn ta đi Nguồn Mê truyện audio com Một nguồn máu tươi phun ra Tô thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm Trắng bệch như tờ giấy, cưỡng ép thi triển huyết ma biến điệp gia thiêu đốt tinh huyết thi triển ra thân hóa ngàn vạn cùng một kiếm vô địch làm đến một kiếm đồ sát toàn bộ càng không khe tất cả mọi người dạng này kiếm đạo uy năng triệt để chấn nhiếp mỗi người bao quát lâm mặt cùng cung thiến thiến ở bên trong hung hăng nuốt chính mình nước bọt lâm mặt cùng cung thiến thiến căn bản không hề nghĩ tới tô thần lại có thể làm đến như thế đồ sát thật thật đáng sợ liền suy cho cùng càng không cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi dạng này bí thuật nếu là có thể được đến thời khắc máu chốt còn thật phi thường hữu dụng. Ngay lúc này, nhanh dẫn ta đi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện bóng người, cung thiến thiến đi qua ngắn mũi chấn kinh cùng mộng bức, lập tức gật gật đầu, mang theo tô thần nhanh chóng rời đi. Không người nào dám truy, bởi vì vừa mới một màn triệt để chấn nhiếp mọi người, một kiếm chém giết hơn một triệu võ giả, đáng sợ như vậy giết hại, căn bản không có người dám đụng chạm mảy mây. Lâm mặt trong ánh mắt có một chút tham lam, lóe lên một cái rồi biến mất. Đi. Hơn 10 người bóng người trong nháy mắt biến mất một đường phi nước đại. Khoảng cách càng không khe rất xa hoang vu đỉnh núi. Nhìn lấy ngồi xếp bằng, sắc mặt tái nhật tô thần, cùng thiến thiến thái độ tự hồ có một chút biến hóa, bởi vì vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực không có đem tô thần để vào mắt, chỉ là cho rằng tô thần là dựa vào lấy gia gia quan hệ mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này tô thần tuyệt đối không đơn giản, vẹn vẹn là vừa vặn tô thần tại càng không khe thi triển ra bí thuật, cưỡng ép tăng thực lực lên thi triển ra kiếm chiêu, tuyệt đối có thể sánh ngang kiếp sau càng không cảnh thực lực. Bí thuật tăng lên, tất nhiên sẽ bị phản phệ. Chính là bởi vì như thế. Dưới tình huống bình thường, tin tưởng sẽ không có người tùy ý thi triển dạng này bí thuật. Lâm mặt, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu. Lấy hắn thực lực, cho dù là đặt ở tế cổ bí cảnh bên trong, cũng là bó tay bó chân. Nếu là có thể thuận lợi được đến cái này cửa bí thuật, đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy lâm mặt đột nhiên hướng về tô thần mà đi. Cung thiến thiến tự hồ đoán được cái gì, một cái bước xa, bóng người đồng dạng thoát ra ngoài biến mất tại nguyên chỗ. Oanh. Nương theo lấy đinh tai nhức ốc tiếng vang, hai người thân ảnh trong nháy mắt tách ra. Còn lại hơn 10 người, đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không dám tùy ý xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều là đến từ Lâm Gia, thuộc về Lâm mặt người. Nhưng là... Mỗi người đều rất rõ ràng, Lâm mặt cùng cung thiến thiến ở giữa quan hệ còn tại đó, căn bản không dám nhúng tay. Lâm mặt, ngươi biết rất rõ ràng hắn là ta gia gia phái tiến đến, Ngươi vẫn còn dám ra tay, nhìn đến ngươi liền ta gia gia đều không để vào mắt. Nhìn đến lâm mặt đột nhiên xuất thủ, làm đến cung thiến thiến rất là tức giận không thôi. Giờ khắc này, lâm mặt triệt để bạo phát. Cung thiến thiến, ta biết ngươi ý tứ, nhưng ngươi là không nghĩ tới ta. Ta truy cầu ngươi nhiều năm như vậy, mà ngươi đây, ta có thể nhìn ra được, ngươi đối tiểu tử này càng ngày càng có hảo cảm, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ngươi dám cam đoan ngươi không biết đối với hắn sinh ra cảm tình. Ngươi có phải hay không điên? ta sẽ đối với hắn sinh ra cảm tình. Cung thiến thiến cười. Nàng là bị lâm mặt tức giận cười. Nàng là cái tâm cao khí ngạo người, căn bản sẽ không đem bất kỳ nam nhân nào để vào mắt, đã từng nàng từng có vô số người theo đuổi, bao quát lâm mặt ở bên trong, nàng đều không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Lâm mặt lại là lạnh hư một tiếng, nói ra. Thiến thiến, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng là ta quá giải ngươi, bởi vì gia gia ngươi duyên cớ, ngươi đối với hắn có hảo cảm. Ta không biết về sau sẽ phát sinh cái gì sự tình, cho nên ta nhất định muốn giết hắn. Nghe đến lời này cung thiến thiến, trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nói ra. Lâm mặt, ngươi muốn giết tô thần, đơn giản là trông thấy hắn thi triển bí thuật mà thôi, muốn chiếm thành của mình, cần gì cưỡng từ đoạt lý. Hắn là ta gia gia người, ngươi nếu dám đụng đến hắn lời nói, cũng là cùng ta thiên nhai hải cắt là địch, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi lâm gia phải chăng có thể thừa nhận được ta thiên nhai hải các lửa giận. Đối mặt cung thiến thiến trần trụi uy hiếp, lâm mặt sắc mặt rất là âm trầm, hắn không thể nào làm được không nhìn. Lâm gia tuy nhiên tại càng không thành xem như nhất lưu gia tộc, bất quá không thể cùng chân trời góc biển đánh đồng. Hắn đã lựa chọn xuất thủ, chẳng lẽ bây giờ chọn lựa từ bỏ? Còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bí thuật không muốn. Hắn trừ muốn muốn chém giết người này bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu thì là muốn đoạt được người này bí thuật, cho dù là cung thiến thiến tương trợ người này, hắn đều khó có khả năng từ bỏ. Chính là bởi vì như thế, Lâm Mặc vừa cười vừa nói. Cung thiến thiến, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hy vọng ngươi tránh ra, ta không muốn cùng ngươi đồng thủ, ngươi cần phải minh bạch, ngươi căn bản không phải ta địch thủ. Lâm Mặc ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là minh xác nói cho cung thiến thiến, ta chính là muốn chém giết tô thần, cướp đoạt tô thần trong tay bí thuật. Ngươi nếu là dám ngăn cản ta, cũng như cũ sẽ không cho mặt mũi, tâm lý rất là phẫn nộ, bởi vì Lâm Mặc chưa bao giờ đối xử với qua như thế nàng, đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật xác thực bày ở trước mặt, muốn là thật khai chiến lời nói, nàng khẳng định không là đối phương địch thủ. Liền xem như như thế, cung thiến thiến vẫn là không có cứ thế mà đi, vượt ngang qua tô thần trước mặt, lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải kiên định, sát ý càng là tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, lâm mặt, muốn giết hắn, trước hết theo ta trên thi thể nhảy tới. Thiến thiến, ngươi không nên ép ta, ngươi biết ta là ưa thích ngươi, ngươi tránh ra, ta có thể hứa hẹn, chờ ta giết người này về sau, được đến hết thảy cũng sẽ cùng ngươi chia sẻ, đến mức cung gia gia để hắn tìm đồ, ta cũng sẽ giúp cung gia gia tìm tới phẫn nộ lâm mặt song quyền nắm thật chặt hắn chắc chắn sẽ không đánh giết cung thiến thiến càng thêm không muốn cùng cung thiến thiến sinh tử nhất chiến chỉ là hắn lại không thể bỏ qua tô thần phương pháp tốt nhất cũng là để cung thiến thiến chủ động lựa chọn từ bỏ lắc đầu ánh mắt yên nguyên vô cùng kiên định cung thiến thiến cười lạnh nói lâm mặt thiệt thòi ta còn tán thành ngươi nguyên lai ngươi cũng là tiểu nhân sau lưng chơi nhiều kiểu liền xem như ta trước kia nhìn lầm ngươi thiến thiến đã ngươi như thế không hiểu ta vậy ta liền đắc tội, sau đó ta sẽ đích thân hướng ngươi bồi tội. Tất cả mọi người nghe lấy, chờ một chút cho ta trấn áp người này, nhớ kỹ, lưu hắn một hơi. Đúng. Hơn 10 người đều là đến từ Lâm Gia, tại trong hai người, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đứng tại Lâm mặt bên này, bọn họ căn bản không dám đối cung thiến thiến xuất thủ, lại dám trấn áp tô thần. Không chần chờ chút nào, còn lại người toàn bộ hướng về tô thần nhanh chóng mà đi. Cung thiến thiến lại là trực tiếp xuất thủ, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình nàng hoàn toàn là bởi vì gia gia, cộng thêm tô thần trước đó tại càng không khe giết hại, thật là để cho nàng lau mắt mà nhìn, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, tô thần cũng không thể có sự tình. Nhất định phải bảo trụ tô thần. Chương 2648 Hoảng sợ chạy Nguồn Mê truyện audio com Lâm mặc cũng không có tiếp tục vết mực đi xuống. Một cái bước xa hướng thẳng đến cung thiến thiến mà đi. Hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ngăn lại cung thiến thiến, khiến người khác trấn áp tô thần trừ nhìn lên tô thần thi triển bí thuật bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Hay là bởi vì tô thần trong tay, rất có thể khóa định càng không cây. Muốn là tô thần thật có thể càng không quả, lần này cần là lựa chọn từ bỏ lời nói, hắn sẽ hối hận. Loại sai lầm cấp thấp này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phạm phải. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, khủng bố va chạm liền đã hình thành lan tràn ba động, đều không muốn lựa chọn từ bỏ, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem người nào thực lực càng mạnh một số đến mức đến từ lâm gia hơn 10 người, thì là từng cái hướng về tô thần nhanh chóng mà đi, dựa theo lâm mặt phân phó, bọn họ muốn làm sự tình, cũng là trấn áp tô thần, mà không phải đem chém giết. Ngồi xếp bằng tô thần, mặt mũi tràn đầy mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Lần này cưỡng ép thi triển huyết ma biến, muốn so trước đó phản vệ càng thêm nghiêm trọng mấy lần, thậm chí là uy hiếp được sinh mệnh. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn động thôn vệ quyết, từng luồng từng luồng thôn vệ lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn không ngừng trạng thái, chảy khắp toàn thân các nơi đột nhiên mở hai mắt ra, Tô Thần đương nhiên nghe đến Lâm mặt cùng Cung Thiến Thiến trò chuyện, đồng thời Lâm gia hơn 10 người xuất thủ, đối với hắn mà nói nguy hiểm trùng điệp, thậm chí hội uy hiếp được tính mạng mình. Hiện tại hắn bị phản phệ đến quá mức nghiêm trọng, muốn đồng thời đối diện với mấy cái này võ giả, khẳng định không có đơn giản như vậy. Ngồi chờ chết. Chờ chết. Thì phát triển không gian thuấn di, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di hơn 10 người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng thuấn di ý vị như thế nào, ngược lại bọn họ khẳng định là làm không được, người này lại có thể tại bị phản phệ tình huống dưới, y nguyên thi triển ra thuấn di biến mất. Không muốn sững sờ, trực tiếp trấn áp. Trong đầu vang vọng lâm mặt thanh âm, lâm gia tất cả mọi người không dám có chút chần chờ, từng cái bắt đầu khóa chặt Tô Thần tung tích. Trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, Tô Thần bị phản phệ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Loại tình huống này, coi như Tô Thần có thể thi triển ra không gian thuấn di, tin tưởng cũng vô pháp thuận lợi bỏ chạy. Chính như mọi người suy đoán đồng dạng. Cách nhau 3 mét địa phương. Tô thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, một cái lão đảo kém chút té ngã. Tiếp tục thi triển huyết ma biến, bởi vì hiện tại cái này thời điểm, hắn không có lựa chọn nào khác. Ông. Nương theo lấy huyết luân gào thét, thể nội huyết mạch bắt đầu điên cuồng địa sôi trào lên, thực sự không nguyện ý tiếp tục thi triển huyết ma biến, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là không thi triển huyết ma biến, cộng thêm cung thiến thiến căn bản không để ý tới chính mình, bị lâm mặt gắt gao cuốn lấy, chính mình khẳng định không phải hơn 10 người địch thủ. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Không thi triển huyết ma biến, khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ sự tình. Muốn là thi triển huyết ma biến, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn lại thi triển bí thuật, nhanh đi. Ngay tại hơn 10 người chuẩn bị vây giết tô thần thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được tô thần trên thân bộc phát ra khí tức, từng cái sắc mặt đều triệt để biến. Bởi vì bọn hắn tại càng không khe thời điểm, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, tô thần thi triển bí thuật cưỡng ép tăng thực lực lên khủng bố, một kiếm diệt sát toàn bộ càng không khe võ giả, loại kia đáng sợ giết hại, cho bọn hắn mang đến hoảng sợ đến bây giờ đều không có tiêu tán. Không chần chờ chút nào, từng cái nhanh chóng quay người bỏ chạy, bất quá tô thần đã thi triển huyết ma biến, chắc chắn sẽ không cho những thứ này người cơ hội. Đang cùng cung thiến thiến đại chiến lâm mặt, đồng dạng bị tô thần cử động dọa sợ. Một trưởng hung hăng ép ra cung thiến thiến, lâm mặt bóng người trong nháy mắt biến mất. Tô thần, nhanh dừng lại. Cung Thiến Thiến sắc mặt triệt để biến, bởi vì nàng rất rõ ràng, Tô Thần thi triển bí thuật tăng thực lực lên, khẳng định có thể không chút huyền niệm đánh giết Lâm Mặc chờ người. Thì tính sao? Lâm Mặc không thể chết. Nàng đối Lâm Mặc không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ là bởi vì Lâm Mặc thân phận, một khi Lâm Mặc chết trong tay Tô Thần, đến thời điểm trở về càng không thành lời nói, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cung Thiến Thiến rõ ràng nhất Lâm gia cường đại, bởi vì Lâm Mặc sự tình, tin tưởng liền xem như gia gia ra mặt, chỉ sợ Lâm gia đều sẽ báo thù cho Lâm Mặc trả thù căn bản không có tất muốn sự tình. Cộng thêm tô thần muốn tiếp tục cưỡng ép thi triển huyết ma biến. Dạng này hậu quả, đối với tô thần tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận. Đã bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, đồng thời thi triển huyết ma biến tô thần, trực tiếp bắt đầu xe thắng gấp, rốt cục ngăn chặn huyết ma biến. Cho dù là như thế, huyết ma biến lần nữa mang đến phản vệ, vẫn là để tô thần như bị sét đánh, cả người hung hăng rung động, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống. Nhanh chóng đi tới tô thần trước mặt, trực tiếp đỡ lấy tô thần nhìn lấy đã ngất đi, đồng thời khí tức càng ngày càng yếu tô thần. Cung thiến thiến thật sâu thở dài một tiếng, nàng rất rõ ràng lâm mặt chờ người chắc chắn sẽ không như vậy tránh thức trời đi, tất nhiên sẽ đi mà quay lại, mặc cho ai đều biết, tô thần cưỡng ép thi triển bí thuật không có khả năng duy trì quá lâu thời gian. Muốn là lâm mặt chờ người lần nữa trở về, nàng lấy lực lượng một người, khẳng định không cách nào thuận lợi ngăn cản được những thứ này người liên thủ áp chế, đến thời điểm tô thần phiền phức thì lớn vẫn là câu nói kia, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn lấy tô thần có việc chính là bởi vì như thế, cùng thiến thiến không chần chờ chút nào, lập tức ông lấy tô thần biến mất tại nguyên chỗ. Ba năm phút sau, mấy chục đạo bóng người nhanh chóng mà đến, không là người khác, chính là lâm mặt chờ người. Trái xem phải xem, phát hiện hai người đã biến mất. Lâm mặt sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì hắn đã đoán được, tô thần căn bản không có thi triển bí thuật tăng thực lực lên, hoàn toàn là hù dọa chính mình bọn người chỉ là trở ngại tô thần bí thuật quá mức cường đại, bọn họ thật sự là bị hù dọa, dưới sự sợ hãi, căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chọn rời đi. Không dám đánh cược. Lâm mặt tâm lý rất rõ ràng, đều là bởi vì chính mình sợ hãi tô thần bí thuật, hắn không nguyện ý cầm lấy tính mạng mình đem làm trò đùa. Bởi vì hắn thực sự không đánh cược nổi, việc này muốn là đánh bạc thua, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô thần bởi vì bí thuật phản phệ, thương thế rất nghiêm trọng, ta tin tưởng bọn họ khẳng định chạy không xa, tìm cho ta, vô luận như thế nào đều muốn đem người này tìm ra. Lão đại, muốn là cung tiểu thương ngăn cản chúng ta đây. Cung thiến thiến để ta tới giải quyết, các ngươi chỉ cần trấn áp tô thần là đủ. Đúng. Phẫn nộ lâm mặt thật rất là không cam tâm, muốn là cung thiến thiến không giúp đỡ tô thần, hoặc là hắn nguyện ý đánh cược một ván, như vậy hiện tại hắn đã thuận lợi trấn áp tô thần. Bí thuật, càng không quả, tin tưởng tô thần trên thân còn có hắn bảo vật muốn là thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói hắn khẳng định là không nguyện ý cung thiến thiến ta đã đã cho ngươi cơ hội muốn là ngươi còn ngu xuẩn mất không lời nói đừng trách ta đến thời điểm đối ngươi không khách khí việc này không thể để cho cung vô nhai biết chương 2649 nghìn huyết mạch đốn ngộ nguồn mê truyện audio com ông lấy tô thần cung thiến thiến tốc độ tiêu thăng đến cực hạn quả nhiên là giống như một đạo thiểm điện nhanh chóng thoáng hiện Cung Thiến Thiến tâm lý rất rõ ràng, Lâm mặt đã lựa chọn xuất thủ, chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ, một khi bị Lâm mặt khóa chặt, đến thời điểm Tô Thần khẳng định rất khó còn sống rời đi. Tất bảo vệ Tô Thần. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Nàng khẳng định là bởi vì Gia Gia mới hội xuất thủ tương trợ Tô Thần. Bằng không lời nói, Tô Thần cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Đến bây giờ, nàng đều không rõ lắm, Gia Gia tại sao muốn tìm Tô Thần tiến vào tế cổ bí cảnh bên trong tìm tìm đồ, muốn tìm cái gì đồ vật? vì cái gì không tìm chính mình? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tô thần có thể thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực? Nàng thế nhưng là tận mắt thấy qua, tô thần tại càng không khe, mượn nhờ bí thuật chém giết nhiều như vậy võ giả. Bản thân đã đoán được, tô thần chỗ nắm giữ bí thuật đến cùng có cỡ nào biến thái. Trọn vẹn phi nước đại nửa canh giờ. Thật sự là chạy vội không được, tìm ẩn nấp sơn động, một cái lắc mình, mang theo tô thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trong sơn động, tuy nhiên cung thiến thiến không phải trận pháp sư bất quá bố trí mấy cái cấp bậc thấp ẩn tàng trận pháp vẫn là không có vấn đề chút nào lớn lên dài thở phào trong ánh mắt có một từng tia từng tia bất đắc dĩ bởi vì nàng có thể cảm thụ được đi ra bây giờ tô thần thương thế quá mức nghiêm trọng đi qua hai lần bí thuật phản vệ tuy nhiên lần thứ hai bí thuật thi triển chỉ là cưỡng ép thi triển một nửa bất quá dạng này phản vệ cũng đủ làm cho tô thần ở vào nửa giấy sinh tử hình dáng nàng có thể làm sự tình cũng là nếm thử tiếp tục cứu giúp tô thần đồng thời mượn nhờ đang dược đến mức phải chăng có thể tương trợ tô thần khôi phục phản vệ, thật đúng là ẩn số. Từng luồng từng luồng lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến tô thần thể nội, xếp thêm từng mai từng mai đang dược dược hiệu, chảy khắp tô thần toàn thân các nơi. May mắn cung thiến thiến kịp thời xuất thủ, bằng không lời nói, vẹn vẹn là dựa vào lấy tô thần tự thân khôi phục, cho dù là tự mình vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, có thôn phệ lực lượng tương trợ, tự hồ cũng không cách nào tự mình khôi phục. Tại cung thiến thiến lực lượng dẫn đạo phía dưới, tô thần thể nội thôn phệ lực lượng đã bắt đầu hình thành vòng xoáy. Bởi vì nguyên thần bị cưỡng ép phong ấn duyên cớ. Làm đến tô thần thôn vệ lực lượng căn bản là không có cách tràn vào nguyên thần, loại tình huống này, khôi phục thương thế tốc độ giảm bớt đi nhiều. Mà, tại thời khắc này, tô thần bởi vì thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ ra từng cái huyết luân, tầng tầng điệp da bao phủ toàn thân. Huyết luân xếp càng mạnh mẽ ép ra thể nội lực lượng. Phốc. Một tiếng hét thảm, nương theo lấy phun ra máu tươi đồng thời, Cung Thiến thiến toàn bộ thân thể trong nháy mắt bắn ngược mà ra, giống như diều đứt dây, hung hăng va chạm ở trên vách tường. Cảm giác được toàn thân trên dưới xương cốt đều triệt để tán nứt ra đến đồng dạng, một chữ, đau. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt hơi lộ ra phẫn nộ, muốn là Tô Thần không có có thụ thương, tin tưởng nàng khẳng định sẽ hung hăng đánh tơi bời đối phương một trận. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Thần thương thế rất nghiêm trọng, hoàn toàn là mất đi tri giác đồng dạng, hiện tại nàng muốn là xuất thủ, chẳng phải là khi dễ người. Theo ngắn mũi phẫn nộ, đến bây giờ kinh ngạc. Nàng vừa mới tương trợ tô thần khôi phục thương thế thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, tô thần thể nội đột nhiên hiện ra một cổ lực lượng kinh người, trực tiếp đem hắn bắn ra. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, không có tiếp tục đụng chạm tô thần thân thể. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, bởi vì cung thiến thiến tâm lý rất rõ ràng, tình huống bây giờ đã không cho phép nàng tiếp tục xuất thủ, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào tương trợ tô thần khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể càng giúp càng bận biểu, đến thời điểm vừa đến phản thì không tốt hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi, hy vọng ngươi không có việc gì. Chính cái huyết luân triệt để bao trùm tô thần toàn thân, thể nội huyết mạch càng là bởi vì phản vệ, bắt đầu tiến hành tự mình đốn ngộ. Không sai, cũng là đốn ngộ. Đây là tô thần lần thứ nhất huyết mạch đốn ngộ, chỉ sợ liền tô thần cũng không biết, chính mình vậy mà sẽ dưới loại tình huống này, tiến hành chính mình lần thứ nhất huyết mạch đốn ngộ. Đốn ngộ đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, bất quá có chút võ giả, cả đời đều không thể đốn ngộ một lần. Tô thần từng có rất nhiều lần đốn ngộ, đến mức huyết mạch đốn ngộ còn là lần đầu tiên. Nguyên thần bị phong ấn, ngưng tụ ra thần quốc căn bản là không có cách tiếp tục tăng lên, bất quá lần này huyết mạch đốn ngộ, lại là để tô thần sinh sôi ra chính cái huyết luân, bắt đầu phát sinh chất thuế biến. Chính cái huyết luân đẳng cấp đều trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc, đồng thời bắt đầu trùng kích nguyên thần. Tô thần mi đầu chăm chú nhíu lại, chính đại huyết luân bắt đầu dung hợp thôn vệ lực lượng, điên cuồng địa đánh thẳng vào nguyên thần phong ấn, bất kể nói thế nào, ngũ tuyệt phần châu lực lượng còn tại đó, muốn thuận lợi xong mở ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Lần này huyết luân trùng kích nguyên thần phong ấn, tô thần đều không rõ ràng. Trong nguyên thần, chính đại huyết luân toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bắt đầu ở nguyên thần bốn phía lơ lửng, từng cái huyết luân tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn triệt để thôn phệ toàn bộ nguyên thần. Thôn phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, thí bá huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, triệu hoán huyết luân, bản tôn huyết luân, chính cái huyết luân tản mát ra huyết luân lực lượng đã triệt để bao trùm nguyên thần đồng thời bắt đầu điên cuồng công kích tô thần ngươi làm sao tô thần ngươi không sao chứ tô thần nhìn lấy nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy tô thần cung thiến thiến trên mặt tràn ngập kinh ngạc bởi vì vừa mới bao phủ tô thần chính cái huyết sắc vòng vòng đã toàn bộ biến mất sau đó thì xuất hiện loại tình huống này không nguyện ý tiếp tục xuất thủ bởi vì vừa mới lực lượng phản vệ làm đến thân thể nàng thụ trọng thương muốn là nhiều đến mấy câu đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rất rõ ràng, tô thần thể nội lực lượng rất là bá đạo, tuyệt đối có mờ ám. May mắn gặp phải chính mình, muốn là đổi lại người khác lời nói, tỉ như lâm mặt, tin tưởng đối với tô thần tới nói tuyệt đối không phải tốt sự tình, thậm chí lại bởi vậy mất đi tính mạng. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Ông thể nội huyết mạch phát ra đinh tai nhức ốc tiếng vang bất quá chỉ là tại thể nội quanh quẩn bên ngoài cung thiến thiến căn bản nghe không được chính đại huyết luân bao khỏa nguyên thần đồng thời điên cuồng công kích đến, ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, đồng dạng bắt đầu ngăn cản lên. Ngươi tới ta đi, đấu quên cả trời đất. Muốn là trước đó chính đại huyết luân, muốn thuận lợi xong mở phong ấn, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Nhưng là hiện tại, theo tô thần bị phản phệ ngoài ý muốn tiến vào huyết mạch đốn ngộ, làm đến chính đại huyết luân đẳng cấp có chất tăng lên, từ đó uy lực tăng vọt. Loại tình huống này, chính đại huyết luân liên thủ công kích nguyên thần, rất có thể thuận lợi phá vỡ ngũ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, hai cổ lực lượng lẫn nhau chết cắn, đều muốn triệt để đem đối phương thôn sát, loại tình huống này rất là nguy hiểm, rốt cuộc đây là tô thần lớn nhất đại cơ hội. Tuyệt đối không thể thất bại, chẳng qua hiện nay tô thần căn bản không biết chuyện gì phát sinh, lần này ngoài ý muốn huyết mạch đốn ngộ, cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 2650 Phong ấn phá vỡ, nguyên thần cấm kỵ Nguồn Mê truyện audio.com Bản tôn huyết luân Hội tụ tám đại huyết luân lực lượng, Tần tần điệp gia, toàn bộ dung nhập vào bản tôn huyết luân bên trong. Không có dung hợp huyết luân hình thành hỗn độn huyết luân, bởi vì không có nguyên thần làm làm môi giới, cộng thêm tô thần xuất thủ, chính đại huyết luân căn bản không khả năng tự mình dung hợp thành hỗn độn huyết luân. Dù là như thế, theo huyết mạch đốn ngộ, làm đến chính đại huyết luân phát sinh chất tăng lên, từ đó chính đại máu vòng quy lực công kích tăng lên rất nhiều, tranh đấu lẫn nhau nửa canh giờ. Dần dần, phong ấn nguyên thần ngũ tuyệt phần châu lực lượng bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách đồng thời phóng tầm mắt nhìn tốc độ càng lúc càng nhanh đã trải rộng toàn bộ phong ấn lực lượng rất rõ ràng giờ khắc này phong ấn lực lượng đã dần dần ngăn cản không nổi chính đại huyết luôn quyết tâm muốn phá vỡ phong ấn liên tục điên cuồng công kích đến lít nha lít nhít vô số vết rách không thể kiên trì được nữa trong nháy mắt sụp đổ nguyên thần cùng huyết mạch trong nháy mắt tương liên đồng thời thừa thế xông lên điên cuồng địa thôn phệ lấy sau cùng phong ấn lực lượng rất nhanh liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Ngay tại nguyên thần phong ấn phá vỡ thời điểm, tô thần nguyên thần bên trong ngưng tụ ra thần quốc, vậy mà lần nữa bắt đầu diễn hóa lên, theo một cái biến thành hai cái, hai cái biến thành hai mươi cái, hai mươi cái biến thành ba nghìn cái, ba nghìn cái biến thành ba mươi ngàn cái, một mực diễn hóa, vô số thần quốc tại thể nội hình thành to lớn thần quốc vòng xoáy, đồng thời chính đại huyết luân lần nữa nổi lên, lơ lửng tại tô thần trên đỉnh đầu tại cung thiến thiến chấn kinh trong ánh mắt. Tô thần thân thể từ dưới đất chậm rãi mà lên, thẳng đứng lên tới, y phục trên người vỡ vụn thành từng mảnh, nhìn đến cung thiến thiến một tiếng thoá mạ. Không qua. Cung thiến thiến cũng minh bạch, hiện tại tô thần y nguyên ở vào hoàn toàn không tự biết tình huống dưới, đối với tự thân phát sinh sự tình, không có gì bất ngờ xảy ra ly nói, tin tưởng tô thần căn bản không biết. Đây là có chuyện gì? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì bây giờ cung thiến thiến gắt gao nhìn chầm chầm một màn trước mắt. Cảm thấy rất là rung động tô thần toàn bộ thân thể giống như vòng xoáy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Bốn phía vô tận lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng mà vọt tới, loại kia đáng sợ khí tức, vọt thẳng phá sơn động, thậm chí ngay cả chỉnh tòa núi nhỏ đều trong nháy mắt bị sang bằng. Thậm chí còn không giống nhau cung thiến thiến có bất kỳ phản ứng nào. Loại kia khủng bố thôn vệ lực lượng, trong nháy mắt hất bay cung thiến thiến. Thân thể hung hăng đụng vào trên đại thụ, loại kia khủng bố lực xuyên thấu, kém chút để cung thiến thiến thân thể tan ra thành từng mảnh, đau đến nhe răng nhếch miệng. Máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, cung thiến thiến trong ánh mắt sợ hãi không cần nói cũng biết. Ngay tại vừa mới, hắn xác thực theo cái này cổ thôn phệ lực lượng bên trong, cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có uy hiếp, sinh tử đều không nhận chính mình khống chế. Thần quốc, không sai, cũng là thần quốc cảnh. Tại sao ta cảm giác cái này của lực lượng kinh khủng, cho dù là hai kiếp càng không cảnh cũng không bằng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật sự là không nghĩ ra, cho dù là tận mắt nhìn thấy đều có chút khó có thể tin một màn trước mắt quả thực để cho nàng cảm thấy sợ hãi tháng phục. Vốn cho là tô thần cưỡng ép thi triển bí thuật, bị liên tục địa phương cắn, thương thế khẳng định sẽ rất nghiêm trọng. Kết quả đây, tô thần không chỉ có không có bị phản vệ vẫn lạc, thậm chí còn xuất hiện quỷ dị như vậy một màn, theo thể nội tuôn ra ra lực lượng khủng bố như thế, liền nàng đều kém chút bị cổ lực lượng này đánh giết. Song quyền nắm thật chặt, cung thiến thiến ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì như thế đại động tĩnh, khẳng định sẽ dẫn tới vô số võ giả đến đây. Quả không phải vậy mấy phút sau liền đã có vỏ giả theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến bên trong là bao quát lâm mặt thiến thiến ngươi không sao chứ đuổi theo lâm mặt đột nhiên nhìn đến cung thiến thiến thậm chí nhìn đến cung thiến thiến trên thân máu tươi mi đầu chăm chú nhíu lại hắn rất là ưa thích cung thiến thiến phàm là có một chút cơ hội hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ ta không sao lão đại ngươi mau nhìn nghe đến kinh hô lâm mặt lập tức nhìn về phía trước không nhìn không biết xem xét giật mình lâm mặt cả người đều sững sờ một chút bởi vì hắn vậy mà nhìn đến tô thần bóng người lơ lửng giữa không trung bốn phía lực lượng liên tục không ngừng hướng lấy tô thần dũng mãnh lao tới tốt giống như bão cát đây là có chuyện gì căn bản không cần hỏi nhiều lâm mặt liền đã đoán được tô thần khẳng định không đơn giản đồng thời theo cung vô nhai để tô thần tiến vào bí cảnh tìm tìm đồ liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề nếu là có thể thuận lợi trấn áp tô thần như vậy tô thần trên thân tất cả bí mật bao quát tăng thực lực lên bí thuật đều thuộc về hắn chính là bởi vì như thế, Lâm Mặc rất là tham lam nhìn lấy, lập tức nói ra. Đi lên cho ta trấn áp hắn. Đúng. Lâm Mặc vẫn chưa tự thân xuất thủ, bởi vì hắn muốn ngăn cản cung thiến thiến, trước đó muốn không phải cung thiến thiến cưỡng ép xuất thủ, tin tưởng hắn đã thuận lợi khống chế lại tô thần. Trơ mắt nhìn hơn 10 người, đồng thời hướng về tô thần nhanh chóng mà đi, bây giờ cung thiến thiến vẫn chưa xuất thủ. À, hơi kinh ngạc, bởi vì Lâm Mặc thực sự không có nghĩ đến, lần này cung thiến thiến lại đột nhiên lựa chọn từ bỏ, chẳng lẽ cung thiến thiến hồi tâm chuyển ý cung thiến thiến không nói gì lâm mặt cũng không có hỏi nhiều thật giống như trước đó sự tình không có phát sinh đồng dạng lấy tô thần làm trung tâm bốn phía 100 trăm m bên trong phạm vi toàn bộ chỗ tại cấm kỵ trạng thái khủng bố thôn phệ lực lượng thôn phệ lấy bốn phía cùng cùng không ngừng vọt tới lực lượng ngay tại đến từ lâm gia hơn 10 người bước vào trong phạm vi trăm thước thời điểm không có bất kỳ cái gì kêu thảm bởi vì thanh âm đã bị toàn bộ ngăn cách tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đến 10 người thân thể bắt đầu tứ phân ngũ liệt, máu tươi càng là biến mất không thấy gì nữa. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy một màn trước mắt, lâm mặt có chút kịch vui tính xoa xoa hai mắt, bởi vì hắn thực sự không thể tin được việc này là thật. Thật sâu nhìn một chút bên người cung thiến thiến, hỏi. Thiến thiến, tô thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cung thiến thiến lắc đầu, nàng đương nhiên minh bạch lâm mặt muốn hỏi gì, liền nàng đều biết là chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng, bây giờ tình huống thực sự quá quỷ dị bị bí thuật phản phệ tô thần lại có thể thôn phệ mênh mông như vậy lực lượng đồng thời trong phạm vi trăm thước hình thành tuyệt đối cấm kỵ phạm là tiến vào sinh linh tin tưởng đều sẽ bị tuyệt sát loại tình huống này người nào dám tùy ý đặt chân cung thiến thiến không muốn nói vẫn còn không biết rõ lâm mặt không được biết âm trầm trong ánh mắt đều là hối hận muốn là hắn thoáng hung ác điểm tâm trực tiếp trấn áp cung thiến thiến lời nói như vậy hoàn toàn không có hiện tại nhiều như vậy phiền phức càng nghĩ càng là hối hận đây là cung thiến thiến muốn là đổi lại người khác hắn chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình theo càng ngày càng nhiều võ giả bị dẫn tới đều nhìn đến một màn trước mắt mỗi một cái đều là khiếp sợ không thôi chỉ là bởi vì vừa mới một màn tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ người này khẳng định là được đến cơ duyên lớn thật sự là khó có thể tưởng tượng một cái nho nhỏ thần quốc cảnh lại có thể thôn phệ khổng lồ như thế lực lượng hắn trong phạm vi trăm thước đã hình thành cấm kỵ lồng khí mặc cho ai đều không thể đặt chân không cách nào đặt chân lại có thể thế nào chúng ta hoàn toàn có thể lấy viễn trình công kích. Không sai, chúng ta liên thủ phá vỡ cấm kỵ lồng khí. Chương 2651 Chó ngáp phải rùi Nguồn Mê truyện audio com Viễn trình công kích Có vừa mới một màn, không người nào dám tùy ý bước vào 100M phạm vi. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, thân thể người này bốn phía 100M phạm vi đã trở thành cấm kỵ, vô luận là ai đặt chân đều sẽ vẫn lạc, cái xác không hồn. Loại tình huống này, chỉ có lựa chọn viễn trình công kích mới có lấy một chút cơ hội. Mỗi người đều có thể nhìn ra được, người này khẳng định là được đến cơ duyên lớn. Ánh mắt tham lam, chết mà nhìn chằm chầm lấy trước mặt nam tử. Rất là kinh ngạc. Bởi vì vô số viễn trình công kích, điệp gia từng luồng từng luồng thế công, vậy mà không cách nào phá vỡ 100m phạm vi cấm kỵ lồng khí. Rầm rầm rầm. Liên tục quanh kích dưới, tất cả mọi người lộ ra rất là bất đắc dĩ. Dừng lại công kích, từng tiếng thở dài cùng kinh ngạc, bởi vì mọi người đều là khiếp sợ không thôi, tự hồ cũng không nghĩ tới, người này thu hoạch được cơ duyên cường đại như thế. Hội tụ tất cả chúng ta lực lượng đều không cách nào phá vỡ cấm kỵ phong ấn, chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ. Ta sẽ không từ bỏ, ta ngược lại muốn nhìn xem, cổ này phong ấn lực lượng lòng khí rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Tiếp tục. Lâm mặt sắc mặt rất là âm trầm, tổn thất hơn 10 người căn bản không quan trọng sự tình. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn không cách nào tới gần tô thần, coi như biết rất rõ ràng tô thần được đến cơ duyên, lại thúc thủ vô sách, thực sự có chút không cam tâm. Thật sâu nhìn một chút lâm mặt, cung thiến thiến thanh âm rất là ngưng trọng nói ra. Lâm mặt, ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy, tuy nhiên ta không thích ngươi, nhưng là ta một mực đem ngươi xem như bằng hữu. Làm bằng hữu, ta thì phải nhắc nhở ngươi một câu, không muốn lại đi trêu chọc tô thần, hắn không đơn giản, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Lâm mặt không nói gì, hắn đương nhiên biết cung thiến thiến không thích chính mình, bất quá không quan trọng sự tình. Có chút thời gian. Hai người phải chăng có thể cùng một chỗ, không đơn thuần là ưa thích mà thôi, hắn nhân tố cũng rất trọng yếu. Có thể nói như vậy. Truy cung thiến thiến có thể từ từ sẽ đến, hiện tại hắn, khẳng định sẽ không chút do dự tiếp tục lựa chọn đối phó tô thần. Đã hắn đã xuất thủ, chắc chắn sẽ không như vậy lựa chọn từ bỏ. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lâm mặt không có tiếp tục dậy vào khốn khổ đi xuống, đồng dạng thêm vào công kích tô thần trong hàng ngũ. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng oanh kích dưới. Trong phạm vi trăm thước cấm kỵ phạm vi, không nhìn bất luận kẻ nào thế công. Giờ khắc này, Tô Thần gấp nhắm chặt hai mắt, thể nội huyết mạch giống như nấu mở nước sôi, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín cái huyết luân, một cái điệp da một cái, từng luồn từng luồn huyết luân lực lượng bao trùm toàn thân cao thấp. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Bởi vì hắn thật là không nghĩ tới, chính mình lần này cưỡng ép thi triển huyết ma biến, một lần nữa huyết ma biến điệp da, phản phệ thuế biến dưới, vậy mà làm đến tự thân nguyên thần phong ấn thuận lợi giải khai đây là hắn hưng phấn nhất sự tình. Rốt cuộc lần này thuận lợi tiến vào tế cổ bí cảnh, vì thì là có thể thuận lợi giải khai nguyên thần phong ấn, rốt cuộc ngủ tuyệt phần châu lực lượng phong ấn, cho dù là cung vô nhai hai người đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ai có thể nghĩ tới? Lần này lại là chó ngáp phải rui. Không có quan tâm cái gọi là kinh hỷ, bởi vì hiện tại tô thần cảm nhận được, chính mình trong nguyên thần, thần quốc vậy mà diễn hóa đến 900 triệu đa thần quốc. Không sai, chính là cái gọi là 900 triệu đa thần quốc. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào có thể làm đến làm như thế thần quốc diễn hóa, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Liền Tô thần tự thân đều cảm thấy có chút chấn kinh, bởi vì liền xem như hắn đều là lần đầu tiên gặp phải dạng này sự tình, trước đó cũng không có diễn hóa ra nhiều như vậy thần quốc. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô thần căn bản không biết, chính mình diễn hóa ra 900 triệu đa thần quốc, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu tình. Rốt cuộc đỉnh phong tinh không sáu cảnh, chính mình muốn là một mực bị vây ở thần quốc cảnh, khẳng định không phải chuyện tốt lành gì hiện tại hắn muốn làm sự tình cũng là lấy gần nhất tốc độ trùng kích vận mệnh cảnh vốn cho là hắn trong nguyên thần ngưng tụ một cái thần quốc liền đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh hiện tại xem ra căn bản không phải cái gì có chuyện như vậy thể nội chính đại huyết luân đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa tô thần một lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu mượn nhờ huyết luân đến yên tĩnh cảm ngộ lên công pháp bí thuật trận pháp võ đạo đan đạo vậy mà bắt đầu toàn bộ diễn hóa lên đồng thời diễn hóa tốc độ càng lúc càng nhanh cộng thêm bản tôn huyết luân điệp gia diễn hóa tốc độ trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần nhiều căn bản không biết qua bao lâu thông vệ lực lượng bắt đầu từ từ suy yếu tất cả mọi người dừng lại công kích từng cái ánh mắt rất là tham lam nhìn lên trước mặt nam tử bọn họ đều rất rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới tin tưởng người này khẳng định được đến cơ duyên lớn lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra bây giờ tô thần quả thực kinh hỉ tới cực điểm tuy nhiên hắn thần quốc cảnh yên nguyên dừng lại tại nguyên chỗ vẫn chưa đột phá đến đỉnh phong trạng thái bất quá đối với hắn mà nói lần này huyết mạch đốn ngộ đối với tự thân tới nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại tiểu tử xem ra là ngươi triệt để thanh tĩnh ngươi chỉ cần giao ra ngươi vừa mới được đến đồ vật chúng ta sẽ không làm khó ngươi buông tha hắn tiểu tử ngươi có phải hay không bị hoảng sợ ngốc xung quanh đến võ giả quá nhiều lít nha lít nhít võ giả giống như một chi bách chiến bách thắng đại quân vô luận đổi lại là người nào gặp phải loại tình huống này tin tưởng đều sẽ bị dọa sợ. Muốn là đổi lại trước đó, đối mặt nhiều như vậy võ giả, tô thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lần nữa thi triển huyết ma biến, chỉ là liên tục không ngừng mà thi triển huyết ma biến, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối là phản vệ đặc biệt nghiêm trọng, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là hiện tại, hắn đã không còn cần thi triển huyết ma biến, theo nguyên thần phong ấn thuận lợi giải khai, hiện tại tu vi mặc dù chỉ là yên nguyên dừng lại tại thần quốc cảnh, bất quá thực lực chân thật, cũng đã có thể chống lại ba kiếp càng không cảnh võ giả đối với người khác mà nói muốn lấy thần quốc cảnh chống lại ba kiếp càng không cảnh võ giả cơ hồ là không có khả năng sự tình giữa hai bên chênh lệch còn tại đó duy chỉ có tô thần hắn tình huống có chút đặc thù lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý quét mắt một vòng bốn phía tất cả võ giả tô thần vừa cười vừa nói toàn bộ lăn ra ta tầm mắt u ngươi vẫn là rất càng rỡ tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn xem là ngươi mạnh miệng vẫn là ta quyền đầu cứng lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng Muốn là ngươi lại không lấy ra, đừng trách ta không khách khí. Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp trấn sát người này là đủ. Lâm Mặc nghĩ muốn xuất thủ, bất quá bây giờ rõ ràng không phải lúc, rốt cuộc tình huống bây giờ liền xem như hắn xuất thủ, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nơi này càng không cảnh võ giả có rất nhiều, muốn là hắn xuất thủ cướp đoạt lời nói, đến thời điểm không cần nói chém vết Tô thần, thậm chí hắn tự thân đều sẽ có phiền toái rất lớn. Đến mức cung Thiến Thiến sắc mặt rất là âm trầm. Tuy nhiên nàng suy đoán Tô thần tình huống rất là đặc thù, bất quá lấy một địch 10.000 tình huống dưới, tin tưởng Tô thần cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chính mình cần muốn xuất thủ sao? Chương 2652. Ấy nấy cùng tự trách. Nguồn: Mê truyện audio.com. Chính mình ra tay hữu dụng không? Lấy hắn thực lực muốn lấy một địch 10.000, thuận lợi cứu đi Tô thần, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, cung Thiến Thiến lại không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô thần vẫn lạc nên làm cái gì không có chút nào nói nhảm tô thần rất là hài lòng gật gật đầu hắn nguyên thần phong ấn đã giải mở có thể câu thông không gian giới chỉ cùng càng không thế giới theo lần này hắn huyết luân thuế biến thực lực cũng có trên diện rộng tăng vọt trong tay xuất hiện huyết tế đồ đồng thời còn có lấy tán kiếp bút tay cầm tán kiếp bút tô thần bắt đầu ở bốn phía vẽ lên nương theo lấy khủng bố khí lưu bao phủ bốn phía từng luồng từng luồng kình phong bắt đầu tùy ý lan tràn ra huyết tế đồ triển khai mình mong bá đạo biển máu bắt đầu bao trùm lên tới tán kiếp bút điệp gia huyết tế đồ, cộng thêm tô thần thực lực, nhìn chung nơi này tất cả mọi người tin tưởng không có người nào là tô thần địch thủ. A à, nhìn đến Nam Tử đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người đều có chút mắt trận tròn, bởi vì bọn hắn xác thực không nghĩ tới, người này sẽ lựa chọn chủ động xuất kích. Thần quốc cảnh võ giả vì gì ngông cuồng như thế? Dựa vào cái gì? Có tư cách gì? Đây là mọi người không nghĩ ra sự tình. Dưới tình huống bình thường, lấy thần quốc cảnh cùng vận mệnh cảnh bị ngàn cảnh cùng càng không cảnh ở giữa chênh lệch, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết người này, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đổi lại người khác lời nói, tin tưởng đối mặt loại tình huống này, hoảng sợ đều bị hù chết, làm sao có khả năng dám lựa chọn chủ động xuất kích. Phẫn nộ mọi người, mỗi một cái đều là trận mắt nhìn, khủng bố sát ý bao phủ dưới, trực tiếp toàn bộ hướng về tô thần công kích mà đi. Cung thiến thiến thật sâu thở dài một tiếng, liền xem như nàng nghĩ muốn xuất thủ tương trợ tô thần, bất quá đối mặt nhiều như vậy võ giả, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nàng đầu tiên phải bảo đảm chính mình an toàn, muốn là tùy tiện xuất thủ lời nói, những thứ này người cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Lâm mặt lại là phẫn nộ song quyền nắm thật chặt, nguyên bản tô thần trên thân cơ duyên đều thuộc về hắn, cũng là bởi vì hắn do dự thiếu quyết đoán, làm đến tô thần thuận lợi bị cung thiến thiến mang đi. Bây giờ lại là vô cớ làm lợi người khác. Rất là không cam tâm. Lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tô thần bị người khác chém giết. hắn căn bản không quan tâm tô thần sinh tử chỉ là để ý tô thần trên thân bí thuật cùng cơ duyên thở dài một tiếng ngay tại lúc này lâm mặt cùng cung thiến thiến ánh mắt đều triệt để biến trên mặt tràn ngập hoảng sợ căn bản không dám tiếp tục lưu lại lâm mặt quay người nhanh chóng rời đi trong nháy mắt liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi nguyên lai like. vô tận biển máu bao trùm bốn phía mỗi người nương theo lấy thê thảm kêu thảm vang vọng hư không từng vị võ giả bị sóng sờ sờ luyện hóa hóa thành từng giọt dòng máu, không ngừng mà dung nhập vào huyết tế đồ bên trong. Theo ta đi. Còn không đợi cung thiến thiến có bất kỳ phản ứng nào, liền đã bị tô thần lôi kéo cưỡng ép rời đi. Tô thần không có trảm thảo trừ căng, bởi vì hắn thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, tiếp tục trễ nải nữa, đối với hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn không phải nguyên thần phong ấn giải khai, hắn cũng không thể nào làm được. Ngươi thực lực khi nào biến lợi hại như thế? Không có trả lời, tô thần dừng lại, Cha cha khóe miệng máu tươi, sắc mặt rất là trắng xám như thế. Tuy nhiên liên tục hai lần thi triển huyết ma biến, bị phản phệ nhân hòa đắc phúc được đến huyết mạch đốn ngộ, làm đến hắn nguyên thần phong ấn giải khai, bất quá phản phệ vẫn chưa khôi phục. Những thứ này đa tạ ngươi, thật rất là cảm kích cung thiến thiến, bởi vì tô thần tâm lý rất rõ ràng, lần này muốn không phải bởi vì cung thiến thiến mạo hiểm tương trợ, hắn khẳng định ngăn cản không nổi lâm mặt, muốn là mình trước đó tiếp tục thi triển huyết ma biến tin tưởng thương thế hội càng thêm nghiêm trọng, thật sự là như thế lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không cần khách khí, ta không phải là bởi vì ngươi. Tô thần đương nhiên biết cung thiến thiến ý tứ, bất quá đối với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình, hắn chỉ coi trọng kết quả, đến mức cung thiến thiến đến cùng bởi vì cái gì, hắn cũng không có chút nào hứng thú. Chúng ta tìm một chỗ, ta có thể giúp ngươi luyện chế một cái đỉnh phong đan, bất quá ngươi có thể đột phá mấy cái cấp độ, vậy phải xem ngươi tạo hóa, chỉ có thể hạn chế tại đại cảnh giới phía dưới muốn là đổi lại trước đó hắn chỗ luyện chế ra đỉnh phong đan chỉ có thể tương trợ đỉnh phong tinh không sáu cảnh võ giả tăng lên một cái cấp độ mà thôi mà đi qua lần này huyết mạch đốn ngộ làm đến hắn đối với võ học luyện đan trận pháp bí thuật các loại đều có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ riêng là luyện chế đỉnh phong đan càng là có chất tăng lên có thể nói như vậy tô thần hiện tại luyện chế ra đỉnh phong đan chỉ cần tại đại cảnh giới bên trong, theo một đến chín cái cấp độ, cũng có thể tăng lên, chỉ là đối với võ giả tới nói, nuốt đỉnh phong đang có thể tăng lên mấy cái cấp độ, hoàn toàn có thể tự thân thiên phú và tiềm lực, đây là tô thần không cách nào chưởng khống. Cung thiến thiến chỉ là cấp 8 bị ngạn cảnh, nếu là không có đang dược gia trì, muốn trong thời gian ngắn trùng kích đến đỉnh phong bị ngạn cảnh, khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Không hề nghi ngờ, đợi đến cung thiến thiến tu vi thuận lợi đột phá đến càng không cảnh, lại nuốt đỉnh phong đang khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Bất quá bây giờ cung thiến thiến, nếu là có thể thuận lợi thôn phệ đỉnh phong đan, tu vi đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh lời nói, như vậy thì có thể mượn nhờ tế cổ bí cảnh, nếm thử đến trùng kích cái gọi là càng không cảnh. Tự hồ có chút không quá tin tưởng, bởi vì cung thiến thiến làm cung vô nhai cháu gái, đối tại đan đạo rất là rõ ràng, đồng thời nàng tự thân cũng là cái gọi là luyện đan sư. Chính là bởi vì như thế, nàng chưa từng nghe nói qua cái gọi là đỉnh phong đan. Tự hồ có thể đoán ra cung thiến thiến suy nghĩ trong lòng, tô thần cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp mang theo cung thiến thiến tìm tới một cái sơn động, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Nửa canh giờ về sau. Nhìn lấy tô thần lấy ra đỉnh phong đan, cung thiến thiến cũng không có chút nào khách khí, là có hay không có lợi hại như vậy, thử qua mới biết được. Đem đỉnh phong đan để vào đến miệng bên trong, cung thiến thiến lập tức bắt đầu tu luyện. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tô thần lập tức tiến vào càng không thế giới. Tô thần, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đột nhiên tiến đến tô thần, hỏa diễm nương nương mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới nàng đã thông qua củ cải biết nơi này là địa phương nào đồng thời nàng một mực lưu tại càng không thế giới đối với nàng võ đạo tu vi có ảnh hưởng rất lớn nắm thật chặt hỏa diễm nương nương hai tay tô thần bất đắc dĩ nói ta không sao chúng ta xem trước một chút tiểu bàn hỏa diễm nương nương đương nhiên biết tô thần ý tứ rốt cuộc tiểu bàn thương thế rất nghiêm trọng nói ra từ khi trước đó tiểu bàn sau khi trở về vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong đến bây giờ còn không có tỉnh qua Tô Thần không nói gì, bởi vì hắn đã đoán được, tiểu bàn rất có thể rơi vào trạng thái ngủ say, hiện tại chỉ là xác định mà thôi. Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, nhìn lên trước mặt ngủ say tiểu bàn, tâm lý rất là ấy nấy cùng tự trách. Nếu không phải là bởi vì chính mình, tiểu bàn không cần cưỡng ép xuất thủ, cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại cấp độ, hối hận đã không kịp, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào tương trợ tiểu bàn tỉnh lại, đồng thời khôi phục thương thế. Chương 2653 Bút trướng này khẳng định phải tính toán rõ ràng. Nguồn Mê truyện audio com Nhìn lên trước mặt rơi vào trạng thái ngủ say tiểu bàn Tô thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng Hắn thật sự là không có cách nào Bây giờ hắn có thể làm sự tình Cũng là đem tiểu bàn đặt ở hỗn độn trại chăn nuôi bên trong Hy vọng mượn nhờ hỗn độn trại chăn nuôi bên trong lực lượng Tương trợ tiểu bàn khôi phục thương thế Việc này không oán niệm ngươi Tô thần đương nhiên minh bạch hỏa diễm nương nương ý tứ trên mặt tràn ngập đắng chát không có tiếp tục xoắn suýt việc này hỏa diễm tỷ tỷ nơi này là tế cổ bí cảnh dựa theo bí cảnh cảnh giới hạn chế kiếp sau càng không cảnh không cách nào cưỡng ép xuất hiện tại bí cảnh bên trong nói đến đây tô thần không có tiếp tục nói đi xuống bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng hỏa diễm nương nương hơi kinh ngạc nàng không nghĩ tới tô thần sẽ ở tế cổ bí cảnh bên trong nàng đương nhiên biết tế cổ bí cảnh hạn chế muốn là nàng cưỡng ép xuất hiện tại bí cảnh bên trong đối với nàng đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt thậm chí sẽ bị tế cổ bí cảnh trực tiếp xoắn dết tuy nhiên nàng sáu kiếp càng không cảnh cường giả Bất quá tại thượng cổ giới cấm bên trong, có rất nhiều bí cảnh có thể đánh giết hắn. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. "Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta tạm thời sẽ không lưu tại nơi này." Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, khổ sở nói. "Còn có hơn 20 ngày, ta mới sẽ rời đi tế cổ bí cảnh, nơi này là ta đang điền thế giới, còn chưa đủ hoàn thiện, ngươi lưu tại nơi này, đối với ngươi võ đạo tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt." "Không có việc gì, chờ ta rời đi tế cổ bí cảnh, hồi trước tiên thả ngươi rời đi." Ta biết, ta nói không có việc gì. Muốn nói không có việc gì, cái kia khẳng định là gạt người. Bởi vì Hỏa Diễm nương nương tâm lý rất rõ ràng, nàng lưu tại Tô Thần đang điện thế giới, đối với tự thân võ đạo tu vi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá vì Tô Thần, nàng chỉ có thể ẩn nhẫn lấy. Theo Hỏa Diễm nương nương, Tô Thần đã lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, khẳng định là có thuộc về hắn đạo lý, đã như vậy lời nói, nàng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng Tô Thần. Bây giờ rời đi tế cổ bí cảnh, khẳng định không phải thích hợp ngươi lần này tiến vào tế cổ bí cảnh trừ tu luyện bên ngoài có phải hay không chủ yếu bởi vì tế cổ đạo tháp không sai quả nhiên đoán được không sai tâm lý lộ ra rất là bất đắc dĩ hỏa diễm nương nương khổ sở nói tế cổ đạo tháp có vấn đề rất lớn ngươi muốn là tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong nhất định muốn cẩn thận có gì cổ quái năm đó ta phụ thân cùng thúc thúc cũng từng từng tiến vào tế cổ đạo tháp sau khi trở về phụ thân hai người cũng đã nói tế cổ đạo tháp có đặc thù lực lượng có thể ảnh hưởng võ giả nguyên thần. Cũng chính bởi vì vậy, phụ thân cùng thúc thúc đều cự tuyệt ta đặt chân tế cổ bí cảnh. Thì ra là thế. Tô thần đương nhiên minh bạch hỏa diễm nương nương ý tứ. Chỉ là muốn là khắp nơi kiên kỵ cái gọi là nguy hiểm, hắn cũng sẽ không đi đến bây giờ. Theo tô thần, mặc kệ cái gì thời điểm, cơ duyên và nguy hiểm đều là cùng tồn tại, hắn chưa bao giờ có mảy may ý sợ hãi, chỉ cần có thể tăng lên tự thân thực lực, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố tiến về lần này lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, vì cũng là thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Trọng yếu nhất là, hiện tại hắn đã biết được, tế cổ đạo tháp bên trong rất có thể tồn tại ở trong gầm trời dịch, có thể luyện chế ra hoàng vũ đan, có thể tương trợ võ giả trùng kích viên mãn càng không cảnh. Dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần khẳng định không nguyện ý tùy ý lựa chọn từ bỏ. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hỏa Diễm Nương Nương trong nháy mắt liền đã đoán được Tô Thần ý tứ, không có tiếp tục khuyên giải, bởi vì nàng có thể đoán được, Tô Thần đã không sai lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, tin tưởng khẳng định là đã làm tốt quyết định. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta còn có việc, Ngươi trước lưu tại nơi này. Được. Không có tiếp tục tại càng không thế giới lưu lại, Tô Thần mang theo củ cải rời đi. Lão đại, ngươi để ta giúp ngươi khóa chặt bảo vật. Tô Thần gật gật đầu, nói ra. Ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, nơi này là tế cổ bí cảnh, ngươi muốn là thuận lợi khóa chặt bảo vật, không nên khinh cử vọng động, nhất định muốn trở về nói cho ta củ cải có thể nghe hiểu lão đại ý tứ, gật gật đầu nói. Lão đại yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Đi thôi. Đúng. Nhìn lấy củ cải nhanh chóng mà đi, tô thần thì là quay người nhìn về phía như cũ tại tu luyện cung thiến thiến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này nuốt đỉnh phong đan, tin tưởng cung thiến thiến tu vi khẳng định có thể tăng lên hai cái cấp độ, theo cấp 8 biển ngạn cảnh thuận lợi tấn cấp đến đỉnh phong biển ngạn cảnh. Về phần hắn, tuy nhiên đã từng nuốt một lần đỉnh phong đan, nhưng là theo lần này tiến hành huyết mạch đốn ngộ, làm đến đối đan đạo cảm ngộ cao hơn một tầng lầu, từ đó để hắn luyện chế ra càng cao đẳng cấp đỉnh phong đan. Hắn còn có thể nuốt một cái đỉnh phong đan, nhưng là tuyệt đối sẽ không hiện tại nuốt, bởi vì hiện tại hắn, căn bản không biết mình ngưng tụ thần quốc cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ trong nguyên thần, đã ẩn chứa 900 triệu đa thần quốc, phải chăng đã đạt tới thần quốc đỉnh phong cảnh, thật đúng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, tô thần đã quyết định, đợi đến hắn tu vi đột phá đến vận mệnh cảnh, lại nuốt đỉnh phong đan, đến thời điểm nói không chừng có thể mượn nhờ đỉnh phong đan, làm đến tự thân tu vi trực tiếp trùng kích đến đỉnh phong vận mệnh cảnh. Ngày thứ hai thời điểm, cung thiến thiến chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì nàng vậy mà tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong, thật thuận lợi đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, khoảng cách càng không cảnh chỉ kém một bước cuối cùng. Tại không có nuốt đỉnh phong đan trước đó, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng tô thần lấy ra đỉnh phong đan, sẽ có dạng này công hiệu, chỉ là hiện tại, tự thân nếm thử đỉnh phong đan về sau, lại là tin tưởng không nghi ngờ đứng người lên, nhìn lên trước mặt Tô Thần, cung thiến thiến thái độ lần nữa phát sinh cải biến, nàng bản thân cũng là một vị luyện đan sư, gia gia càng là thiên nhai hải các các chủ, phóng tầm mắt nhìn cả cổ giới cấm, đều là lớn nhất đỉnh cao luyện đan sư. Để tay lên ngực tự hỏi, gia gia có thể luyện chế ra dạng này đang dược sao? Khẳng định không cách nào luyện chế ra đến, giờ khắc này cung thiến thiến, tự hồ loáng thoáng ở giữa đoán ra một số mờ ám, gia gia không có khả năng vô duyên vô cớ để Tô Thần tiến vào tế cổ bí cảnh. Rốt cuộc thiên nhai hải các bên trong, có quá nhiều càng không cảnh, duy chỉ có tìm tô thần lời nói, tin tưởng tô thần chịu nhất định có chỗ hơn người. Đa tạ ngươi đang dược. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được đến. Tô thần luôn luôn đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, lần này muốn không phải cung thiến thiến hai lần thủ hộ, tin tưởng hắn hội có phiền toái rất lớn. Tô thần, muốn là ngươi gặp phải lâm mặt, không nên giết hắn. Vì sao? Tô thần hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự là không cách nào đáp ứng người này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Mặc muốn thừa dịp chính mình thụ thương, không chỉ có muốn trấn áp chính mình, càng là muốn cướp đoạt chính mình đồ vật, bút trướng này khẳng định phải tính toán rõ ràng, làm sao có thể bỏ qua Lâm Mặc. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, cùng Thiến Thiến khổ sở nói: "Tô thần, tha thứ ta nói thẳng, Lâm gia tại càng không thành thực lực không yếu, ngươi muốn là chém giết Lâm Mặc lời nói, tin tưởng Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không cần thiết trêu chọc Lâm gia, dù là ngươi có ta gia gia chỗ dựa đều không được." Chương 2654. Ngươi không thể thích ta. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thì ra là thế. Tô Thần đương nhiên minh bạch cung thiến thiến ý tứ. Muốn là đổi lại người khác, mặt đối với Lâm Gia khẳng định không dám trêu chọc. Chỉ là Lâm Mặc trêu chọc không nên dây vào người. Lâm Gia muốn là trêu chọc chính mình, không cần nói Lâm Gia, liền xem như Thiên Nhai hải các như cũ làm. Không có tiếp tục nói thêm cái gì, Tô Thần tâm lý đã có quyết định, bất kể là ai đều nghĩ muốn ngăn cản chính mình, bao quát cung thiến thiến ở bên trong tại cung thiến thiến nhìn tới. Tô thần khẳng định là có kiên kỵ không dám ra tay, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể thức thời không ra tay chém giết lâm mặt, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc chém giết lâm mặt, chính là chọc tổ ông vào vẻ, một mình đối mặt toàn bộ lâm gia, có thể chống đỡ sao? Người nào có thể cam đoan? Mình gia gia thì nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Cung cô nương, ta còn có việc trước hết cáo từ. Thương thế tuy nhiên còn không có khôi phục, bất quá theo nguyên thần phong ấn đã thuận lợi giải khai, Hiện tại hắn căn bản không cần tiếp tục lo lắng. Nhìn chung toàn bộ tế cổ bí cảnh tất cả võ giả, hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể làm đến quét ngang tất cả mọi người, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh đỉnh phong, đều không phải mình địch thủ. Hiện tại hắn có 10 phần lòng tin, liền xem như gặp phải ba kiếp càng không cảnh cường giả, đỉnh phong thời kỳ hắn đều có thể làm đến tuyệt đối trấn áp. Hắn cùng Cung Thiến Thiến tính toán là bằng hữu, có điều hắn thói quen độc lai like độc vãng, không muốn cùng Cung Thiến Thiến cùng một chỗ lịch luyện. Hơi kinh ngạc cung thiến thiến tự hồ không nghĩ tới, tô thần câu nói đầu tiên, cũng là cùng chính mình phân biệt. Muốn là đổi lại trước đó, nàng khẳng định không có chút nào phản đối, bởi vì theo bắt đầu thời điểm, nàng cũng có chút xem thường tô thần, muốn không phải xem ở gia gia phần phía trên, nàng chắc chắn sẽ không lựa chọn xuất thủ tương trợ tô thần. Theo nàng và tô thần ở chung thời gian càng ngày càng dài, nàng đối tô thần càng ngập hiếu kỳ. Kéo xuống mặt mũi, cung thiến thiến cuối cùng vẫn nói ra. Tô thần, chúng ta tạm thời trước cùng một chỗ, chờ ta đột phá đến càng không cảnh lại tách ra, như thế nào? Mi đầu thoáng nhăn nhăn, tô thần gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt cung thiến thiến. Thực sự có chút khác biệt, cung thiến thiến tại sao muốn lựa chọn cùng với chính mình? Muốn cự tuyệt. Cung thiến thiến lại là nói ra. Tô thần, ta gia gia để cho ta thủ hộ ngươi, ta nhất định muốn làm đến. Có chút buồn bực, cung thiến thiến lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không có tiếp tục cự tuyệt. Tô thần gật gật đầu, nói ra. Ngươi ta cùng một chỗ lịch luyện không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện ngươi nói. Vô luận là chuyện gì, đều muốn để ta làm quyết định, đồng thời ta sự tình ngươi không thể tiết lộ ra ngoài, bao quát gia gia ngươi ở bên trong, vô luận ngươi thấy cái gì đều không được. Có thể. Trả lời chém đinh chặt sắt, bởi vì tô thần càng là như thế, cung thiến thiến càng là cảm thấy hiếu kỳ, càng là muốn giải tô thần, nhìn xem tô thần đến cùng là cái dạng gì ngươi. Tự hồ nghĩ đến cái gì, tô thần nói lần nữa. Còn có chuyện, ngươi không thể thích ta, ta đã có yêu mến ngươi. À, nghe đến lời này, cung thiến thiến có chút ngây người, trực tiếp trận mắt một cái lựa chọn không nhìn, nàng làm sao có khả năng ưa thích tô thần, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Thật không biết xấu hổ. Nàng thì chưa từng gặp qua như thế tự chăm sóc mình người. Rời đi về sau. Tô thần đối với mình thi triển huyết ma biến mang đến phản vệ thương thế, vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn nguyên thần phong ấn đã giải mở, liên tục nuốt đang dược về sau, tạm thời ngăn chặn phản vệ, tin tưởng trong thời gian ngắn khẳng định có thể triệt để khôi phục phản vệ thương thế, hắn đối với mình có 10 phần lòng tin. Hiện tại muốn làm sự tình, trừ sạch nhanh đến mức đến cơ duyên, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích đến vận mệnh cảnh, chuyện còn lại cũng là săn giết hoặc là trấn áp võ giả, từ đó cướp đoạt tế cổ viên. Muốn đi vào tế cổ đạo tháp, chỉ có tiến vào trước ba ngàn tên. duy nhất điều kiện cũng là tế cổ viên. đổi lại trước đó, hắn khẳng định không thể làm đến không kiên nể gì cả, rốt cuộc nguyên thần bị phong ấn tình huống dưới, đối mặt bị ngạn cảnh, còn có càng không cảnh nhiều ít có chút khó khăn. về phần hiện tại, đã hoàn toàn không nhìn. ngắn ngủi 4 ngày thời gian cung thiến thiến hoảng sợ phát hiện tô thần đã đồ sát mấy trăm ngàn võ giả cướp đoạt mấy trăm ngàn võ giả được đến tế cổ viêm nhanh chóng tăng vọt ấn cứ như vậy cướp đoạt tốc độ hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến không có gì bất ngờ xảy ra tô thần khẳng định có thể thuận lợi tiến vào trước ba ngàn tên từ đó đặt chân tế cổ đạo tháp tô thần mau nhìn nhìn cách đó không xa một vị dáng người công kệ nữ tử đang bị hai vị nam tử vây giết còn không đợi tô thần có phản ứng chút nào cung thiến thiến bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ Bây giờ cung thiến thiến tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, chỉ cần không gặp được càng không cảnh, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cung tỷ tỷ cứu ta. Hai vị bỉ ngạn cảnh võ giả thấy có người xuất hiện, thậm chí còn là cung thiến thiến, quả thực giật mình, bất quá sự tình đã như thế, hai người ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo lên đến, hướng thẳng đến cung thiến thiến đánh giết mà đến. Đáng tiếc là, bây giờ cung thiến thiến thực lực đã xưa đâu bằng nay, cho dù là lấy một địch hai tình huống dưới, không chỉ có không có chút nào thua trận, ngược lại bắt đầu vững vàng ngăn chặn hai người chạy đến tô thần vẫn chưa nhúng tay, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, tuy nhiên hai người đều là cấp 8 bỉ ngạn cảnh, bất quá liên thủ phía dưới đều không phải là cung thiến thiến địch thủ. Thì dạng này, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tại cung thiến thiến cường hãng thế công dưới, hai người đều bị cứ thế mà đánh giết. Bọn họ là ai? Cung tỷ tỷ, van cầu người cứu cứu tiểu thư nhà chúng ta. Mỹ Nhi làm sao? Nghe đến Mỹ Nhi hai chữ, tô thần đương nhiên biết là ai, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, hẳn là càng không thành thành chủ cháu gái vạn Mị Nhi gái mập tử trên mặt tràn ngập cuốn cuồng, toàn thân máu me đầm đìa, vội vàng nói. Cung tỷ tỷ, tiểu thư nhà ta đang bị bọn họ vây giết, bất quá phủ thành chủ còn có mấy vị càng không cảnh, bọn họ có lẽ còn không dám làm loạn, nhưng là, ai cũng không dám cam đoan tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Mang ta đi. Cung tỷ tỷ, không bằng chúng ta đi trước tìm người. Gái mập tử đương nhiên biết cung thiến thiến, cùng nàng nhà tiểu thư là một dạng tu vi, liền càng không cảnh đều không có đột phá, muốn là như vậy tiến đến lời nói, không chỉ có không cách nào cứu giúp tiểu thư, thậm chí còn có thể bội lên chính mình, được trả bằng mất sự tình. Dựa theo nàng ý tứ, cũng là hy vọng cung thiến thiến có thể triệu tập thiên nhai hải các càng không cảnh. Mà nàng lại đi tìm phủ thành chủ hắn càng không cảnh cường giả. Như thế tới nói, hội tụ hai nhà liên thủ, tin tưởng có thể đi trở về cứu người. Cung thiến thiến đương nhiên biết đối phương ý tứ, muốn là vẹn vẹn nàng một người, khẳng định không dám tùy tiện tiến về. Chỉ là hiện tại, nàng có chỗ dựa nàng và vạn mị nhi quan hệ còn tại đó, không có khả năng thấy chết không cứu, dù là biết rõ gặp nguy hiểm, như cũ hội nghĩa vô phản cố tiến về. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là nàng tin tưởng vững chắc Tô thần thực lực, trước đó tại ngắn ngủi 4 ngày thời gian, Tô thần chém giết mấy trăm ngàn võ giả bên trong, vẹn vẹn là càng không cảnh võ giả cũng không dưới mấy trăm, đây là khái niệm gì? Chương 2655. Điện mục tán liên. Nguồn: Mê truyện audio.com. Chính là bởi vì như thế, cung thiến thiến đánh bạc tô thần có thể quét ngang tế cổ bí cảnh hiện tại đi triệu tập thiên nhai hải các cùng phủ thành chủ càng không cảnh võ giả thực sự không phải cái gì cử chỉ sáng suốt quá mức chậm trễ thời gian gái mập tử sắc mặt rất là ngưng trọng nàng thực sự vô pháp tưởng tượng chỉ là bị ngạn cảnh cung thiến thiến liền xem như đi thì có ích lợi gì cung tỷ tỷ được người ta hiện tại chi binh hai đường người đi tiếp tục đi thiên nhai hải các cùng phủ thành chủ càng không cảnh võ giả mà chúng ta trước đi xem một chút trong lòng mặc dù còn có chút nói thầm, bất quá lời nói đều đã nói đến phân thượng này, gái mập tử cũng không có tiếp tục kiên trì, đem vị trí nói cho hai người. trên đường, tô thần, lần này lại làm phiền ngươi. không quan trọng. thật sâu nhìn một chút tô thần, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thật sự là không thể tin tưởng, chỉ là thần quốc cảnh tô thần, vậy mà có được thực lực như vậy, chém dết càng không cảnh võ giả, giống như cắt dưa leo một dạng đơn giản. không nói thêm gì, lần này còn thật muốn tô thần tương trợ một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ. Liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đỉnh, lại có thể cảm nhận được ngọn núi này khí thế rộng rãi. Trọng yếu nhất là, ngọn núi khổng lồ phía dưới thì là một đóa nở rộ liên hoa, bốn phía có từng tòa liên hoa thạch tượng, lít nha lít nhít liên hoa thạch tượng căn bản không biết có bao nhiêu. Vạn Mị Nhi sắc mặt rất là âm trầm, bên người nàng càng không cảnh võ giả đã vẫn lạc tốt mấy vị, bên người chỉ còn lại có một người. Tiểu thư, tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, không bằng ta ra ngoài dẫn dắt rời đi bọn họ, ngươi thừa cơ rời đi. Vạn Mỹ Nhi lắc đầu, nàng đương nhiên biết đối phương ý tứ, bất đắc dĩ nói. Tính toán, không cần như thế phiền phức. Nếu là có một chút cơ hội rời đi, nàng chắc chắn sẽ không có tia không có do dự, rốt cuộc không người nào nguyện ý rời đi. Càng không thành phủ thành chủ thành chủ mặc dù là gia gia của nàng, ở bên ngoài lời nói, có lẽ sẽ có người kiên kỵ, nhưng là tại tế cổ bí cảnh bên trong, tình huống lại là hoàn toàn không giống. Đã tuần tự nếm thử hai lần, đều lấy thất bại mà kết thúc. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này càng không cảnh võ giả quá nhiều. Mấy trăm vị. Mấy ngàn vị. Tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, không bằng chúng ta trước đem điện ngục tán liên giao ra. Không được. Vạn Mỹ Nhi nhìn lấy trong tay một đóa thuần màu đen hoa sen, có chừng lấy nửa cái bàn tay lớn nhỏ, ánh mắt rất là kiên định, nói ra. Tuy nhiên nơi này có rất nhiều đất ngục tán liên, ngươi lại cần phải rõ ràng, muốn khóa chặt một đóa điện ngục tán liên đến cùng có nhiều khó khăn, liền xem như chúng ta giao ra, bọn họ chưa chắc sẽ buông tha chúng ta cảm thảo trừ căng mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn việc này muốn là đổi lại chính mình tin tưởng cũng sẽ như thế làm tuyệt đối sẽ không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì nam tử rất là bất đắc dĩ hắn hiểu được chính mình sứ mệnh lần này đặt chân tế cổ bí cảnh nhiệm vụ bọn họ cũng là thủ hộ tiểu thư đồng thời tận khả năng tranh đoạt tế cổ viêm tương trợ tiểu thư cuối cùng tiến vào tế cổ đạo tháp không có tiếp tục nói thêm cái gì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng sự thật bậy ở trước mặt muốn thuận lợi rời đi xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Vạn Mị Nhi, chúng ta không có ý cùng càng không thành là địch, chỉ cần ngươi giao ra địa ngục tán liên, ngươi có thể tùy ý rời đi, như thế nào? Hừ. Nơi này có rất nhiều đất ngục tán liên, ta tại sao phải cho các ngươi? Vạn Mị Nhi, chúng ta đã cho đủ mặt mỗi ngươi, hy vọng ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Hơn 30 vị càng không cảnh võ giả, mang theo rất nhiều võ giả canh giữ ở ba mặt, bọn họ đều lựa chọn không nhìn càng không thành phủ thành chủ uy hiếp, nơi này là tế cổ bí cảnh, chỉ cần làm đến trảm thảo trừ căn tin tức căn bản truyền không đi ra. Trọng yếu nhất là chỉ cần đi vào tế cổ bí cảnh, như vậy sinh tử không để ý, tin tưởng cho dù là càng không thành phủ thành chủ cũng hội nghĩ tới chỗ này. Đây là địa phương nào? Địa ngục. Địa ngục. Cung Thiến Thiến gật gật đầu, cười khổ nói. Nơi này xác thực được vinh dự địa ngục, cũng là tế cổ bí cảnh nguy hiểm nhất địa phương một trong, bất quá cũng là võ giả thích nhất trước đến địa phương một trong, nơi này tồn tại địa ngục tán liên, cho nên rất nhiều võ giả đều nguyện ý đến đây, nếm thử tranh đoạt địa ngục tán liên tự hồ có thể đoán được tô thần suy nghĩ trong lòng cung thiến thiến tiếp tục nói điện ngục tán liên nơi này độc có đồ nghe nói nuốt điện ngục tán liên đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ bất quá không thể trực tiếp nuốt cần trước loại trừ điện ngục tán liên tạp chất chỉ lên trước mặt từng tòa liên hoa thạch tượng cung thiến thiến nói ra điện ngục tán liên thì giấu ở liên hoa trong tượng đá mỗi một tòa liên hoa thạch tượng phòng ngự đều rất là cường hãn chúng ta rất khó phá vỡ chỉ có chờ đợi liên hoa thạch tượng tự mình diễn hóa ra từng đóa từng đóa địa ngục tán liên bất quá mỗi một đóa địa ngục tán liên tranh đoạt đều là vô cùng nguy hiểm hơi không cẩn thận tin tưởng liền sẽ mất đi tính mạng tô thần gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ nói cách khác muốn có được địa ngục tán liên không thể cưỡng đoạt mà chính là cần chờ liên hoa thạch tượng tự mình diễn hóa hoàn toàn là ông cây đợi thỏ sự tình tô thần chúng ta trước không muốn đi quản địa ngục tán liên sự tình vạn mị nhi là ta hảo tỉ mùi vô luận như thế nào đều muốn trước cứu nàng như là đã đến, tô thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái gọi là ngục tán liên, bất quá cứu người trước, lần này đến đây mục đích cũng là cứu người. Từng tòa liên hoa thạch tượng giống như mê cung đồng dạng, thật sự là quá nhiều, muốn trong thời gian ngắn khóa chặt vạn mị nhi bóng người, tin tưởng không phải chuyện dễ dàng. Tách ra, khẳng định không được, bởi vì cung thiến thiến tu vi tuy nhiên đã đột phá đến đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, bất quá chỉ cần gặp phải càng không cảnh võ giả lời nói, khẳng định không phải địch thủ. Nghĩ muốn nhờ thiên nhai hải các uy hiếp, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình, bởi vì nơi này là tế cổ bí cảnh, rất nhiều võ giả căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Chính là bởi vì như thế, hai người đều không nhắc tới cái gọi là tách ra khóa chặt. Xin hỏi, ngươi là có hay không gặp qua đến từ càng không thành vạn mị nhi? Một bên tìm, một bên hỏi. Giờ khắc này cung thiến thiến lộ ra rất là cuốn cuồng, bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, tại địa ngục loại địa phương này, liền xem như càng không cảnh võ giả đều có sinh tử nguy hiểm. Riêng là hiện tại, thuận lợi đến đến địa ngục tán liên vạn mị nhi, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn cướp đoạt loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu đối vạn mị nhi càng là bất lợi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khóa chặt vạn mị nhi tung tích không thể để cho vạn mị nhi có việc Lăng đi lão tử hiện tại tâm tình không tốt đúng tô thần bóng người còn giống như quỷ mị trong nháy mắt đi tới nam tử trước mặt thậm chí không giống nhau nam tử có bất kỳ phản ứng nào trực tiếp một cái bàn tay hung hăng đem đập bay tiền bối ta biết sai ngươi đừng có giết ta đã biết tô thần thực lực Cung Thiến Thiến không có chút nào kinh ngạc, hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không gặp qua đến từ càng không thành vạn mị nhi? Không có, ta cũng không biết vạn mị nhi là ai, ta thật không biết, còn mời hai vị tiền bối tha ta một mạng. Nam tử triệt để dọa sợ. Chương 2656 Gần cơ thủy giọt Nguồn Mê truyện audio com Có chút mắt trợn tròn Nam tử thực sự không có nghĩ đến, đối phương chỉ là nho nhỏ thần quốc cảnh, vì sao có thể có được như thế cường hãn thực lực. Hắn liền mảy may sức chống cự đều không có, rốt cuộc hắn nhưng là bị ngạn cảnh võ giả, giữa hai bên chênh lệch còn tại đó. Có thể nói như vậy. Yếu nhất bị ngạn cảnh võ giả, muốn muốn đánh giết mạnh nhất thần quốc cảnh võ giả, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cười lạnh một tiếng, tô thần đương nhiên sẽ không lựa chọn buông tha người này. Hắn cần tế cổ viêm. Không giống nhau tô thần xuất thủ, nam tử tự hồ đã minh bạch tô thần ý tứ, lập tức theo trên thân bóc ra chính mình tất cả tế cổ viêm giao ra hơi kinh ngạc, tô thần không nghĩ tới người này như thế chủ động, hắn đều không có ý tứ xuất thủ đánh giết người này. Lăng. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối ân không giết. Nhìn lấy lộn nhào chạy đi nam tử, tô thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Thái độ thực sự quá tốt. Hung hăng trừng liếc một chút tô thần, cung thiến thiến không nói thêm gì, lập tức lựa chọn tiếp tục hỏi thăm. Thì dạng này. Hỏi một cái, một cái không biết. Hỏi một cái, bóc ra một cái tế cổ viêm, hoặc là chém vết sau tiến hành bóc ra. Chỉ cần thái độ không tốt người, như vậy chỉ có thể giết, tô thần không có mảy may lãng phí thời gian, rốt cuộc tế của bí cảnh duy trì thời gian đã không nhiều, hắn không có khả năng đem thời gian lãng phí ở nơi này. Có vấn đề. Ngay lúc này, tô thần đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy gần ngay trước mắt liên hoa thạch tượng. Chúng ta sau đó lại đến tìm kiếm địa ngục táng liên, hiện tại lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là trước khóa chặt vạn mị nhi tung tích. Muốn là đổi lại lúc bình thường, nàng khẳng định sẽ trước tranh đoạt địa ngục táng liên rốt cuộc đối tại địa ngục nơi này tới nói, lớn nhất đại cơ duyên khẳng định là địa ngục tán liên, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Duy chỉ có hiện tại, không được. Bởi vì nàng còn không rõ lắm, vạn mỹ nhi đến cùng phải chăng có việc, nhất định phải tại trước tiên tìm tới vạn mỹ nhi, các loại xác định vạn mỹ nhi không sau đó lại nói. Tô thần lại là lắc đầu, nhìn lên trước mặt thạch tượng. Hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ, nếu là không có nhìn đến cũng coi như, nhưng nhìn đến địa ngục tán liên, thì dạng này trắng trắng bỏ lỡ khẳng định là không được. Cung cô nương, Tha thứ ta nói thẳng, muốn là vạn mị nhi vận khí không tốt, tin tưởng hiện tại đã gặp nạn, muốn là hắn thật có thể ngăn cản được, trễ như vậy một hồi cũng không có sự tình, ngươi cứ nói đi. Nghe đến lời này, cung thiến thiến trận mắt một cái. Nàng xem như phục. Rất là phẫn nộ. Hận không thể một bàn tay phiến chết tô thần. Tại cung thiến thiến nhìn đến, tô thần cũng là tài cưỡng từ đoạt lý, chỉ là không có biện pháp nào mà thôi. Bởi vì lần này đến đây địa ngục, muốn thuận lợi cứu ra vạn mị nhi, cũng phải cần dựa vào tô thần chỉ dựa vào nàng tự thân lời nói, căn bản là làm không được sự tình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cầu người là khó khăn nhất. Nhìn lên trước mặt liên hoa thạch tượng, tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn một mực tại thể nội vận chuyển hỗn động thôn phệ quyết, thôn phệ lực lượng bao vây lấy trước mặt liên hoa thạch tượng. Hắn có thể khẳng định, tòa này liên hoa trong tượng đá ngay tại có lực lượng phun trào. Một giây sau, một đóa nửa cái lớn chừng bàn tay hắc liên, chậm rãi theo liên hoa trong tượng đá ngưng tụ mà ra, còn không đợi Tô Thần xuất thủ, mấy chục đạo bóng người theo bốn phương tám hướng vọt tới, từng cái trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Phạm là đến đây địa ngục võ giả, đều là muốn cướp đoạt ngục tán liên, bất quá địa ngục tán liên không phải tùy ý đều sẽ tuôn ra, chỉ muốn xuất hiện một đóa địa ngục tán liên, tin tưởng đều sẽ có rất nhiều võ giả xuất thủ cướp đoạt. Lăn đi. Thấy có người muốn nhanh chân đến trước, cướp đoạt mình đã nhìn đến địa ngục tán liên, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí, cho dù là tự thân còn có thương thế. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, trực tiếp hung hăng đập đi ra nương theo lấy vô số long ngâm gào thét, bá đạo không gì sánh được tạp thiên chuyên hung hăng đánh vào từng vị võ giả trên thân. Thân thể bạo liệt, làm sao có khả năng ngăn cản được tạp thiên chuyên bá đạo, cho dù là càng không cảnh võ giả đều làm không được. Tất cả mọi người chú ý lực đều tại địa ngục tán liên phía trên, thật sự là không nghĩ tới, sẽ có người bá đạo như vậy, trực tiếp tới thì giết chết ba người. Còn lại chín người đều bị giật mình, từng cái trợn mắt nhìn, hướng thẳng đến tô thần vọt tới. Trung điệp lạnh hừ một tiếng, tô thần không có sợ hãi chút nào, trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu vẽ lên, từng cái chết chữ liên tục không ngừng địa hội tụ mà ra. Tán kiếp bút điệp gia tạp thiên chuyên, cùng bạo thế công bao trùm chín người, loại kia thanh thế to lớn bá đạo uy năng, căn bản không cho chín người bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thì dạng này, từng vị võ giả không ngừng mà bị tàn sát. Từng đạo từng đạo tế cổ viêm không ngừng mà bị tô thần mạnh mẽ bóc ra, ngay tại tô thần chuẩn bị lấy đi địa ngục tán liên thời điểm. Một đạo ngọt ngào thanh âm đột nhiên vang lên. Đóa này địa ngục tán liên là ta, Ngươi không thể cầm, không có tiếp tục xuất thủ. Tô Thần nhìn cách đó không xa, khác bên ngoài một tòa liên hoa thạch tượng ngồi lấy tiểu nữ hài, Chả lấy hai cái đuôi ngựa biến tóc, tròn vo mặt rất là khách khí. Nhìn đến tiểu nữ hài, Tô Thần Thiên Loan nghĩ đến Linh Bảo, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm Linh Bảo, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, trực tiếp lựa chọn không nhìn, hướng lên trước mặt địa ngục tán liên chập tới, không qua ngay tại lúc này, tiểu nữ hài bóng người trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, thì đã đi tới Tô Thần trước mặt loại kia còn như quỷ mị giống như tốc độ, quả thực để tô thần giật mình. Quanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức ốc tiếng vang, tô thần bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào liên hoa thạch tượng phía trên. Một ngụm máu tươi phun ra, tô thần vội vàng đứng người lên, ánh mắt có chút ngưng trọng cùng chấn kinh nhìn lên trước mặt tiểu nữ hài, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, cô gái này thực lực hội như thế cường hãn. Trọng yếu nhất là, hắn vậy mà theo tiểu nữ hài trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, xuất thủ lại là như thế bá đạo, muốn không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Ngươi không sao chứ? Vội vàng đi tới nâng lên tô thần, cung thiến thiến rất là lo lắng hỏi, liền nàng cũng không nghĩ tới, tiểu nữ hài này thực lực hội như thế cường hãn. Lắc đầu, tô thần gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt tiểu nữ hài, trơ mắt nhìn tiểu nữ hài, theo liên hoa thạch tượng phía trên lấy xuống địa ngục tán liên. Lại có người chạy tới, bất quá bên trong có một người, nhìn đến tiểu nữ hài trong nháy mắt sắc mặt đột biến, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui. Nàng là ai? Nguyên thần truyền âm, Cung Thiến Thiến mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đương nhiên biết Tô thần hỏi như thế ý tứ, từ trên người người nọ không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Ta cũng không dám xác định đến cùng phải hay không nàng. Nói. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Cung Thiến Thiến nguyên thần truyền âm nói ra. Ta nhìn thấy nàng, đột nhiên nhớ tới một người tên là Gần Cơ, bản thể là Thượng Cổ Kỷ Nguyên, không biết từ nơi nào sinh sôi ra một giọt nước, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không có tu vi thật sự, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả kiếp sau càng không cảnh đều không phải là nàng địch thủ. Chương 2657. Một quyền này không có dấu hiệu nào. Nguồn: Mê truyện audio.com. Gần Cơ, bản thể giọt nước, hơn nữa còn là Thượng Cổ Kỷ Nguyên một giọt nước, đến mức từ nơi nào sinh sôi mà ra không người nào biết. Tô Thần, nàng muốn thật sự là Gần Cơ tuyệt đối không nên chọc giận nàng. Rất là kiên kỳ gận cơ. Cung thiến thiến tiếp tục nói. Nàng vì người tính cách rất là cổ quái, hỉ nộ vô thường, là xuất thủ hay không đều chỉ bằng vào yêu thích. Tô thần trong ánh mắt đều là kiên kỵ, theo vừa mới xuất thủ, hắn liền đã có thể đoán được thực lực đối phương tuyệt đối không đơn giản. Không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Địa ngục tán liên đã trong tay tiểu nữ hài, mình coi như là có thể chống lại ba kiếp càng không cảnh cường giả, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải gần cơ địch thủ đã biết rất rõ ràng không phải địch thủ, vì sao còn muốn đi nếm thử, trừ lãng phí thời gian bên ngoài, hắn sự tình căn bản làm không. Nghĩ tới đây tô thần, nói ra. Chúng ta đi. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Gần cơ bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, cười ha hả nói ra. Đóa này điện mục tán liên không đủ ta ăn, bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Làm lấy hai người mặt, gần cơ trực tiếp đem đóa này điện mục tán liên để vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào. À, hơi kinh ngạc, bởi vì cung thiến thiến thực sự không có nghĩ đến, gần cơ vậy mà sẽ trực tiếp nuốt địa ngục tán liên, rốt cuộc địa ngục tán liên có tạp chất, muốn là trực tiếp nuốt, đối với võ giả đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Khách khí Không nguyện ý trêu chọc dạng này người, bất quá tô thần không muốn trêu chọc, không có nghĩa là gần cơ cũng sẽ dừng tay như vậy. Vương tay ngăn cản hai người, gần cơ vừa cười vừa nói. Vừa mới ta đánh ngươi, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Ta thì đứng ở chỗ này, không bằng ngươi cũng đánh ta một quyền, chúng ta liền xem như hòa nhau, như thế nào? muốn là đổi lại người khác, đánh chết đối phương cũng không dám đánh trả, rốt cuộc gần cơ thực lực còn tại đó. Duy chỉ có Tô Thần. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, trực tiếp oanh ra một quyền. Một quyền này không có dấu hiệu nào, xuất quyền tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp hung hăng đánh vào gần cơ trên thân, trực tiếp đem gần cơ nện đến thân thể bay ngược mà ra. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người triệt để mộng, bao quát cùng Thiến Thiến ở bên trong, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên ở giữa xuất thủ gần cơ khó khăn từ dưới đất bò dậy trong ánh mắt có một chút kinh ngạc cùng hưng phấn liền nàng đều không hề nghĩ tới cái này người vậy mà thật dám ra tay nàng đã từng thử qua vô số lần đều không ngoại lệ căn bản không có người dám chủ động xuất kích cái này là cái thứ nhất dám chủ động xuất thủ người không có chút nào phẫn nộ đi tới tô thần trước mặt gần cơ rất là hài lòng gật gật đầu vừa cười vừa nói không tệ ngươi thật rất không tệ ngươi tên là gì tô thần tô thần không có sợ hãi chút nào nói ra là ngươi để cho ta đánh ngươi, ta chỉ là dựa theo ngươi ý tứ đi làm mà thôi. Không dám nói lời nào, cung thiến thiến rất rõ ràng, muốn là mình suy đoán không có sai lầm lời nói, như vậy tiểu nữ hài này thực lực tương đương đáng sợ. Một khi triệt để chọc giận tiểu nữ hài, đến thời điểm bọn họ đều khẳng định không là tiểu nữ hài địch thủ, tất nhiên sẽ bị gần cơ đánh giết. Rất là hài lòng gật gật đầu, gần cơ vừa cười vừa nói. Không sai, ta đánh ngươi một quyền, ngươi đánh ta một quyền, hợp tình hợp lý, bất quá ta hội trở về tìm ngươi nhìn lấy đột nhiên biến mất tiểu nữ hài, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cung thiến thiến ánh mắt rất là ngưng trọng, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Tô thần, chúng ta lần này phiền phức lớn, ngươi nên cái kia minh bạch gần cơ thực lực, ta từng nghe gia gia nói qua, liên quan tới gần cơ thực lực, nghe nói đã từng có mười vị tám kiếp càng không cảnh cường giả liên thủ vây giết gần cơ, cuối cùng không chỉ có không có thương tổn đến gần cơ, ngược lại bị gần cơ phản sát tất cả mọi người, không còn một móng. Hơi kinh ngạc, tô thần phát hiện mình còn là xem thường gần cơ thực lực ánh mắt rất là ngưng trọng kiên kỵ về kiên kỵ muốn nói sợ hãi khẳng định chưa nói tới hắn liền hỗn độn cường giả đều không sợ huống chi là một giọt nước không nguyện ý tiếp tục xoắn suýt việc này tô thần nói ra chúng ta tiếp tục khóa chặt vạn mị nhi được nhìn đến tô thần không nguyện ý nói thêm việc này cùng thiến thiến chỉ có thể tâm lý thở dài một tiếng sự tình đã phát sinh muốn muốn hối hận cũng không kịp tiếp tục khóa chặt vạn mị nhi tiểu thư ngươi đi trước lấy một địch 30, nam tử rất nhanh không kiên trì nổi, bị hơn 30 vị càng không cảnh liên thủ đánh giết. Vạn Mỹ Nhi muốn rời khỏi, chỉ là đối mặt loại tình huống này, nàng cũng là hữu tâm vô lực, bởi vì bốn phía tất cả đường ra toàn bộ bị phong kín. Muốn rời khỏi, khó như lên trời. Lạnh lùng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm bốn phía từng cái càng không cảnh võ giả, không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp nàng. Bị ngàn cảnh cùng càng không cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, Trừ phi là có được thủ đoạn đặc thù bằng không lời nói, thật rất khó vượt qua giữa hai bên chướng ngại. Vạn Mị Nhi, chúng ta đã đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không cố gắng nắm chắc, không oán chúng ta được, hiện tại trừ địa ngục tán liên bên ngoài, liền ngươi người đều phải bỏ mạng ở chỗ này, muốn trách lời nói thì trách ngươi chính mình." Nhẹ hừ một tiếng, Vạn Mị Nhi lạnh lùng chế giễu nói: "Các ngươi không dùng ở chỗ này giả từ bi, trước đó liền xem như ta giao ra địa ngục tán liên, các ngươi sẽ bỏ qua ta." Đây là Vạn Mị Nhi cơ hội có thể khẳng định sự tình bởi vì thân phận nàng đã bại lộ, loại tình huống này, tin tưởng những thứ này người một khi xuất thủ, khẳng định sẽ trảm thảo trừ căng, tuyệt đối sẽ không để cho mình còn sống rời đi địa ngục. Phải chăng buông tha, ngươi nói không tính, bất quá ngươi đã không cố gắng nắm chắc cơ hội, thì đừng có trách chúng ta vô tình. Chớ nói nhảm, trước hết giết hắn, đến thời điểm địa ngục tán liên thuộc về người nào, chúng ta đều bằng bản sự. Căn bản không có đem vạn mỹ nhi để vào mắt, bởi vì bọn hắn đều là càng không cảnh, tùy ý đi ra một người đều có thể nhẹ nhõm trấn áp vạn mị nhi nếu là không có địa ngục tán liên, bọn họ có lẽ không muốn trêu chọc càng không thành phủ thành chủ, chỉ là cướp đoạt tế cổ viêm, thậm chí ngay cả tế cổ viêm cũng sẽ không bóc ra. Duy chỉ có hiện tại, sự tình đã phát sinh, đã bọn họ đã quyết định cướp đoạt ngục tán liên, đồng thời còn chém giết phủ thành chủ nhiều như vậy càng không cảnh võ giả, như vậy nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể cho bọn họ lưu phía dưới bất cứ phiền phức gì. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, vàng mị nhi tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, tình huống bây giờ đối với nàng tới nói đều rất là bất lợi. Không có tình huống đặc biệt, nàng khẳng định sẽ vẫn lạc tại nơi này. Không có bất kỳ cái gì hối hận, muốn là lại tới một lần nữa, nàng vẫn là sẽ không buông tha cho chính mình đến đến địa ngục tán liên. Từ khi nàng lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh đến nay, liền đã biết tại bí cảnh chi bên trong khẳng định hội có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến vào. Vì cái gì? Cũng là bởi vì nàng muốn tranh đoạt cơ duyên. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Mị Nhi, Thiến Thiến nhìn lấy đột nhiên xuất hiện cung thiến thiến vạn mị nhi sắc mặt đột nhiên biến bởi vì vị nàng thực sự không có nghĩ đến cung thiến thiến sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này chương 2658 nghìn sát càng khôn nguồn mê truyện audio com thiến thiến làm sao ngươi tới muốn là cung thiến thiến bên người theo càng khôn cảnh cũng coi như duy chỉ có hiện tại nguy hiểm như thế địa phương cung thiến thiến đột nhiên xuất hiện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt những thứ này người ngay cả mình cũng dám chém giết huống chi là đối mặt cung thiến thiến. Càng không thành phủ thành chủ cùng thiên nhai hải các không có gì khác nhau. Các nàng quan hệ rất tốt, còn như chị em ruột đồng dạng, chính là bởi vì như thế, vạn mị nhi mới không muốn nhìn thấy cung thiến thiến có việc. Không có việc gì, ngươi thế nào? Bọn họ muốn giết ta. Yên tâm, bọn họ làm không được. Hơi kinh ngạc. Chết mà nhìn chầm chầm lấy gần trong gan tất cung thiến thiến, bởi vì vạn mị nhi rất rõ ràng chính mình vị này tỉ mùi tính cách, đã nói đến ra, như vậy nói rõ việc này nhất định có thể làm được chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, cung thiến thiến đến cùng nghĩ muốn thế nào làm, rốt cuộc các nàng hiện tại đối mặt là hơn 30 vị càng không cảnh, muốn lấy hai người bọn họ liên thủ chống lại những thứ này càng không cảnh võ giả, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nhìn lấy đi tới tô thần, vàng mị nhi lộ ra rất là kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới, cung thiến thiến sẽ cùng tô thần đi cùng một chỗ. Nàng rất rõ ràng cung thiến thiến đối tô thần là thái độ gì, tuyệt đối là xem thường. Tại tiến vào bí cảnh trước đó, Mặc kệ là Vạn Thương Hải vẫn là cung vô nhai, đều liên tục dặn dò hai người bọn họ tiến vào tế cổ bí cảnh về sau, tận khả năng thủ hộ Tô Thần. Đến bây giờ đều không nghĩ ra, tại sao muốn làm cho các nàng thủ hộ một cái thần quốc cảnh võ giả. Nàng đã từng hỏi gia gia, chỉ là không có trả lời nàng, trong ánh mắt có hỏi thăm ý tứ, Cung Thiến Thiến vừa cười vừa nói: "Chúng ta cần nhờ hắn." "A, à, dựa vào Tô Thần." Cung Thiến Thiến là không phải là đang nói nói mơ, bởi vì tại Vạn Mị nhiên nhìn đến, Tô Thần chỉ là thần quốc cảnh mà thôi không muốn nói chống lại hơn 30 vị càng không cảnh võ giả, cho dù là đối mặt nàng, tin tưởng một vị nho nhỏ thần quốc cảnh đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không nghĩ ra, vì cái gì cung thiến thiến đối tô thần tin tưởng như vậy. Không cần nói vạn mị nhi. Cho dù là bốn phía hơn 30 vị càng không cảnh võ giả, cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức, không biết vì sao hội vô duyên vô cớ xuất hiện hai người. Một cái là thần quốc cảnh, một cái là bỉ ngạn cảnh. Dưới tình huống bình thường, hai người nhìn đến bọn họ chẳng phải là cần phải lập tức quay người rời đi có thể tránh bao xa thì bao xa, tuyệt đối sẽ không tùy ý địa tới gần nửa bước. Mỗi một cái đều là cười lạnh không thôi, bởi vì bọn hắn căn bản không có đem đột nhiên xuất hiện hai người để vào mắt. Con kiến hôi mà thôi. Chỉ cần bọn họ động động ngón tay, tin tưởng thì có thể dễ dàng mà hủy diệt hai người. Ngươi là thiên nhai hải các cung thiến thiến. Nghe đến thiên nhai hải các bốn chữ, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì thiên nhai hải các cùng phủ thành chủ đem so sánh lên, không có chút nào thua thậm chí bởi vì luyện đan sư đặc thù địa vị có rất ít người dám trêu chọc thiên nhai hải các người nào cũng không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện trong hai người sẽ có một người là cái gọi là cung thiến thiến bọn họ có thể không nhìn cung thiến thiến lại không thể không nhìn cung thiến thiến gia gia cũng chính là thiên nhai hải các các chủ cung vô nhai chính là bởi vì như thế cung thiến thiến chúng ta xem ở gia gia ngươi trên mặt mũi có thể không giết ngươi bất quá cần ngươi cam đoan không đem hôm nay sự tình tiết lộ ra ngoài sau đó ngươi liền có thể rời đi Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý treo chọc thiên nhai hải các, muốn là người này có thể giấu giếm việc này, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện Cung thiến thiến lại là cười Nhìn về phía tô thần Tô thần đồng dạng không có chút nào phế lời nói, thì phát triển không gian thuấn di, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên Tự tìm cái chết Nhìn đến vị này thần quốc cảnh tiểu tử, cũng dám chủ động ra tay đối phó bọn họ tất cả mọi người triệt để mộng, cả đám đều lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn căn bản không tin tưởng, một con kiến hôi có thể lật lên bao lớn bọc nước. Phẫn nộ mọi người, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp bắt đầu trấn áp người này. Oanh! Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, hai vị càng không cảnh võ giả vừa mới đụng chạm lấy tạp thiên chuyên, trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng bao trùm, tạp thiên chuyên hung hăng đập trúng hai người, thân thể vỡ vụn, máu tươi phun ra, gây mũi máu tanh mùi vị trong nháy mắt chui vào hắn lỗ mũi người bên trong dọa đến thân thể hung hăng rung rẩy lên, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, người này thực lực như thế cường hãn, chỉ là vừa đối mặt mà thôi, vậy mà đồ sát hai vị càng không cảnh võ giả. Thần quốc cảnh đánh giết hai vị càng không cảnh võ giả, có thể làm đến miễu sát sao? A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, vàng mị nhi triệt để mộng, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ tới, tô thần sẽ có cường hãn như thế thực lực, lập tức hỏi. Thiến thiến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người này đến cùng là như thế nào làm đến? liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng thực sự có chút không thể tin tưởng. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, nàng có thể nhìn ra được, tô thần thực lực xác thực rất là bá đạo, vẹn vẹn là có thể làm đến miễu sát càng không cảnh võ giả, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cũng không biết, nhưng là hắn xác thực rất lợi hại, mấy ngày nay thời gian, hắn chém giết mấy trăm ngàn võ giả, bên trong có lấy rất nhiều càng không cảnh võ giả. Nghe đến cung thiến thiến lời nói, vạn mị nhi sắc mặt lần nữa đại biến, bất đắc dĩ cười cười, khổ chát nói, Gia Gia thật sự là đầy đủ có thể, người này rõ ràng có được cường hãn như thế thực lực, lại để cho chúng ta thủ hộ hắn, đây chính là chuyện cười. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, nói ra. Căn cứ ta suy đoán, tại tiến vào bí cảnh trước đó, tô thần tình huống hẳn không phải là rất tốt, hắn bị hai lần trọng thương về sau, thực lực đột nhiên tăng vọt, có lẽ là thu hoạch được đại cơ duyên. Mặc dù là suy đoán, bất quá Cung Thiến Thiến cơ hội có thể khẳng định chính mình suy đoán. Bởi vì tại nàng gặp phải tô thần thời điểm, tô thần thực lực căn bản không có cường hãn như thế, không cần nói gặp phải càng không cảnh, liền xem như đối mặt bị ngạn cảnh, cũng như cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là tô thần đi qua hai lần cưỡng ép thi triển bí thuật, phản vệ không xuống được vẻn vẹn không có vẫn lạc, ngược lại thực lực bắt đầu tăng vọt, cho nên tại cung thiến thiến nhìn đến, tô thần khẳng định là thu hoạch được một loại nào đó cơ duyên, từ đó tăng lên tự thân thực lực. Loại cơ duyên này là tốt là xấu, thật đúng là ẩn số. Rốt cuộc tô thần lấy thần quốc cảnh thực lực, vậy mà có thể làm được miễu sát hai vị càng không cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, võ giả là khẳng định không cách nào làm đến. Thiến thiến, ngươi ưa thích hắn. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi tỉ muội ta nhiều năm, ngươi ánh mắt là không biết gạt người. Cung thiến thiến thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra. Chưa nói tới ưa thích, xem như thưởng thức, ngươi hẳn phải biết, ta mục tiêu là đang đạo cùng võ đạo, đối với cái gọi là tình yêu nam nữ không có coi trọng như vậy. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì vạn mị nhi tâm lý rất rõ ràng, cung thiến thiến không cần thiết hốt du nàng. Không thể không thừa nhận. Vẹn vẹn là tô thần có thể lấy thần quốc cảnh miễu sát càng không cảnh, dạng này tìm lực đủ để nói rõ hết thảy, nạn cơ hội có thể khẳng định, tô thần ngày sau nhất định có thể trở thành đỉnh cấp cường giả. Chương 2659 Ta không phải trắng cứu người Nguồn Mê truyện audio.com Ngắn mũi mấy phút đồng hồ thời gian Tô thần đã chém giết tất cả càng không cảnh võ giả. Cưỡng ép bóc ra mỗi một vị càng không cảnh võ giả tế cổ viêm cướp đi chỗ có không gian giới chỉ, đồng thời mượn nhờ hỗn động thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ tất cả mọi người lực lượng. Mượn nhờ hỗn động thôn phệ quyết thôn phệ lực lượng, bắt đầu luyện hóa dung hợp toàn thân các nơi, thương thế vẫn không có khỏi hẳn. Liên tục hai lần cưỡng ép thi triển huyết ma biến, làm đến hắn bị phản phệ rất là nghiêm trọng. Dựa theo tô thần thôi toán, muốn làm đến khỏi hẳn, chỉ sợ vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Không quan trọng sự tình. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ cần tại tế cổ bí cảnh bên trong, không gặp được đặc thù tồn tại, Tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm được quét ngang. Trước đó gặp phải gần cơ, chính là đặc thù tồn tại, tuy nhiên không cảm giác được gần cơ trên người có bất kỳ khí tức gì, không qua thực lực lại là cực kỳ khủng bố. Hắn không phải gần cơ địch thủ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, liền xem như tám kiếp càng không cảnh cường giả đều không phải là gần cơ địch thủ. Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Vàng Mị Nhi thái độ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hít thở một hơi thật sâu, Vàng Mị Nhi vừa cười vừa nói: cảm ơn ngươi. Tô thần lắc đầu, trực tiếp vạn mị nhi trong tay địa ngục tán liên, nói ra. Ta không phải trắng cứu người, ngươi có phải hay không cần phải bày tỏ một chút. À, nghe đến tô thần lời nói, không cần nói vạn mị nhi, cho dù là cung thiến thiến đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới tô thần lại đột nhiên nói như thế. Rất là phiền muộn, cung thiến thiến mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Tô thần, nàng là ta hảo tỉ muội Cùng ta có quan hệ sao? Tô thần đạm mạc nói ra. Ta và ngươi là bằng hữu, nhưng là ngươi bằng hữu, chưa hẳn là bằng hữu ta, ta mạo hiểm trước đến, không có khả năng trắng trắng xuất thủ, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ta không phải thánh nhân." Khoát khoát tay, lập tức ngăn cản Cung Thiến Thiến, vạn Mị Nhi gật gật đầu nói: "Ngươi nói rất đúng, ngươi ta không là bằng hữu, không cần thiết vô điều kiện cứu ta, đóa này địa ngục tán liên cho ngươi." Không có chút nào khách khí, thuận tay cầm qua địa ngục tán liên. Trước đó cái kia đóa địa ngục tán liên bị gần cơ trực tiếp cướp đi, hắn lại muốn nghiên cứu điện ngục tán liên. Không nguyện ý các loại tình huống dưới, cũng chỉ có thể yêu cầu vạn mị nhi trong tay địa ngục tán liên. Không là bằng hữu, đương nhiên có thể tùy ý cầm. Cung thiến thiến hung hăng trừng tô thần liếc một chút, nhìn về phía vạn mị nhi, trên mặt có chút xấu hổ cùng ấy nấy. Nàng thật là không nghĩ tới, tô thần sẽ như thế làm. Muốn là đổi lại hắn nam nhân, sẽ như thế làm sao? Chắc chắn sẽ không. Tô thần liền tối thiểu nhất thương hương tiết ngọc cũng đều không hiểu, dạng này nam nhân, sẽ có hồng nhan tri kỷ sao? Ta không sao, hắn làm được rất đúng mị nhi ngươi làm sao thiến thiến ta thật không có sự tình ta cho rằng tô thần nói làm đều rất đúng ta cùng hắn không là bằng hữu căn bản không có nghĩa vụ cứu ta hắn lần này có thể tới hoàn toàn là nhìn mặt mũi ngươi cho nên ta lấy ra địa ngục tán liên làm thù lao cũng là cần phải hơi kinh ngạc cung thiến thiến chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt chính mình hảo tỉ mùi nàng phát hiện mị nhi thật là không có chút nào phẫn nộ thật đúng là đầy đủ kỳ quái a à, đây là thuần lực lượng ngưng tụ Đương nhiên, đây là liên hoa trong tượng đá lực lượng ngưng tụ, rất nhiều người đều suy đoán, cổ lực lượng này thật không đơn giản, mỗi một tòa liên hoa trong tượng đá ẩn chứa đại lượng lực lượng, đáng tiếc là những thứ này liên hoa thạch tượng phòng ngự đều quá mức khủng bố, bất kỳ người nào đều không cách nào phá vỡ thạch tượng phòng ngự, cho nên trong tượng đá lực lượng là chuyện gì xảy ra, đến bây giờ đều không người nào biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được cung Thiến Thiến ý tứ. Cái gọi là ngục tán liên chỉ là lực lượng ngưng tụ, chánh thức lực lượng vẫn là tại liên hoa trong tượng đá thể nội vận chuyển hỗn động thôn phệ quyết, tuôn ra từng luồng từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến địa ngục tán liên bên trong. Cái gọi là tạp chất, đối với tô thần đến nói không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng, đến cưỡng ép tháo rời ra, hoặc là trực tiếp thôn phệ đều không có bất cứ vấn đề gì. Trực tiếp cưỡng ép thôn phệ địa ngục tán liên, tại dung hợp thời điểm, vậy mà dẫn động trong nguyên thần thần quốc. Ánh mắt nhất thời sáng lên, tô thần đương nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Xem ra chính mình lần này xem như đến đúng đối với mình võ đạo tu vi dừng lại tại thần quốc cảnh cảm thấy rất là phiền muộn đổi lại hắn võ giả ngưng tụ ra chín cái thần quốc liền đã có thể trùng kích vận mệnh cảnh duy chỉ có chính mình đầu tiên là sinh sôi ra mấy chục ngàn cái thần quốc sau đó ngưng tụ thành một cái thần quốc lần này tiến vào tế cổ bí cảnh cưỡng ép thi triển huyết ma biến bị phản vệ từ đó ngoại ý muốn tiến vào huyết mạch đốn ngộ làm đến hắn thần quốc lần nữa theo một cái sinh sôi thành 900 triệu nhiều cái thần quốc trực giác nói cho tô thần đến bây giờ chính mình sinh sôi ra 900 triệu nhiều cái thần quốc, vẫn không có thuận lợi đột phá đến thần quốc cảnh đỉnh phong. Muốn là hắn có thể mượn địa ngục tán liên lực lượng, từ đó thuận lợi trùng kích đến thần quốc đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến vận mệnh cảnh, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Thiến thiến, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Cung thiến thiến nhìn về phía tô thần, hỏi. Ngươi cứ nói đi. Tâm lý rất là phiền muộn, vạn mị nhi có thể nhìn ra được, có lẽ cung thiến thiến còn chưa tới không thể tự kềm chế cấp độ nhưng là đối tô thần khẳng định có ý tứ bằng không lời nói tuyệt đối sẽ không dạng này ta muốn tạm thời lưu tại nơi này hai nữ đều có thể đoán được tô thần muốn làm gì rốt cuộc vừa mới tô thần mới thôn phệ địa ngục tán liên tuy nhiên không biết tô thần đến cùng là như thế nào làm đến trực tiếp thôn phệ bất quá không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới tin tưởng tô thần khẳng định là nếm đến ngon ngọt bằng không lời nói tuyệt đối sẽ không kiên quyết như thế lựa chọn lưu lại tốt ta cũng dự định lưu lại Tô thần gật gật đầu, vẫn chưa lựa chọn cự tuyệt. Ngay sau đó, tô thần liền đi tới một tòa liên hoa thạch tượng trước, giống như vậy thạch tượng trải rộng nơi này mỗi một tấc, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu liên hoa thạch tượng. Căn cứ hắn vừa mới thôn phệ địa ngục tán liên đến xem, tô thần cơ hồ có thể khẳng định một việc. Bởi vì địa ngục tán liên là lực lượng chỗ ngưng tụ, khẳng định là liên hoa trong tượng đá nắm giữ lực lượng khổng lồ sinh sôi mà ra, mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng, từ đó thu hoạch được bên trong lực lượng hắn thần quốc cảnh một mực dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào càng tiến một bước đã vừa mới thôn phệ địa ngục tán liên lực lượng có thể thuận lợi dẫn động thần quốc như vậy hắn liền muốn thôn phệ trong tượng đá lực lượng đến nếm thử đột phá đỉnh phong thần quốc cảnh tô thần ta biết ngươi ý tứ nhưng là mỗi một tòa thạch tượng phòng ngự đều rất là bá đạo theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng phòng ngự cung thiến thiến ý tứ rất đơn giản chính là muốn nói cho tô thần không cần thiết lãng phí thời gian đã không ai có thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng tại hai người nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần cũng khẳng định không cách nào làm đến. Không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, Tô Thần đương nhiên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Chương 2660 Nửa địch nửa không biết Nguồn Mê truyện audio com Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lên trước mặt liên hoa thạch tượng. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng. Liên hoa trong tượng đá chất chứa lực lượng, đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu. Chỉ là hiện tại, muốn thuận lợi thu hoạch được liên hoa trong tượng đá lực lượng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vừa mới cung thiến thiến đã nói, liên hoa trong tượng đá phòng ngự cực kỳ cường hãn, bất luận cái gì võ giả đều không thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng phòng ngự. Người khác làm không được, không có nghĩa là chính mình cũng làm không được. Lần thứ nhất xuất thủ cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may sơ xuất. Nghĩ tới đây tô thần, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, thể nội lực lượng bắt đầu quay cuồng lên, liên tục không ngừng điên cuồng tràn vào đến tạp thiên chuyên bên trong thi triển một kiếm vô địch diễn biến một quyền vô địch trong tay tạp thiên chuyên hung hăng nện ở trước mặt liên hoa thạch tượng phía trên không có không dao động liên hoa thạch tượng giống như đại hải không nhúc nhích tí nào không có văng lên mảy may bọt nước ánh mắt lập tức động lại thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tô thần trong lòng mặc dù đã đoán được một hai bất quá chánh thức nhìn đến thời điểm lại vẫn còn có chút phiền muộn đến mức cung thiến thiến hai người nhìn đến một màn trước mắt lại không có chút nào kinh ngạc bởi vì các nàng đều đã đoán được hội là như vậy kết quả cung thiến thiến lộ ra rất là bất đắc dĩ vỗ vỗ tô thần bả vai cung thiến thiến đắng chát nói tô thần ngươi không dùng nhục chí liên hoa thạch tượng phòng ngự sát thực rất là bá đạo các ngươi không cần quản ta khắp nơi đi xem một chút ta lưu tại nơi này quan sát một chút cung thiến thiến tự hồ minh bạch tô thần ý tứ đối phương muốn một mình yên tĩnh nàng cũng sẽ không tiếp tục phiền tô thần nói ra tốt có việc kêu chúng ta Từng. đợi đến hai người rời đi về sau tô thần vẫn chưa lựa chọn từ bỏ cứng trắng không đi được, như vậy thì nhìn xem phải chăng có thể mượn nhờ chính mình huyết luân cùng thôn phệ lực lượng, nếm thử thẩm thấu đến liên hoa trong tượng đá. Nghĩ tới đây Tô Thần, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, đồng thời thể nội cũng bắt đầu vận chuyển hỗn động thôn phệ quyết, nương theo lấy thôn phệ lực lượng tràn vào phục chế huyết luân bên trong. Phục chế huyết luân tuôn ra phục chế lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trước mặt liên hoa trong tượng đá. Không cách nào rót vào. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng lên. Cứng trắng không được, mềm cũng đồng dạng không được chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ rất là không cam tâm tô thần đương nhiên rõ ràng hoa sen trắng trong tượng đá lực lượng đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào thậm chí sẽ ảnh hưởng chính mình thần quốc cảnh tăng lên hắn có thể không nguyện ý vĩnh viễn dừng lại tại thần quốc cảnh cần trong thời gian ngắn nhất thuận lợi tăng lên tới đỉnh phong thần quốc cảnh thở dài một tiếng ngươi muốn phá vỡ liên hoa thạch tượng nghe đến thanh âm tô thần gật gật đầu nói ngươi có biện pháp gợn cơ đi tới vừa cười vừa nói các ngươi còn thật đều là đần độn ngươi có thể thử nghĩ một hồi nơi này nhiều như vậy thạch tượng ngươi muốn phá vỡ một tòa làm sao có khả năng tô thần không nói gì hắn thấy đã gần cơ nói như thế nói không chừng gần cơ biết nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng phong ấn hắn cũng không biết chính mình cùng gần cơ ở giữa quan hệ bằng hữu địch nhân có lẽ đều không phải là xem như nửa địch nửa không biết tô thần tâm lý rất là kiên kỵ vị này gần cơ rốt cuộc căn cứ cung thiến thiến chỗ nói, gần cơ bản thể là đến từ thường cổ kỷ nguyên dọc nước, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn khẳng định không phải gần cơ địch thủ. Ngươi xem một chút trước mặt ngươi ngọn núi khổng lồ, tên là địa ngục tán phong, bốn phía tất cả liên hoa thạch tượng, toàn bộ đều là lấy địa ngục tán phong làm trung tâm. Nghe đến lời này, tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đã nghe hiểu gần cơ ý tứ, nói ra. Ngươi có biện pháp? Ta không có cách nào, bất quá ta chỉ là biết, trước mặt địa ngục tán phong mới là nơi mấu chốt. Tất cả liên hoa thạch tượng chỉ là phụ thuộc lực lượng mà thôi. Nói tương đương không có nói. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình liền một tòa liên hoa thạch tượng phòng ngự đều không cách nào phá vỡ, huống chi là trước mặt địa ngục tán phong, không cần nghĩ sự tình. Không bằng ngươi ta liên thủ, muốn là chúng ta có thể thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong nơi trọng yếu, đến thời điểm được đến lực lượng, chia động ăn đủ, chúng ta chia đều nơi này lực lượng, như thế nào? Có thể. Liền không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp đáp ứng, bởi vì gần cơ đưa ra ý kiến đối với hắn không có chút nào chỗ xấu. Chỉ cần địa ngục tán phong bên trong lực lượng, có thể tương trợ chính mình ngưng tụ thần quốc, tranh thủ đột phá đến đỉnh phong thần quốc cảnh, hoàn toàn là không sai sự tình, một nửa cùng toàn bộ đều là một cái khái niệm mà thôi. Cái kia ngươi đi theo ta. Tô thần theo gận cơ rời đi tại chỗ, hướng lên trước mặt ngọn núi khổng lồ đi đến. Gặp gần vách đá ngăn trở hai người. Tòa này địa ngục tán phong phòng ngự mới là đáng sợ nhất, căn cứ ta phỏng đoán, không cần nói tin không võ giả, cho dù là viên mãn càng không cảnh võ giả đều không cách nào phá vỡ. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bởi vì tô thần đã đoán được, liền một tòa liên hoa thạch tượng phòng ngự đều như thế biến thái, huống chi là một tòa địa ngục tán phong. Hắn thực sự không hiểu rõ, đã biết rất rõ ràng địa ngục tán phong phòng ngự như thế cường hãn, gần cơ còn là muốn liên thủ với chính mình, không cách nào làm đến sự tình, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Không làm rõ ràng được gần cơ rốt cuộc là ý gì, muốn hỏi một chút, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì tô thần biết, loại tình huống này, liền xem như chính mình không hỏi, tin tưởng gận cơ cũng sẽ chủ động nói ra. Quả không phải vậy. Gận cơ thật sâu nhìn một chút tô thần, nàng tự hồ không nghĩ tới, tô thần sẽ như thế nhìn xuống, vậy mà thật không có mở miệng hỏi thăm quan tại địa ngục tán phong sự tình. Dù sao cũng là nàng chủ động mở miệng, đối phương thật chẳng lẽ không có lòng hiếu kỳ sao? Tô thần càng là như thế, gận cơ càng là cảm thấy hiếu kỳ, nói ra. Tế cổ bí cảnh tuy nhiên mỗi lần mở ra, chỉ có thể duy trì một tháng thời gian, nhưng là ta lưu tại nơi này, đã chỉnh một chút một cái kỷ nguyên. Khủ khủ. Nghe đến lời này tô thần, vẫn là không nhìn được có chút chấn kinh, bởi vì hắn biết rõ một cái kỷ nguyên đại biểu cho cái gì. Chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy thật không thể tin. Tha thứ ta nói thẳng, một khi tế cổ bí cảnh đóng lại, bất kỳ người nào đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, ngươi là như thế nào lưu tại nơi này. Ta tự có ta biện pháp, cái này ngươi không cần biết. Bởi vì nơi này. Gận cơ gật gật đầu, trên mặt tràn ngập đắng chát thở dài nói tất cả mọi người rất rõ ràng địa ngục nơi này ẩn giấu đi rất lực lượng kinh khủng muốn là ta có thể có được nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn đáng tiếc là nơi này phòng ngự thực sự quá kinh khủng chỉ sợ chỉ có vũ trụ võ giả mới có cơ hội phá vỡ tô thần có chút nghĩ không thông nói ra đã như vậy ngươi vì sao còn phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian ta không muốn từ bỏ liền xem như ta cách mở đi ra cũng chỉ là bế quan tu luyện ta không muốn bởi vì ta biết ta muốn đột phá tự thân cực hạn đến cùng có nhiều khó khăn, cho nên ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Tô thần có thể minh bạch gận cơ trong lòng buồn khổ, đối với võ giả tới nói, không năm tháng tu luyện, cộng thêm không cách nào đột phá tự thân tu vi, thật là một kiện thống khổ sự tình. Chương 2661 Sen nuốt sen Nguồn Mê truyện audio com Người có biện pháp phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Nếu là không có biện pháp, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có một chút tác dụng nào tế cổ bí cảnh có thể duy trì thời gian không cao hơn nửa tháng hắn cũng không muốn đem thời gian toàn bộ lãng phí ở nơi này rốt cuộc hắn cuối cùng mục đích là tế cổ đạo tháp ngươi không muốn ở lại chỗ này ta vì cái gì phải ở lại chỗ này rất là phiền muộn tô thần đương nhiên biết đối phương ý tứ nếu để cho hắn lưu tại nơi này một cái kỷ nguyên khẳng định là không nguyện ý sự tình ta xác thực có biện pháp phá vỡ điện ngục tán phong phòng ngự, bất quá cần ngươi giúp đỡ, đến mức phải chăng có thể phá vỡ, vẫn là ẩn số, ta cũng không dám xác định. Tô thần vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà chính là hỏi. Gần cơ, tha thứ ta nói thẳng, nơi này võ giả mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn ta. Đây là tô thần không nghĩ ra sự tình. Cười. Gần cơ vừa cười vừa nói. Đầu tiên, ta nhìn ngươi rất thuấn di, lần, ngươi là người thứ nhất dám đánh ta người, sau cùng, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, tế cổ bí cảnh bên trong toàn bộ sinh linh, ngươi thực lực tuyệt đối có thể quét ngang. Không cách nào phản bác. Tô thần đối với cái này cái gọi là gần cơ rất là kiên kỵ, có điều hắn lại muốn có được địa ngục tán phong bên trong lực lượng, vẹn vẹn là dựa vào lấy hắn một người thực lực khẳng định là không được. Ta đáp ứng ngươi. Không có chút nào kinh ngạc, gần cơ giống như có lẽ đã đoán được đối phương khẳng định sẽ đáp ứng chính mình, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi cho ta chút thời gian chuẩn bị, ngày mai cái này thời điểm, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vừa dứt lời. Gần cơ căn bản không cho tô thần bất luận cái gì mở miệng cơ hội, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô thần lộ ra rất là không nại, hắn cũng vô pháp xác định, đối phương đến cùng có biện pháp hay không phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, bất quá ngày mai liền biết. Thật sâu thở dài một tiếng, tô thần quay người rời đi đã tạm thời không cách nào phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, như vậy hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, khẳng định đầu tiên muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể giải quyết liên hoa thạch tượng phòng ngự, rốt cuộc giữa hai bên phòng ngự hoàn toàn khác biệt. Tô thần, ngươi không sao chứ? Trở về hai người, nhìn lấy tô thần hơi kinh ngạc, bởi vì các nạn có thể nhìn ra được, tô thần tự hồ có chút không đúng chỗ sức lực. Tô thần lắc đầu, hắn không muốn đem gận cơ sự tình nói cho hai người. Rốt cuộc đến bây giờ, hắn đối gận cơ giải đều rất ít. gần cơ sẽ hay không xuất thủ, Bọn họ có phải hay không bằng hữu, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Tô thần duy nhất biết sự tình, chính là cái này gần cơ tương đương đáng sợ, thực lực tuyệt đối không phải mình có thể chống lại tồn tại. Muốn là gần cơ thật xuất thủ, đến thời điểm chính mình ba người liên thủ đều không phải là gần cơ địch thủ, chính là bởi vì như thế, hai người vẫn là biết càng ít càng tốt. Cung Thiến Thiến đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô thần tâm lý khẳng định có việc, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Người ta không muốn nói, nàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Cung Thiến Thiến minh bạch muốn là tô thần không muốn nói, nàng hỏi cũng là bạch vấn, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian, muốn là tô thần nguyện ý nói ra, cho dù là nàng không hỏi, tin tưởng tô thần đều sẽ chủ động nói ra. Cung cô nương, ngươi còn phải ở lại chỗ này. Ngươi có ý tứ gì? Hơi kinh ngạc, cung thiến thiến hung hăng trừng tô thần liếc một chút, bởi vì bọn hắn trước đó đã nói tốt, tạm thời cùng một chỗ lịch luyện, bây giờ tô thần ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn làm cho các nàng rời đi. Nói chuyện lật lộng. Cung cô nương, ngươi muốn thì nguyện ý, có thể đi tế cổ đạo tháp vị trí chờ ta muốn là có thể lời nói đến thời điểm ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi tiến vào tế cổ đạo tháp nhưng là hiện tại ngươi rời đi vẫn là tốt hơn đến cùng chuyện gì phát sinh ta không sợ chết gần cơ nghe đến gần cơ hai chữ vàng mị nhi không biết cung thiến thiến sắc mặt lại đều triệt để biến bởi vì nàng rất rõ ràng gần cơ thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ dù là tô thần đều không phải là gần cơ địch thủ có thể nói như vậy lấy gần cơ cường hãng thực lực không cần nói đồng dạng võ giả tin tưởng liền xem như mình gia gia, đối kháng chính diện gần cơ lời nói, muốn trấn áp gần cơ đều rất không có khả năng, thậm chí còn có thể bị gần cơ áp chế, đây cũng là gần cơ thực lực bá đạo chỗ. Nàng tìm ngươi phiền phức. Tô Thần lại là lắc đầu, sự tình đã như thế, hắn cũng không có tiếp tục giấu giếm, suy nghĩ một chút nói ra. Nàng tìm ta muốn cùng một chỗ phá vỡ nơi này phòng ngự, nhưng là ngươi cần phải rõ ràng, chúng ta không hiểu nàng, một khi nàng xuất thủ lời nói, ta không có bất kỳ biện pháp nào. Ta một thân một mình có lẽ còn có biện pháp rời đi. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Mặc kệ là Cung Thiến Thiến vẫn là Vạn Mỹ Nhi, đều dĩ nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Cùng một chỗ phá vỡ phòng ngự là một chuyện, gần cơ sẽ hay không xuất thủ lại là một chuyện khác, ai cũng không dám cam đoan. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, sắc mặt kiên định nói ra. "Tô Thần, trừ phi là ngươi xem thường ta, bằng không lời nói, ta sẽ không lựa chọn rời đi, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi ta là bằng hữu. Đã từng ngươi cũng không hề từ bỏ ta." Tô Thần rất là bất đắc dĩ cười cười, bởi vì hắn hiểu được cung thiến thiến ý tứ, không có tiếp tục nói thêm cái gì, sự tình đã như thế, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Quay người nhìn về phía trước mặt liên hoa thạch tượng, Tô Thần nói ra. Mỗi một tòa liên hoa trong tượng đá đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nơi trọng yếu cũng là trước mặt địa ngục tán phong. Nhưng là chúng ta căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Chất chứa lực lượng lại nhiều lại có thể thế nào, rốt cuộc bọn họ không ai có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự, nói lại nhiều đều là vô dụng. Tô thần cười lấy gật gật đầu, chết mà nhìn chầm chầm lấy trước mặt liên hoa thạch tượng. Liên hoa. Trong đầu đột nhiên nhớ tới liên hoa hai chữ, tô thần lập tức phóng xuất ra chính mình thời không chi đồng, đồng thời từng đóa từng đóa hỏa liên yểm tuôn ra hiện ra, chỉnh một chút mười đóa hỏa liên yểm, toàn bộ hiện lên ở thân thể bốn phía. Cảm thụ lấy hỏa liên yểm khủng bố, hai người liên tiếp lui về phía sau, bởi vì các nạn hai người đều biết hỏa liên yểm, thật sự là không nghĩ tới, tô thần có thể có được dạng này chí bảo. Tô thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ mười đóa hỏa liên yểm nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự hỏa liên thôn vệ liên hoa thạch tượng đến mức phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ phòng ngự tô thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn bất quá cũng nên thử một chút ánh mắt rất là ngưng trọng tô thần rất là chờ mong cùng tham lam liên hoa trong tượng đá lực lượng bằng không lời nói hắn cũng không đến mức kiên trì như vậy hít thở một hơi thật sâu tô thần hai tay bắt đầu kết ấn điều động mười đóa hỏa liên yểm lực lượng từng đóa từng đóa hỏa liên yểm không ngừng mà tuôn hướng trước mặt liên hoa thạch tượng. Từng đóa từng đóa hỏa liên yểm không ngừng mà hiện lên ở liên hoa thạch tượng trên không, một đóa điệp ra một đóa, chỉnh một chút mười đóa hỏa liên yểm không ngừng bao trùm, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Tô thần đương nhiên sẽ không có chút vết mực, bắt đầu tăng lớn thôi động hỏa liên yểm lực lượng. Chương 2662 Đi mau, đây là người điên. Nguồn Mê truyện audio.com Sen nuốt sen hỏa liên yểm cưỡng ép thôn vệ liên hoa thạch tượng tô thần ý tứ rất đơn giản chính là muốn mượn nhờ mười đóa hỏa liên yểm lực lượng đến trấn áp liên hoa thạch tượng cung thiến thiến hai người cũng là khẩn trương nhìn lấy tô thần tuy nhiên các nàng cũng rất muốn đạt được liên hoa trong tượng đá lực lượng bất quá không có tô thần như vậy bức thiết chính là bởi vì như thế hai người có thể đoán được không có gì bất ngờ xảy ra lời nói tin tưởng liên hoa trong tượng đá chất chứa lực lượng đối với tô thần tới nói cực kỳ trọng yếu không nói gì không có xuất thủ bởi vì hai người đều biết, lấy các nàng thực lực, liền xem như nghĩ muốn xuất thủ cũng là không tốt, căn bản không có bất luận cái gì năng lực tương trợ Tô Thần. Ông. Ông. Nương theo lấy Hỏa Liên yểm phát ra từng tiếng gào thét, loại kia đáng sợ Hỏa Diễm lực lượng bắt đầu theo 10 đóa Hỏa Liên yểm bên trong lao nhanh mà ra, tùy ý bắt đầu thôn phệ lấy Liên Hoa Thạch tượng. Tùy ý thôn phệ, loại kia đáng sợ Hỏa Diễm lực lượng rất nhanh dẫn tới từng vị võ giả chú ý, đây là Hỏa Diễm nói mớ tộc Hỏa Liên yểm. Không sai, chính là Hỏa Liên yểm người này khẳng định là đến từ hỏa diễm nói mớ tộc, chúng ta vậy mà sẽ ở chỗ này gặp phải trong truyền thuyết hỏa liên yểm. Nghe nói năm đó hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng, chính là ý vào mười đóa hỏa liên yểm ngang dọc tinh không vũ trụ, muốn là chúng ta có thể có được lời nói, hắc hắc. Nhìn lấy liên hoa thạch tượng phía trên lơ lửng mười đóa hỏa liên yểm, từng cái vỏ giả dạ ánh mắt đều triệt để biến, loại kia tham lam không có chút nào che giấu, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng hỏa liên yểm giá trị. Mặc cho ai đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc mỗi người đều rất muốn đem hỏa liên yểm chiếm thành của mình. Đối phương muốn là suy cho cùng càng không cảnh đỉnh phong tồn tại, tin tưởng hội làm cho tất cả mọi người nhìn mà dừng lại. Duy chỉ có hiện tại, người này chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh. Thần quốc cảnh, tại tế cổ bí cảnh bên trong căn bản không tính là cái gì, rất nhiều người đều có thể nhẹ nhõm đánh giết thần quốc cảnh võ giả. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Vạn Mỹ Nhi cùng cung thiến thiến bóng người đột nhiên ngăn cản tại tô thần trước mặt, hai người ánh mắt rất là lạnh lẽo, khủng bố sát ý tùy ý gào thét, lăn đi. Các nàng giống như đến từ càng không thành, một cái là vạn mỹ nhi, một cái là cung thiến thiến, phủ thành chủ cùng thiên nhai hải các người. Nghe đến thiên nhai hải các cùng phủ thành chủ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, càng không thành thiên nhai hải các cùng phủ thành chủ đến cùng ý vị như thế nào. Muốn là đổi lại bên ngoài. Tin tưởng không người nào dám trêu chọc càng không thành người. Duy chỉ có hiện tại. Nơi này là tế cổ bí cảnh, nguyên bản là tại bí cảnh võ giả, đều sẽ lẫn nhau chém giết, đến tranh đoạt cơ duyên và tế cổ viên Đồng thời bọn họ gặp phải hỏa diễm nói mớ tộc hỏa liên yểm, muốn là như vậy lựa chọn từ bỏ lời nói, bọn họ thực tại không cam lòng tâm. Xuất thủ. Từng vị võ giả không có tiếp tục chờ đi xuống, vì hỏa liên yểm liền xem như đồng thời trêu chọc càng không thành thiên nhai hải các cùng phủ thành chủ đều sẽ không tiếc. Rầm rầm rầm. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi trong nháy mắt bị đánh lui, bởi vì lần này xuất thủ tất cả võ giả bên trong, có lấy mấy trăm vị càng không cảnh võ giả, không muốn nói những thứ này càng không cảnh võ giả liên thủ, tin tưởng liền xem như tùy tiện đi ra một người, đều có thể thoải mái mà trấn áp hai người bọn họ, đây cũng là bị ngạn cảnh cùng càng không cảnh ở giữa trên lệch. Không cần quản ta. Ngay tại hai người não hải vang lên thanh âm, cùng một thời gian, tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất, mười đóa hỏa liên yểm tiếp tục bao trùm lấy liên hoa thạch tượng. Tô thần lại là cả người giống như báo săn một dạng, trong tay xuất hiện thí bá kiếm, nương theo lấy từng cái huyết luân không ngừng mà tràn vào đến thí bá kiếm bên trong. Thi triển một kiếm vô địch, lít nha lít nhít bá đạo sắc bén kiếm khí, hoàn toàn có thể làm được tuyệt đối rất ít, liền kiếp sau càng không cảnh võ giả đều có thể chém giết, huống chi là kiếp trước càng không cảnh võ giả. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thi triển ra kiếm khí tuyệt đối là đầy đủ bá đạo, một từng đạo kiếm khí không ngừng thu gặt lấy từng vị võ giả tánh mạng. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có võ giả có thể ngăn cản được, không ngừng mà bị tàn sát. Cái này chính là nghĩ muốn cướp đoạt bảo vật cần muốn trả giá đắt. Đi mau, đây là người điên. Trơ mắt nhìn võ giả bị tàn sát, còn lại người triệt để bị hoảng sợ mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không cần nói tranh đoạt đến hỏa liên yểm, thậm chí ngay cả tính tính mạng còn không giữ nổi. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả mà thôi, vì cái gì có thể nắm giữ cường hãng như thế thực lực, vậy mà có thể đánh giết càng không cảnh võ giả mặc kệ đối phương là như thế nào làm đến, sự thật đều bậy ở trước mặt, muốn là bọn họ tiếp tục lưu lại lời nói, hậu quả khó mà lường được. Đáng tiếc là, bọn họ muốn rời đi, tô thần lại không phải nghĩ như vậy, muốn cướp đoạt chính mình hỏa liên yểm, thì phải làm cho tốt bị tàn sát chuẩn bị. Từ đầu tới đuôi, tô thần đều không phải là một cái nhân tự nương tay thế hệ, càng là đối với mình địch nhân, vô luận là ai đều muốn làm đến tuyệt đối chém giết, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chính là bởi vì như thế, tô thần tay cầm thí bá kiếm, Cả người giống như xuống núi lão hổ, nương theo lấy một từng đạo kiếm khí quét ngang, càng ngày càng nhiều võ giả bị tùy ý đồ sát, liền xem như như thế, vẫn là có một phần nhỏ võ giả trốn rời, bất quá bị Tô thần đồ giết võ giả nhiều đến mấy ngàn, đầy đất thi thể, nhìn đến vạn mỹ nhi khiếp sợ không thôi. Cung Thiến Thiến đã sớm tập mãi thành thói quen, vạn mỹ nhi lại là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, lộ ra rất là bất đắc dĩ, nhìn đến nàng còn là xem thường Tô thần cường hãn thực lực. Đồ bỏ đi. Lạnh lùng trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý. Tô Thần thực sự không nguyện ý lãng phí thời gian, bởi vì hắn biết rõ, chậm trễ thời gian đối với chính mình không có một chút tác dụng nào. Một khi hỏa liên yểm thật có thể thôn phệ liên hoa thạch tượng, như vậy chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian đến thôn phệ liên hoa trong tượng đá lực lượng, nhìn xem phải chăng trùng kích càng cao thần quốc cảnh. Hiện tại hắn, tu vi yên nguyên dừng lại tại thần quốc cảnh, đến bây giờ, hắn đều không rõ lắm, chính mình thần quốc cảnh đến cùng đến một bước nào. Lần nữa tới đến liên hoa thạch tượng trước, tô thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng cùng chờ mong, bởi vì hắn cũng không dám xác định chính mình phải chăng có thể phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự thể nội huyết mạch bắt đầu một lần nữa điều động hai tay không ngừng mà kết ấn mượn nhờ chính đại huyết luân lực lượng hung hăng thúc giục mười đóa hỏa liên yểm từng đóa từng đóa hỏa liên yểm liên tục không ngừng bạo phát ra hỏa diễm lực lượng tùy ý địa thôn phệ lấy liên hoa thạch tượng phá vỡ cung thiến thiến kinh hỉ hô một tiếng hai người trên mặt tràn ngập kinh hỉ bởi vì các nàng đều rất rõ ràng tô thần có thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng đến cùng ý vị như thế nào theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự, chính là bởi vì như thế, hai người mới không nghĩ tới, tô thần vậy mà thật có thể làm đến. Tô thần trên thân đến cùng có bao nhiêu bí mật, có thể lấy thần quốc cảnh đánh giết càng không cảnh võ giả, có thể mượn mười đóa hỏa liên yểm thôn vệ liên hoa thạch tượng. Dạng này tiềm lực, thiên phú và thực lực đều đủ để có một không hai toàn bộ tinh không vũ trụ. Chương 2663 Liên hoa thần quốc Nguồn Mê truyện audio.com mong đợi nhìn lên trước mặt liên hoa thạch tượng. Tô thần tâm lý rất là khẩn trương, bởi vì liên hoa thạch tượng đã xuất hiện vết trách, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng liên hoa thạch tượng nên tính là triệt để phá vỡ. Không chần chờ chút nào, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn động thôn phệ quyết. Từng luồng từng luồng thôn vệ lực lượng, hình thành một trương to lớn mạng nhện, trực tiếp bao trùm lại trước mặt liên hoa thạch tượng. Tô thần ý tứ rất đơn giản. Chính là vì phòng ngừa liên hoa thạch tượng sụp đổ, lực lượng tiết ra ngoài. Quanh một tiếng, ngay tại lúc này. Nương theo lấy liên hoa thạch tượng sụp đổ, một cổ quỷ dị lực lượng cường đại đột nhiên bắn ra, bất quá đã bị thôn phệ mạng nhện bao trùm, cưỡng ép đem thôn phệ. Không chần chờ chút nào, Tô Thần rất rõ ràng cổ lực lượng này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Ngồi xếp bằng, Tô Thần ánh mắt có chờ mong, hắn muốn nhìn cổ lực lượng này, phải chăng đối với mình võ đạo tu vi có trợ giúp. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mỹ Nhi hai người rất rõ ràng Tô Thần ý tứ. Không có chút nào dày vào khốn khổ, một trái một phải, phân biệt ngồi xuống tại tô thần hai bên. Thể nội vận chuyển hỗn động thôn vệ quyết, đã mượn nhờ thôn vệ lực lượng tại thể nội hình thành vòng xoáy, cưỡng ép thôn vệ lực lượng, bắt đầu dung hợp toàn thân các nơi. Trong nguyên thần ngưng tụ ra thần quốc, bắt đầu tùy ý dung hợp cổ lực lượng này. Trước đó hắn thôn vệ địa ngục tán liên, thì dẫn động thần quốc ba động, hiện tại có một tòa liên hoa thạch tượng toàn bộ lực lượng, tin tưởng đối với võ đạo tu vi khẳng định có lấy rất lớn tương trợ. Một mực tại dung hợp. Dần dần. Tô thần cảm nhận được chính mình trong nguyên thần một cái thần quốc, vậy mà bắt đầu diễn hóa thành một đóa liên hoa, không sai, cũng là liên hoa. Liên hoa thần quốc, đây là cái gì tình huống? Làm đến tô thần có chút mộng bức, chậm rãi mở ra song mắt, một tòa liên hoa trong tượng đá lực lượng, mới tương trợ chính mình ngưng tụ ra một cái liên hoa thần quốc. Nói cách khác, muốn đem trong nguyên thần chỗ có thần quốc toàn bộ ngưng tụ thành liên hoa thần quốc, cần 900 triệu nhiều cái liên hoa thạch tượng. Thử hỏi, nơi này có nhiều như vậy liên hoa thạch tượng sao? liền lên vạn đều không có, liền xem như chính mình thôn vệ tất cả liên hoa trong tượng đá lực lượng, cũng chỉ là có thể ngưng tụ ra hơn 10.000 thần quốc, cùng 900 triệu thần quốc cách biệt quá xa. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, tô thần tâm lý rất rõ ràng, xem ra chính mình muốn ngưng tụ ra tất cả liên hoa thần quốc, vẹn vẹn là dựa vào lấy liên hoa thạch tượng lực lượng, khẳng định là còn thiếu rất nhiều, trọng yếu nhất còn là cần, nghĩ biện pháp phá vỡ trước mặt địa ngục tán phong phòng ngữ. Tô thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình có thể đến đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, tin tưởng nhất định có thể ngưng tụ chỗ có thần quốc, nói không chừng có thể đột phá thần quốc đỉnh phong, thậm chí thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh. Liền xem như như thế. Tô thần vẫn là không có lựa chọn từ bỏ những thứ này cái gọi là thạch tượng. Gần cơ để cho mình nhiều chờ một ngày thời gian. Chính mình vừa vặn thừa dịp một ngày thời gian, đến giải quyết tất cả liên hoa thạch tượng, muốn là ngày mai gần cơ không cách nào phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, chính mình tối thiểu nhất có thể được đến những thứ này liên hoa thạch tượng. Nghĩ tới đây tô thần, đi tới trước mặt hai người nói ra, Ta tiếp xuống tới bắt đầu phá vỡ nơi này tất cả liên hoa thạch tượng, các ngươi có thể tự mình tu luyện. Cần chúng ta giúp ngươi sao? Không cần. Thật là không cần, bởi vì hắn đã có thể câu thông càng không thế giới, như thế tới nói, hắn có thể triệu hoán hỗn độn thú đi ra thủ hộ chính mình. Không giống nhau hai người nói chuyện, tô thần bắt đầu phá vỡ hắn liên hoa thạch tượng, hắn nhất định phải tại một ngày thời gian bên trong giải quyết. Oanh âm âm nương theo lấy từng tòa liên hoa thạch tượng sụp đổ, vô số võ giả ào ào chạy đến, nhìn lên trước mặt chỗ phát sinh sự tình, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, bởi vì không có người nghĩ đến, hội có người có thể làm đến phá vỡ liên hoa thạch tượng. Ta có phải hay không hoa mắt, người này là như thế nào làm đến? Trời mới biết, ngược lại ta chỉ biết là, qua nhiều năm như vậy, theo chưa có người có thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng, cái này là cái thứ nhất có thể làm đến. Chúng ta muốn hay không ra tay? Ngươi dám không? Vì cái gì không dám? hừ, trước đó này người chém giết nhiều như vậy càng không cảnh, ta là không dám. Muốn là đổi lại hắn thần quốc cảnh, tin tưởng căn bản sẽ không có người có chút kiên kỵ, tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt, bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, liên hoa trong tượng đá lực lượng đến cùng ý vị như thế nào, tin tưởng đối với võ giả tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể phá vỡ thạch tượng thu hoạch được lực lượng lại là một chuyện khác, bọn họ đã thử qua vô số lần, lại không có người nào có thể thuận lợi phá vỡ thạch tượng. Người này lại là làm đến, Duy chỉ có mặt đối với người này, trực tiếp uy hiếp ở tất cả mọi người, bởi vì rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến người này cường hãn, mặc dù chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh, bất quá tự thân thực lực, lại có thể chém giết suy cho cùng càng không cảnh. Tình huống như vậy, ai còn dám xuất thủ cướp đoạt? Có người không dám, có người khẳng định dám. Có chút không sợ chết, thì là muốn thử một chút, bởi vì một khi thành công, như vậy hoàn toàn có thể thu hoạch được trong tượng đá lực lượng, si mị cùng thanh sàm bóng người trong nháy mắt xuất hiện, lạnh lùng ánh mắt không có chút nào cảm tình, đây cũng là sức mạnh lớn nhất, tin tưởng chém giết kiếp trước càng không cảnh võ giả, hẳn không phải là việc khó gì. Đồng thời Tô Thần cũng không phải là bế tử quan, tùy thời đều có thể tỉnh lại, chỉ là không nguyện ý lãng phí thời gian mà thôi. Một cái hai cái nghĩ muốn xuất thủ cướp đoạt, như vậy chính mình hoàn toàn có thể mượn nhờ hai đại hỗn động thú đến thủ hộ, nếu là có rất nhiều càng không cảnh võ giả xuất thủ cướp đoạt, không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết. Một ngày thời gian, muốn phá vỡ tất cả thạch tượng, khó như vậy độ tuyệt đối không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới không muốn lãng phí thời gian, bằng không lời nói, hắn cũng sớm đã lựa chọn xuất thủ. Chỉ có giết hại, mới có thể làm đến tuyệt đối uy hiếp. Đây cũng là võ đạo tàn khốc hiện thực. Nhìn lấy càng không cảnh bị hai đại tinh không yêu thú đánh giết, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến, ào ào suy đoán này người thân phận, không chỉ có tự thân thực lực đủ cường đại, cho dù là triệu hoán đi ra tinh không yêu thú, thực lực yên nguyên như thế cường hãn. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người nào dám tiếp tục xuất thủ chẳng lẽ chúng ta thì dạng này một mực nhìn tiếp. Muốn là người này đem toàn bộ thạch tượng đều phá vỡ, đến thời điểm chúng ta liền canh đều uống không lên. Không phục, ngươi liền trực tiếp phía trên. Chúng ta cùng một chỗ, đến thời điểm chúng ta chỉ cần thuận lợi trấn áp hắn, liền có thể để hắn thay chúng ta phá vỡ thạch tượng phòng ngự, bên trong lực lượng chúng ta có thể làm được chia đều. Càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ tới, vậy mà không có người nào dám tiếp tục xuất thủ. Nói đúng, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, ta cũng không tin hắn còn có thể đầy đủ ngăn cản được, nếu là có người không nguyện ý, đến thời điểm chờ chúng ta trấn áp người này, các ngươi đừng nghĩ đến kiếm một chén canh. Nguyện ý xuất thủ lời nói, chúng ta bây giờ bắt đầu. Tại như thế dụ hoặc dưới, vẫn là có người nguyện ý mạo hiểm nếm thử, rốt cuộc liên hoa thạch tượng dụ nghi ngờ còn tại đó. Chương 2664 Không sai, ta chính là tự tuyệt ngươi. Nguồn Mê truyện audio.com Mọi người cũng nhịn không được nữa, bởi vì liên hoa trong tượng đá lực lượng rất rõ ràng có thể tương trợ võ giả tăng thực lực lên mặc cho ai đều không thể thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng phòng ngự duy chỉ có người này có thể làm đến nếu như bị người này toàn bộ được đến trong tượng đá lực lượng bọn họ chẳng phải là lo lắng suông chính là bởi vì như thế rốt cuộc khống chế không nổi tham lam tất cả mọi người bắt đầu từng cái hướng về tô thần nhanh chóng mà đi khủng bố thế công ùn ùn kéo đến dũng mãnh lao tới vô cùng đáng sợ cho dù là cung thiến thiến hai người đều cảm thấy sợ hãi nguyên lai like. hai người đồng thời chưa rời đi chỉ là tại cách đó không xa nhìn lấy hai người đều rất rõ ràng theo tô thần thuận lợi phá vỡ liên hoa thạch tượng tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ra tay tại tuyệt đối dụ hoặc dưới có người nguyện ý mạo hiểm cũng đáng được mạo hiểm không qua hiện tại hai người lại không có lựa chọn xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản không quản các nàng có nguyện ý hay không tin tưởng sự thật đều bày ở trước mặt liền xem như các nàng xuất thủ muốn tương trợ tô thần cũng là không có khả năng sự tình lấy hai người bọn họ thực lực, muốn lấy một địch mười ngàn, đồng thời mặt đối với võ giả đều là càng không cảnh, liền mảy may cơ hội đều không có. Đến thời điểm không chỉ có không cách nào thuận lợi tương trợ tô thần, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, không có một chút tác dụng nào. Đột nhiên mở hai mắt ra, tô thần tâm lý rất rõ ràng, vẹn vẹn là dựa vào lấy thanh sạm hai người, rất khó chống lại những thứ này đồ bỏ đi. Hắn chỉ là phá vỡ hơn 300 cái thạch tượng, càng là chậm trễ thời gian, đối với mình càng là bất lợi. Nghĩ tới đây tô thần, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, bất cứ lúc nào, đều cần dùng tuyệt đối giết hại đến uy hiếp mọi người, dạng này mới có thể làm được gối cao không lo. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên cùng tán kiếp bút, tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lăng lộn lực lượng giống như sóng to gió lớn, tùy ý địa ngửa mặt lên trời gào thét, tô thần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tùy ý đồ sát lấy. Vậy mà không người nào có thể ngăn cản được tô thần trấn áp thô bạo. Liên tục trảm giết võ giả phía dưới, tất cả mọi người bắt đầu ào ào lui lại, từng cái trên mặt tràn ngập sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều thực sự không có nghĩ đến, người này thực lực hội như thế cường hãn. Đây là thần quốc cảnh võ giả cần phải nắm giữ thực lực sao? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ đều sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Căn bản không dám tiếp tục vây giết, coi như trong tượng đã lực lượng đầy đủ dụ hoặc, nhưng là cùng tánh mạng đem so sánh lên còn là xa xa không đáng chú ý, chỉ là... Tô thần lại là không có chút nào lựa chọn từ bỏ, cả người tốt giống như liệt báo, lần nữa hướng về mọi người nhanh chóng mà đi. Cùng bạo giết hại bao phủ mà ra, tô thần bá đạo thế công, bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi, cho dù là suy cho cùng càng không cảnh võ giả đều không được. Khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông. Gây mũi máu tanh mùi vị, để còn lại người kêu cha gọi mẹ, từng cái sự xuất sức bú sữa, hướng về bốn phía nhanh chóng chạy vội. Không có người có thể không nhìn sinh tử. Người điên. Này người tuyệt đối là người điên rất nhiều người đều vô cùng hối hận, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc dạng này tồn tại, hiện tại có thể làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất trốn rời. Không có tiếp tục trảm giết tiếp, nếu không phải là bởi vì thạch tượng, tin tưởng tô thần khẳng định sẽ truy giết tới cùng, mãi đến đem tất cả mọi người tru sát hầu như không còn, tuyệt đối sẽ không lưu phí dưới bất cứ phiền phức gì. Bất quá bây giờ, đối với tô thần tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu không phải tru sát những thứ này người, mà chính là bốn phía từng tòa liên hoa thạch tượng. Tiếp tục mượn nhờ mười đóa hỏa liên yểm, bắt đầu điên cuồng địa phá vỡ một san sát liên hoa thạch tượng, tùy ý thôn phệ lấy mỗi một tòa trong tượng đá lực lượng. Một ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tại Tô Thần điên cuồng thôn phệ dưới, trọng vẹn thôn phệ hơn 10.000 liên hoa thạch tượng, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, trong nguyên thần thần quốc, hơn 10.000 cái thần quốc toàn bộ ngưng tụ ra liên hoa thần quốc. Cho dù là như thế, y nguyên còn thiếu rất nhiều, việc cấp bách thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ thuận lợi phá vỡ trước mặt địa ngục tán phong phòng ngự hơn 10.000 tòa liên hoa thạch tượng chỉ là món ăn khai vị, chánh thức món chính, chính là trước mặt địa ngục tán phong, hắn rất là chờ mong, mình có thể thôn vệ địa ngục tán phong bên trong lực lượng, đến tương trợ chính mình ngưng tụ tất cả liên hoa thần quốc, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến thần quốc đỉnh phong cảnh, từ đó bắt đầu chánh thức trùng kích vận mệnh cảnh. Ngươi lại có thể phá vỡ thạch tượng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện gần cơ, tô thần bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra. Ta đã thử qua, ta mượn trợ hỏa liên yểm, căn bản là không có cách phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Yên tâm, ta đối với ngươi nắm giữ hỏa liên yểm không có bất kỳ cái gì hứng thú, cũng sẽ không ra tay cướp đoạt ngươi hỏa liên yểm. Tô thần có chút im lặng, hắn thật là lo lắng gần cơ nhìn lên chính mình hỏa liên yểm. Nếu không phải là bởi vì hỏa liên yểm có thể phá vỡ thạch tượng, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý lấy ra, hoặc là đối mặt hắn người, hắn cũng không có chút nào lo lắng. Duy chỉ có đối mặt cái này gần cơ, hắn thật rất là kiên kỵ. Bởi vì tô thần tâm lý rất rõ ràng, một khi gận cơ xuất thủ cướp đoạt, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội, rốt cuộc trước đó hắn đã cùng gận cơ giao thủ qua. Nghĩ đến biện pháp, gận cơ gật gật đầu, nói ra. Đi theo ta. Có tô thần trước đó cường thế xuất thủ, không còn có người dám đi lên tự tìm cái chết, cho dù là muốn có được trong tượng đá lực lượng, tại sinh tử trước mặt, cái gọi là dụ hoặc căn bản không đáng. Nhìn lên trước mặt địa ngục tán phong, tô thần hít thở một hơi thật sâu, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu, bởi vì hắn thôn vệ hơn 10.000 tòa trong tượng đá lực lượng, cũng chỉ là ngưng tụ ra hơn 90.000 cái liên hoa thần quốc. Muốn tiếp tục ngưng tụ lại, nhất định muốn phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, từ đó đến đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, đợi đến chính mình đem trong nguyên thần chỗ có thần quốc, toàn bộ ngưng tụ thành liên hoa thần quốc, nhìn xem phải chăng có thể trùng kích đến thần quốc đỉnh phong cảnh. Trong tay xuất hiện chín cái cái dùi, gần cơ nói ra. Đây là ta chuẩn bị chín cái cái dùi, ta cần ngươi tương trợ. Ta nên làm như thế nào? ta muốn nhờ thân thể ngươi làm môi giới, đem chính cái cái dùi đánh trước nhập trong thân thể ngươi, sau đó lại lấy chính cái cái dùi, toàn bộ chú y vào đến trước mặt địa ngục tán phong bên trong. Nghe đến lời này tô thần, mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì hắn biết rõ, gần cơ làm như vậy đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hắn cũng không biết chính cái cái dùi là cái gì. Vô duyên vô cớ địa để gần cơ tại bên trong thân thể của mình, chú y nhập cái gọi là chính cái cái dùi, không cần nói chính mình, tin tưởng vô luận đổi lại là người nào đều vô pháp tiếp nhận. Gợn cơ mục tiêu muốn không phải điện mục tán phong, mà là mình đâu. Không thể không phòng. Trong ánh mắt cảnh giác không cần nói cũng biết, tô thần trực tiếp cự tuyệt nói. Gợn cơ, ta sẽ không đồng ý, ngươi có thể đi tìm người khác, ta tin tưởng sao ta càng thích hợp người chỗ nào cũng có. Ngươi cự tuyệt ta. Không sai, ta chính là cự tuyệt ngươi, mà ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ta không ăn ngươi một bộ này, muốn cùng ta chiến, ta tùy thời phụng bồi. Chương 2665 Ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại nói cho ngươi sự thật. Nguồn. Mê truyện audio com Ánh mắt phá lệ lạnh lẽo, tô thần lại không có nuông chiều gần cơ. Chính mình không địch lại gần cơ lại có thể thế nào? Chính cái cái dùi muốn là toàn bộ chú y nhập trong thân thể của mình, đối với mình tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi, thậm chí ngay cả chính mình sinh tử đều không thể trưởng khống. Loại sai lầm cấp thấp này chắc chắn sẽ không tùy tiện phạm phải. Không có chút nào tức giận, gần cơ lại là vừa cười vừa nói. Ngươi hẳn phải biết, ta muốn giết ngươi lời nói, căn bản không cần như thế phiền phức. Ngươi cũng muốn phá vỡ điện ngục tán phong phòng ngự, được đến bên trong lực lượng, duy có chúng ta hợp tác mới có thể làm được. Lời mặc dù nói như thế, bất quá theo tô thần, hắn chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Hắn có thể nhìn ra được, gần cơ trong tay xuất hiện chính cái cái dùi khẳng định không đơn giản. Dạng này cái dùi chủ y nhập trong cơ thể mình, hậu quả có thể nghĩ. Lắc đầu, tô thần nói ra. Ta thừa nhận, ta đối điện một tán phong bên trong lực lượng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Nói đến chém đinh chặt sắt, tô thần sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Liền xem như không có gần cơ tương trợ, hắn như cũ có thể nếm thử, liền xem như mượn nhờ hỏa liên yểm thất bại một lần, không có nghĩa là hội một mực thất bại đi xuống. Liền xem như không cách nào thuận lợi phá vỡ điện một tán phong phòng ngự, hắn cũng sẽ không lấy chính mình sinh tử nói đùa. Chỉ có thể cự tuyệt. Nhất định phải cự tuyệt. Kiên quyết cự tuyệt trong ánh mắt để lộ ra kiên định, đã minh xác nói cho gần cơ, liên quan tới tô thần tâm lý ý tứ. Tô thần, không nên ép ta xuất thủ, ta đã nói, ta đối với ngươi sinh tử không có bất kỳ cái gì hứng thú, ta chỉ là muốn phá vỡ phong ấn mà thôi, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy ta ngươi chỉ có thể nhất chiến. Vừa dứt lời, gần cơ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng bạo lực lượng hình thành bá đạo trưởng ấn, hướng thẳng đến tô thần hung hăng oanh kích mà đến, mang theo đầy trời sát ý tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, oanh một tiếng, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, tô thần thân thể trong nháy mắt bay ngược, bất quá tại giữa không trung cưỡng ép dừng lại. Tô thần tâm lý rất rõ ràng, gần cơ vẫn chưa vận dụng toàn lực, bằng không lời nói, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được. Gần cơ thực lực xác thực rất cường hãn, không có tu vi thật sự, thực lực lại là có thể có thể so với chính kiếp càng không cảnh, thậm chí theo tô thần, gần cơ có thể chống lại viên mãn càng không cảnh. Dạng này thực lực, không cần nói chính mình gặp phải, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ đều có thể đi ngang muốn là đổi lại người khác. Đối mặt dạng này siêu cấp tồn tại, tin tưởng khẳng định không dám tùy ý trêu chọc. Tất nhiên sẽ đáp ứng. Duy chỉ có Tô Thần. Muốn dùng thực lực uy hiếp chính mình. Khả năng sao? Hắn muốn là sợ Hải Cường giả lời nói, cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, Tô Thần ánh mắt dần dần biến đến lạnh lẽo xuống tới. Ta lại sau cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có nguyện ý hay không? Hừ. Một tiếng này hừ, liền đã cho thấy Tô Thần thái độ thà chết chứ không chịu khuất phục. Rất là hài lòng gật gật đầu, gần cơ cũng không nghĩ tới, tô thần hội kiên quyết như thế, thậm chí là không sợ chết, nàng còn thật không nỡ đánh giết tô thần. Bởi vì nàng đi tìm rất nhiều người tương trợ nàng xuất thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Liền nàng đều không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác lần này có thể thành công, chỉ là theo tô thần cự tuyệt, triệt để xáo trộn nàng kế hoạch. Đối với tô thần sống hay chết, gần cơ căn bản không quan tâm. Nàng duy nhất để ý sự tình, chính là nàng phải chăng có thể phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Đến mức nàng ngưng tụ ra chính cái cái dùi, chỉ muốn nhờ tô thần thân thể, như vậy kết quả cuối cùng chính là, tô thần khẳng định sẽ bị cái dùi phá hủy ngũ tạng lục phủ, huyết mạch cùng nguyên thần, chết không có chỗ chôn. Rất là hài lòng, gần cơ vẫn không có mảy may tức giận, bất quá ánh mắt bên trong băng lãnh khiến người ta cảm thấy không rét mà run, loại kia đáng sợ sát ý đã bao trùm đối phương. Bóng người trong nháy mắt biến mất, đợi đến gần cơ xuất hiện lần nữa thời điểm, Vạn Mị Nhi cùng Cung Thiến Thiến hai người còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, liền đã bị gần cơ khống chế lại, hai người tuy nhiên đều là bị ngạn cảnh võ giả, bất quá đối với gần cơ tới nói, hai người căn bản không có bất luận cái gì thực lực đến đỡ được. Thả bọn hắn ra. Tô thần, ngươi vừa mới không phải mạnh miệng sao? Các nàng bây giờ trong tay ta, ta làm cho các nàng sống thì sống, làm cho các nàng chết thì chết, ngươi muốn là ngoan ngoãn nghe lời, các ngươi đều không có việc gì, nhưng là ngươi muốn là còn dám cự tuyệt, ta có thể cho các nàng lập tức đi chết, ngươi tin không? khẳng định tin tưởng tô thần tâm lý hung hăng mắng lấy thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó trước đó tô thần chỉ lo lắng sẽ có dạng này sự tình phát sinh cho nên hắn mới có thể để cho hai người rời đi trước ai có thể nghĩ tới mặc kệ là vạn mị nhi vẫn là cung thiến thiến vậy mà đều không có chọn rời đi y nguyên lưu tại nơi này tìm phiền toái cho mình vạn mị nhi cũng coi như hắn cùng vạn mị nhi không là bằng hữu có thể nói như vậy vạn mị nhi sống hay chết đối với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình duy chỉ có cung thiến thiến tình huống hoàn toàn khác biệt. Muốn là đổi lại trước kia, hắn đồng dạng có thể không nhìn cung thiến thiến sinh tử, duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, cung thiến thiến cứu hắn hai lần. Có thể nói như vậy. Nếu không phải là bởi vì cung thiến thiến, hắn hiện tại hội có phiền toái rất lớn, bị người một chút chi ân làm suối tuôn tương báo, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cung thiến thiến có việc. Chỉ là vì cung thiến thiến, để cho mình đi chết, vậy khẳng định cũng là không có khả năng sự tình. Phương pháp tốt nhất cũng là đã có thể bảo trụ hai tính mạng người, chính mình còn có thể cự tuyệt, việc này muốn nghĩ đơn giản, chánh thức làm lại là khó khăn trùng điệp. Hắn có thể nhìn ra được, gần cơ thái độ rất là cứng rắn. Sợ hãi. Nhìn đến tô thần không nói gì, gần cơ vừa cười vừa nói. Tô thần, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta hiện tại duy nhất có thể hứa hẹn sự tình, cũng là ngươi giúp ta phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, ta có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi, muốn là ngươi thật ngoài ý muốn nổi lên, ta nhất định có thể bảo trụ ngươi nguyên thần, đưa ngươi nguyên thần đánh vào luân hồi nghe đến lời này, tô thần triệt để cười. Hắn quả nhiên không có đoán sai, lần này tương trợ gần cơ cưỡng ép phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, đối với mình tới nói tuyệt đối là tánh mạng đáng lo, bằng không lời nói, gần cơ không sẽ như thế nói. Rất là phẫn nộ, lại bị tô thần áp chế gắt gao lấy, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Tâm lý cảm thấy rất là phiền muộn, bởi vì tô thần tâm lý rất rõ ràng, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, liền xem như hắn toàn lực xuất thủ, cũng khẳng định không phải gần cơ địch thủ. Tô thần, ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta nhẫn nại độ là có hạn, ngươi tương trợ ta phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, ta thì thả các nàng, bằng không lời nói, không chỉ có là hai người bọn họ, cho dù là ngươi đều phải chết, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta là tại nói cho ngươi sự thật. Đây cũng là uy hiếp. Trần trụi uy hiếp. Gần cơ khẳng định không phải đang nói đùa, bởi vì nàng căn bản không phải tại cùng tô thần nói đùa, cũng không quan tâm cung thiến thiến hai người sinh chết. Chương 2666 Chơi tâm lý chiến Nguồn mê truyện audio com đây cũng là uy hiếp ánh mắt rất là lạnh lẽo gần cơ không muốn đánh vết tô thần nàng chánh thức mục tiêu là điện ngục tán phong chỉ là muốn để tô thần tương trợ chính mình đến thuận lợi phá vỡ điện ngục tán phong phòng ngự đến mức tô thần sinh tử hai người sinh tử nàng là không có chút nào quan tâm khống chế lại cung thiến thiến hai người chỉ cần gần cơ nguyện ý tùy thời tùy khắc đều có thể muốn hai tính mạng ngươi gần cơ ngươi suy nghĩ trong lòng người ta đều lòng dạ biết rõ ta lời nói đã vừa mới nói ngươi muốn là muốn giết bọn hắn mời tùy tiện a à, vạn mị nhi nghe đến lời này ánh mắt lập tức động lại nàng tự hồ không nghĩ tới tô thần vậy mà sẽ nói ra như thế tới nói tới ngược lại cung thiến thiến không có chút nào kinh ngạc bởi vì nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ đối với tô thần đến nói cho cùng không có nhiều sắc hy sinh tô thần thành toàn mình hai người liền xem như tô thần nguyện ý chính mình cũng chưa chắc nguyện ý trọng yếu nhất là liền xem như tô thần nguyện ý tương trợ hai người mình chỉ sợ đến sau cùng gần cơ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua các nàng không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Thật sao? Gận cơ cười. Rất là hài lòng gật gật đầu, gận cơ vừa cười vừa nói. Đã ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta cũng không khách khí. Không giống nhau tô thần tiếp tục nói chuyện. Gận cơ trong tay xuất hiện chín cái cái dùi, cùng trước đó chín cái cái dùi hoàn toàn không giống, bây giờ tại gận cơ trong tay cái dùi, đều là hư huyễn lực lượng ngưng tụ. Trực tiếp đem chín cái cái dùi, toàn bộ đánh vào đến vạn mỹ nhi các vị trí cơ thể, trong chốc lát, loại kia lực lượng đáng sợ để vạn mị nhi phát ra thê tiếng kêu thảm thiết tô thần không nói gì hắn căn bản không quan tâm vạn mị nhi sinh tử bất quá nếu là có cơ hội ra tay cứu giúp hắn chắc chắn sẽ không tiếc trẻ có thể cứu thì cứu tuyệt đối không biết trơ mắt nhìn vạn mị nhi đi chết tô thần cảm giác như thế nào rất không tệ ngươi có thể tiếp tục đừng ánh mắt rất là lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tô thần muốn nhìn một chút tô thần đến cùng phải hay không đừng bởi vì gần cơ ý tứ rất đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ hai người đến uy hiếp tô thần muốn là uy hiếp không được lời nói tiếp tục khống chế hai người cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ bởi vì nàng đúng là không đánh giết hai người không có chút nào hứng thú trong tay xuất hiện lần nữa chính cái cái dùi không có bất kỳ cái gì dày vào khốn khổ trực tiếp đánh vào đến cung thiến thiến trong thân thể không có bất kỳ cái gì tiếng kêu thảm thiết ánh mắt không có chút nào gần sống tô thần ý tứ rất đơn giản chính là muốn nhìn lấy không có chút nào gần sống tô thần tâm lý rất rõ ràng mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra khẩn trương chút nào, bằng không lời nói, ván này chính mình khẳng định là thu bình tĩnh. Tô thần, ngươi có đáp ứng hay không? Tiếp tục. Cung thiến thiến không tin tô thần như thế lãnh huyết, dưới cái nhìn của nàng, tô thần cũng là tại cùng gần cơ bác dịch, tuyệt đối không thể thua, một khi thua lời nói, không chỉ là hai người bọn họ, liền xem như tô thần cũng sẽ vẫn lạc. Tuy nhiên không rõ lắm, vì sao tô thần muốn cự tuyệt gần cơ, bất quá cung thiến thiến minh bạch, đã tô thần lựa chọn cự tuyệt, khẳng định là có thuộc về tô thần đạo lý chính là bởi vì như thế, cung thiến thiến không có mở miệng nói một câu, trong ánh mắt kiên định nhìn lấy tô thần, hắn lựa chọn tin tưởng tô thần. Ngươi thật muốn trơ mắt nhìn các nàng chết. Tô thần gật gật đầu, nói ra. Gợn cơ, việc này muốn là đổi lại ngươi, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ vì bọn nàng hy sinh ta? Ta không cách nào làm đến, cho nên mời ngươi tùy tiện. Tâm lý khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn cung thiến thiến vẫn lạc, huống chi còn là bởi vì chính mình, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Càng là như thế, chính mình càng là không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì tô thần tâm lý minh bạch, hiện tại hắn nhất định muốn cùng gần cơ chơi tâm lý chiến, tuyệt đối không thể có mảy may sơ hở. gần cơ chết mà nhìn chầm chầm lấy tô thần, nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy, ngăn chặn hai người có thể uy hiếp được đối phương. hiện tại đâu, tô thần giống như không phải đang nói đùa. nguyên nhân rất đơn giản, chính như tô thần vừa mới chỗ nói, không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, nhất định phải làm ra lựa chọn lời nói, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đối phương vẫn lạc lười đến xuất thủ đánh giết hai người, trực tiếp một chân một cái, đem hai người đá bay. Tô thần, đã ngươi cho thể diện mà không cần lời nói, vậy ta thì không khách khí. Không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, muốn là tô thần ngoan ngoãn nghe lời, nàng có lẽ sẽ còn bảo trụ tô thần tánh mạng, kém nhất cũng là tương trợ tô thần tiến vào luân hồi. Nhưng là hiện tại, tô thần cũng dám phản kháng, nàng rất là để ý địa ngục tán phong phòng ngự, lưu tại nơi này một cái kỷ nguyên, vì thì là có thể thuận lợi đến đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ một cái bước xa, gần cơ không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, bắt đầu ùn ùn kéo đến cuốn tới, gần cơ ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trấn áp tô thần. Không nguyện ý, trực tiếp cưỡng ép mượn nhờ tô thần thân thể làm làm môi giới, từ đó đến cưỡng ép phá vỡ địa ngục tán phong. Oanh! Nhìn đến gần cơ lựa chọn buông tha hai người, tô thần tâm lý cuối cùng là thở vào, hắn khẳng định không phải gần cơ địch thủ, bất quá cũng sẽ không ngồi chờ chết, càng thêm sẽ không đáp ứng gần cơ điều kiện. Chính là bởi vì như thế, Tô thần toàn lực xuất thủ đối chiến gần cơ, giao thủ ngắn mũi, hơn nữa còn là cứng đối cứng tình huống dưới. Tô thần trong nháy mắt bị chết áp chế, không thể không thừa nhận, gần cơ thực lực xác thực rất là cường hãn. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có mấy phần năng lực. Trực tiếp đem chín cái cái dùi, toàn bộ hung hăng chủ y vào đến Tô thần trong thân thể, mi tâm, tứ chi, thân thể toàn bộ đều thuận lợi chủ y nhập. Thể nội lực lượng trong nháy mắt bị phong ấn, chỉ có huyết mạch có thể bị cưỡng ép điều động. Tô thần ánh mắt lập tức động lại, muốn là hiện tại hắn phản kháng lời nói có lẽ có thể bước ra chính cái cái dùi. Nhưng liền xem như như thế, thì có ích lợi gì? Không có một chút tác dụng nào, chỉ cần nguyên thần cùng huyết mạch không có bị phong ấn, như vậy hết thảy đều không là vấn đề. Thật sự là phạm tiện, cùng ngươi thật tốt nói, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Nhìn lấy tô thần không nói gì, gần cơ đương nhiên minh bạch tô thần ý tứ, mặc kệ tô thần có nguyện ý hay không, cưỡng ép mang theo tô thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt sơn phong trước. Nhìn lên trước mặt địa ngục tán phong, gần cơ vừa cười vừa nói yên tâm, ta gần cơ nói lời giữ lời, chỉ cần có thể thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, ta nhất định sẽ lưu ngươi một mạng. Không có chút nào vết mực đi xuống, gần cơ lập tức bắt đầu thôi động chính cái cái dùi, cùng một thời gian, chính cái cái dùi bắt đầu điên cùng địa thôn vệ tô thần thể nội huyết mạch. Tô thần không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch gần cơ ý tứ, đơn giản thì là nghĩ muốn nhờ chính cái cái dùi, đến thôn vệ chính mình huyết mạch cưỡng ép phá vỡ phòng ngự. Chẳng lẽ gần cơ cảm ứng được chính mình huyết mạch không giống nhau? Khẳng định là như thế, bằng không lời nói, gần cơ tuyệt đối sẽ không như thế, nghĩ tới đây tô thần khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, bất quá không có lập tức xuất thủ, mà chính là chờ đợi. Nhất định phải một kích tất trúng, bằng không lời nói, gần cơ tuyệt đối sẽ không cho mình thứ hai lần cơ hội xuất thủ. Gần cơ thực lực quá mức cường hãn, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Chương 2667 Tán tế tổ nước Nguồn Mê truyện audio.com Chính cái cái dùi tùy ý thôn phải lấy tô thần thể nội huyết mạch, chính như tô thần suy đoán đồng dạng. Gần cơ thử qua rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần tế cổ bí cảnh mở ra, nàng đều sẽ tìm rất nhiều sinh linh đến, mượn nhờ chính cái cái dùi thôn phải huyết mạch nếm thử. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là lấy thất bại mà kết thúc. Lần này, gần cơ theo tô thần trên thân cảm nhận được cường đại huyết mạch, đồng dạng nghĩ muốn nhờ chính cái cái dùi, đến thôn vệ tô thần huyết mạch, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Đáng tiếc là, gần cơ gặp phải người là tô thần, thể nội có được song trọng huyết mạch, hỗn động huyết mạch muốn thôn phệ khẳng định không có khả năng, vững như bàn thạch. Đến mức một loại khác huyết mạch, thì là đến từ thí lôi hoang tộc thí lôi huyết mạch. Ông. Bởi vì chính cái cái dùi, chính tại điên cùng thôn phệ lấy tô thần thể nội huyết mạch, nương theo lấy ông một tiếng, thể nội thí lôi huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên. Một tòa hư huyễn thí lôi hoang đỉnh nổi lên, lơ lửng tại tô thần trên đỉnh đầu, trực tiếp chấn gần cơ bay ngược mà ra. Cơ hội tới, tô thần mượn nhờ thí lôi hoang đỉnh cưỡng ép bức ra chính cái cái dùi vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất trong nháy mắt, đi tới cung thiến thiến trước mặt hai người, nói ra. Không nên phản kháng. Vừa dứt lời. Tô thần trực tiếp khóa chặt hai người, mặc kệ hai người phải chăng kịp phản ứng, trực tiếp đem hai người cưỡng ép chứa vào đến càng không thế giới bên trong. Đây cũng là tô thần ý tứ, cũng là tại chờ cơ hội này, bởi vì hắn biết rõ, muốn là mình vừa mới bắt đầu thì xuất thủ, có thể thuận lợi thoát khỏi đối phương cơ hội cơ hồ là không. Gận cơ từ đầu tới đuôi cũng sẽ không đem chính mình để vào mắt, cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần mới muốn tìm cơ hội, muốn là hắn bây giờ rời đi lời nói, hoàn toàn có thể làm được không có sơ hở nào, bởi vì vì không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gần cơ tuyệt đối ở vào mộng bức trạng thái. Duy chỉ có Tô Thần, không nguyện ý lựa chọn từ bỏ hai người. Vẫn là câu nói kia. Muốn là vẹn vẹn vạn mị nhi một người lời nói, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ, dù sao mình tánh mạng trọng yếu nhất, căn bản không quan tâm vạn mị nhi sinh tử. Duy chỉ có không thể trơ mắt nhìn cung thiến thiến có việc, hắn có thuộc về mình nguyên tắc, tuyệt đối không thể nhìn chính mình ân nhân cứu mạng có việc đồng thời lại còn là bởi vì chính mình có việc đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình chính là bởi vì như thế tô thần vẫn chưa một mình rời đi mà chính là trực tiếp đem hai người để vào đến càng không thế giới dạng này tuy nhiên đối với mình gặp nguy hiểm bất quá cuối cùng là xứng đáng lương tâm mình vừa mới đem hai người cuốn vào càng không thế giới tô thần không chần chờ chút nào lập tức thi phát triển không gian thuấn di bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ ngay tại lúc này Bốn phía đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít dọc nước, mỗi một dọc nước dọc giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu đen nhạt, có quỷ dị đường vân, thật là nhanh tốc độ. Tô thần đương nhiên biết, chính mình tốc độ vẫn là chậm một bước. Theo gần cơ xuất thủ, Tô thần không có thúc thủ chịu trói, dù là biết rõ không địch lại gần cơ, cũng nhất định muốn tiếp tục đánh. Lão đại, ta có thể ăn những thứ này tán tế tổ nước sao? Ngay lúc này, Tô thần trong đầu đột nhiên vang lên tổ hư thú thanh âm. Trước đó cho rằng tổ hư thú thực lực khẳng định không đơn giản, rốt cuộc tổ hư thú có được tổ hư thế giới. Kết quả lại là, tổ hư thú thực lực để hắn mở rộng tầm mắt, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không tin mình chỗ chứng kiến hết thảy. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, tổ hư thú duy một tác dụng, cũng là thay mình trữ càng không quả, hắn tác dụng không có một chút. Hiện tại đâu? Tổ hư thú vậy mà nói chính hắn, có thể thôn phệ gần cơ bản thể chỗ huyễn hóa ra tán tế tổ nước. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gần cơ bản thể là cái gọi là tán tế tổ nước. Không có cự tuyệt, đã tổ hư thú đã nói như thế, hắn thì cho tổ hư thú một cái cơ hội. Tóc chiến tóc thắng. Tổ hư thú bóng người trong nháy mắt xuất hiện, tròn đôn đôn viên thịt, hướng thẳng đến tô thần thân thể bốn phía nhanh chóng thoáng hiện lên. Thậm chí không nhìn thấy tàn ảnh, chỉ là bốn phía hiện ra từng giọt dọc nước, không ngừng mà giảm bớt. Giọt nước thực sự quá nhiều. Như thế dày đặc giọt nước, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, tô thần đương nhiên biết, mình muốn một mình ngăn cản được gần cơ công kích, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Nguyên bản không quá tin tưởng tổ hư thú, bây giờ vậy mà nhìn đến tổ hư thú, thật có thể điên cuồng địa thôn phệ lấy từng giọt giọt nước. Tổ hư thú có thể thôn phệ là một chuyện, phải chăng có thể ngăn cản được gần cơ lại là một chuyện khác. Bất quá đối với chính mình tới nói, có tổ hư thú tương trợ, xác thực xem như để cho mình thở vào. Mi đầu chăm chú nhíu lại, tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới đại chiến, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, nếu như bị gần cơ trấn áp lời nói, tin tưởng gần cơ khẳng định sẽ đem chính cái cái dùi, toàn bộ chú y vào đến trong cơ thể mình, trở thành gần cơ phá vỡ điện một tán phong pháo hôi. cách đó không xa, Gần cơ bản tôn dần dần nổi lên, âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, nàng thực sự không có nghĩ đến, người này lại có thể triệu hồi ra thôn phệ nặng lực lượng tinh không yêu thú, không có bất kỳ cái gì khí tức lại có thể thôn vệ chính mình lực lượng, bản thân đã nói rõ vị này ngôi sao hư không yêu thú chỗ đặc thù. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có khả năng bao lớn. Gần cơ nhất miệng lên một chút cười lạnh, vừa sải bước ra, cả người hóa thành vô tận dọc nước, nàng bản thể bản thân liền là tán tế tổ nước, tại thượng cổ kỷ nguyên thuộc về lớn nhất sinh linh mạnh mẽ một trong. Thực lực cơ hồ có thể so với chính kiếp càng không cảnh, lần này muốn phá vỡ địa ngục tán phong, thì là muốn thu hoạch được bên trong lực lượng, nhìn xem phải chăng có thể vượt qua một bước cuối cùng, tấn cấp đến vũ trụ võ giả từ đó rời đi tinh không vũ trụ. Đến mức tô thần sinh tử, nàng căn bản không quan tâm, ngược lại nàng đã đánh giết qua rất nhiều sinh linh, nhiều lần đều là lấy thất bại mà kết thúc, muốn nói không nóng nảy khẳng định là gạt người. Lần này chỗ lấy lựa chọn tô thần, chính là bởi vì nàng cảm ứng được tô thần thể nội huyết mạch không đơn giản, mà nàng chỗ lấy ra chính cái cái dùi không đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ tô thần thể nội huyết mạch mới có thể phát huy ra lớn nhất cường đại uy lực. Có thể nói như vậy. Sinh linh thể nội huyết mạch đẳng cấp tối cao, cái dùi phát huy ra uy lực càng là cường đại, chỉ là không có nghĩ đến, cái này tô thần như thế không đơn giản, vậy mà còn dám phản kháng nàng. Bây giờ gần cơ bị triệt để chọc giận, bất quá vẫn là không có ý định đánh giết tô thần, nàng muốn làm sự tình, cũng là yên nguyên trấn áp tô thần, mượn nhờ tô thần thể nội huyết mạch, trước phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, sau đó là không chém giết tô thần, cái kia chính là nhìn nàng tâm tình. Lăng lộn dọc nước dời núi lấp biển địa theo bốn phương tám hướng vọt tới, mang theo từng luồng từng luồng quỷ dị sức mạnh cường hãn, phát ra đinh tai nhức ốc gào thét, rung động toàn bộ thiên địa. Đổi lại người khác, khẳng định ngăn cản không nổi dạng này thế công, cho dù là kiếp sau càng không cảnh đều không được. Tế cổ bí cảnh có cảnh giới hạn chế, kiếp sau càng không cảnh sinh linh căn bản là không có cách thuận lợi đặt chân, duy chỉ có gần cơ tình huống hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên có được có thể so với chính kiếp càng không cảnh thực lực, bất quá tự thân không có bất kỳ cái gì tu vi, cho nên mới không nhận tế cổ bí cảnh cảnh giới hạn chế. Chương 2668 Hỗn độn tổ long Nguồn Mê truyện audio. Com tổ hư thú bóng người càng lúc càng nhanh, căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy từng giọt giọt nước không ngừng mà biến mất. Tô thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn đương nhiên biết, vẹn vẹn là dựa vào lấy tổ hư thú thôn phệ, khẳng định không phải trường cửu chi sách. Mình muốn rời đi, vẫn là cần muốn hắn biện pháp. Tổ hư thú chỉ có thể thôn phệ giọt nước, lại không cách nào làm đến trấn áp gần cơ, nên làm như thế nào? Lão đại, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa nơi này tán tế tổ nước thực sự quá nhiều, ta vẫn là không cách nào toàn bộ thôn phệ. Còn có thể thôn phệ bao lâu? Ba phút. Ta nghĩ biện pháp. Tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đồng thời hiện tại hắn, đã được đến càng không thế giới cảm ứng ba động, minh bạch quả thứ sáu hỗn động trứng muốn phá xác mà ra. Càng không thế giới, thực cũng là hỗn động thế giới, cũng chính là mình mượn nhờ tu luyện hỗn động thôn phệ quyết, đến sinh sôi ra hỗn động thế giới độc lập với hắn hỗn độn cảnh hỗn độn thế giới, một khi chính mình nắm giữ chánh thức hỗn độn thế giới, liền là chánh thức bất tử không nghĩ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn diễn hóa thành chân chính hỗn độn thế giới, chỉ sợ cần chính mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, kém nhất cũng muốn thuận lợi đạt tới tầng thứ 9, thậm chí là tầng thứ 9 giai đoạn thứ hai hoặc là giai đoạn thứ ba. Suy nghĩ một chút dễ dàng, chánh thức làm lại là vô cùng khó khăn. Từ khi hắn tu luyện đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, rốt cuộc không có mảy may tiến bộ càng không thế giới, chỉ là đệ nhất tiến hóa trạng thái, phải chăng có thứ hai tiến hóa trạng thái, tô thần còn không rõ lắm, ngược lại hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là chung cực trạng thái cũng là hỗn động thế giới. Mà hắn trước đó chung được đến sáu cái hỗn động trứng, bên trong năm cái hỗn động trứng đã toàn bộ ấp trứng mà ra, toàn bộ đều là hỗn động thú, theo thứ tự là si mị, áp du, trắng mệnh, hy phong, thanh sam. Đến mức quả thứ sáu hỗn động trứng hội ấp trứng ra cái gì hỗn động thú, tô thần cũng không biết. Sáu đại hỗn động thú tình huống có chút đặc thù, không phải nguyên thần chuyển thế, mà chính là bản tôn chuyển thế, bất quá cần phải từ từ trưởng thành, cho nên cũng là dễ dàng nhất hàng phục. 3 phút đồng hồ, đối ở hiện tại tô thần thật sự mà nói quá ngắn. Vốn là không muốn quản nhiều quả thứ sáu hỗn độn trứng, nhưng là trong đầu, một mực vang lên củ cải vội vàng hô hoáng. Chẳng lẽ quả thứ sáu hỗn độn trứng có vấn đề? Nguyên thần trực tiếp tiến vào càng không thế giới, đến mức não hải còn là nghĩ đến biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi rời đi nơi này. Tất cả hỗn độn thú, bao quát củ cải, hỏa diễm nương nương mới vừa tiến vào càng không thế giới cung thiến thiến cùng vạn mị nhi toàn bộ đều chầm chầm lên trước mặt trứng lớn cảm thấy kinh hãi nhất vẫn là cung thiến thiến cùng vạn mị nhi hai người đến bây giờ hai người đều không rõ lắm các nạn đến cùng tại nơi nào không gian chí bảo tinh không vũ trụ bảo vật vô số đủ loại đặc thù bảo vật nhiều vô cùng bên trong liền có không gian chí bảo đây là duy nhất giải thích không có hỏi nhiều bởi vì hai người rất rõ ràng loại tình huống này sự tình gì nên hỏi sự tình gì không nên hỏi muốn là hỏi không nên hỏi không chỉ có không cách nào được đến các nàng muốn đồ vật thậm chí còn có thể chọc giận tô thần vừa mới bắt đầu thời điểm hai người căn bản không có đem tô thần để vào mắt không cách nào nghĩ đến thông hai vị gia gia rốt cuộc là ý gì vì sao làm cho các nàng tài tế cổ bí cảnh bên trong thủ hộ tô thần hiện tại các nàng nghĩ thông suốt tô thần tuyệt đối không đơn giản riêng là hiện tại tô thần lại có thể chống lại trong truyền thuyết gần cơ. Muốn không phải tô thần, hiện tại các nàng đã chết. Càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Lão đại, vỏ trứng nát. Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn đến trước mặt quả thứ sáu hỗn động trứng xác đã bắt đầu vỡ vụn, vô số vết trách xuất hiện tại trứng lớn phía trên, trải rộng toàn bộ hỗn động trứng. Từng đạo từng đạo vỏ trứng tiếng vỡ vụn liên tiếp vang lên. Một đầu đen tuyền long theo trứng xác bên trong xuất hiện. Long. Tô Thần có chút ngây người, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, quả thứ sáu hỗn độn trứng bên trong chỗ ấp trứng ra hỗn độn thú, vậy mà sẽ là lông. Liên quan tới quả thứ sáu hỗn độn trứng tất cả tin tức, bắt đầu liên tục không ngừng địa tràn vào trong đầu, Tô Thần cũng trong nháy mắt biết hỗn độn thú tất cả tin tức. Hỗn độn tổ lông, cùng hỗn độn phượng hoàng đều thuộc về hỗn độn thần ma một trong, thực lực cực kỳ cường hãn. Ánh mắt nhất thời sáng lên, Tô Thần đương nhiên minh bạch hỗn độn tổ lông cường hãn, chẳng qua hiện nay hỗn độn tổ long vừa mới ấp trứng muốn triệt để trưởng thành đến đỉnh phong thời kỳ hỗn độn tổ long khẳng định không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình thở dài một tiếng tô thần lộ ra rất là bất đắc dĩ nguyên bản còn tưởng rằng quả thứ sáu hỗn độn trứng chỗ ấp trứng ra hỗn độn thú có thể tương trợ chính mình thôn vệ giọt nước hiện tại xem ra hỗn độn tổ long chưa hẳn có thể làm đến lão đại hắn có thể giúp ngươi ngay tại tô thần chuẩn bị rời đi thời điểm áp du bóng người đột nhiên xuất hiện tại tô thần trước mặt nói ra hỗn động tổ long có thể tương trợ lão đại thôn phệ bên ngoài lực lượng. Tô thần nếm thử đem càng không thế giới câu thông bên ngoài, chỗ lấy bên ngoài dọc nước lực lượng, những tiểu tử này toàn bộ đều có thể cảm ứng được. Hơi kinh ngạc. Tô thần đương nhiên biết áp du ý tứ, sự tình chạy tới một bước này, liền tổ hư thú đều không thể kiên trì bao lâu, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng áp du lời nói. Chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ, tô thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là hỗn độn tổ long không cách nào thế chỗ tổ hư thú thôn phệ bốn phía dọc nước, như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn cùng gần cơ cứng đối cứng. Ánh mắt vô cùng ngưng trọng, Tô Thần đã nghĩ kỹ, muốn là liền hỗn độn tổ long đều không thể thôn vệ giọt nước, như vậy hắn chỉ có thể liều chết nhất chiến. Gần cơ thực lực quá mức cường hãn, Tô Thần không có chút nào lòng tin có thể áp chế. Một phút đồng hồ đảo mắt mà qua. Tổ hư thú hung hăng đánh ở no nê, hắn thật sự là ăn bất động, liền xem như biết rất rõ ràng lão đại có phiền phức, lại là hữu tâm vô lực, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Lão đại, ta đã hết sức, Ngươi có thể dừng lại nuốt. Tổ hư thú biến mất trong nháy mắt, hỗn độn tổ long bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, nguyên bản chỉ có cánh tay dài ngắn, nương theo lấy một tiếng biết tai nhất ốc long ngâm vang vọng hư không. Trong nháy mắt, hỗn độn tổ long thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt, trở thành vạn trượng thần long hư ảnh, xoay quanh tại Tô thần sau lưng, khủng bố long uy trực tiếp bao trùm bốn phía. Long ngâm gào thét, dọc nước không gian rung động. Loại kia đáng sợ ba động, để toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu phát ra trận trận tiếng gào thét không gian vậy mà xuất hiện không ổn định ba động, bất quá lại chưa từng xuất hiện vết nứt không gian. Gần cơ sắc mặt triệt để biến, nàng đương nhiên có thể nhìn ra, tô thần triệu hồi ra tinh không yêu thú đã ngăn cản không nổi. Ngay tại nàng chuẩn bị trấn áp tô thần thời điểm. Nhìn đến tô thần lần nữa triệu hồi ra một đầu thần long, loài kia khủng bố long uy trực tiếp ngăn cản được nàng thế công. Dạng này tinh không yêu thú đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Tô thần lại là ai? âm trầm trong ánh mắt đều là phẫn nộ, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, như là đã khóa chặt tô thần huyết mạch, có hy vọng tương trợ nàng phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, như vậy nàng thì sẽ lựa chọn kiên trì. Nàng nhất định muốn thuận lợi đến đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng. Nhất định phải đạt được. Chương 2669 Vạn Long đủ năm Nguồn Mê truyện audio com Long Ngâm gào thét, to lớn hỗn động tổ long thân thể xoay quanh tại tô thần thân thể bốn phía, Tuy ý thôn phệ lấy từng giọt giọt nước, hỗn động tổ long khẩu vị rõ ràng muốn xa xa áp đảo tổ hư thú phía trên. Liền xem như như thế, Tô thần cũng không có chút nào chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô thần, gần cơ phóng xuất ra giọt nước liên tục không ngừng, như vậy hỗn động tổ long không có khả năng một mực thôn phệ đi xuống. Muốn là hỗn động tổ long cùng tổ hư thú tình huống một dạng, đợi đến hỗn động tổ long không cách nào tiếp tục thôn phệ tình huống dưới, chính mình khẳng định không phải gần cơ địch thủ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không dám có chút thư giãn. Vẫn là cần phải nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào bỏ chạy, hoặc là nghĩ biện pháp trấn áp gần cơ. Trấn áp có chút khó khăn, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Rất là không cam tâm. Hắn còn nghĩ đến, nhìn xem chính mình phải chăng có thể phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Rốt cuộc căn cứ Tô Thần suy đoán. Chính mình phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh, chủ yếu vẫn là nhìn xuống đất ngục tán phong bên trong lực lượng, phải chăng có thể tương trợ chính mình, ngưng tụ ra tất cả liên hoa thần quốc đến bây giờ, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình thôn vệ liên hoa trong tượng đá lực lượng, có thể tương trợ chính mình ngưng tụ ra hơn 90.000 cái liên hoa thần quốc. Có hữu hiệu hay không? Còn lại không biết, bất quá lại là hắn duy nhất cơ hội. Bình thường võ giả trùng kích đỉnh phong tinh không sáu cảnh, đều cần thời gian lắng động, thậm chí rất nhiều võ giả bị vây ở thần quốc cảnh, tức vạn năm đều không thể thuận lợi đột phá, tô thần nguyên bản đối với mình thiên phú có 10 phần lòng tin, ai có thể nghĩ tới, hắn hội bị vây ở thần quốc cảnh lâu như vậy, chậm chạp không cách nào thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh. Không thể ngồi chờ chết, tô thần ánh mắt trong nháy mắt sững sờ. Tiểu gia hỏa, người ta dung hợp. Lão đại, muốn là người ta dung hợp, sợ rằng sẽ phản vệ ngươi, đến thời điểm ngươi bị thương thế, là ngươi không thể thừa nhận ở. Hỗn độn tổ long trong thanh âm lộ ra lo lắng, bởi vì hắn lực lượng quá mức cường hãn, tuy nhiên còn không cách nào toàn bộ phát huy ra, nhưng là cũng không phải lão đại có thể thừa nhận được. Tô Thần đương nhiên minh bạch hỗn độn tổ long ý tứ. Phàm là có một chút biện pháp, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Bị lực lượng phản vệ hậu quả khó mà lường được, bất quá Tô Thần cũng hiểu được, tối thiểu nhất phản vệ có thể khôi phục, muốn là hỗn độn tổ long không cách nào tiếp tục thôn vệ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn tổ long không cách nào trấn sát gần cơ, đây cũng là chính mình sau cùng cơ hội. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, nguyên bản Tô Thần thương thế liền không có khỏi hẳn, lần này tiếp tục lựa chọn thi triển huyết ma biến, đồng thời cùng hỗn độn tổ long dung hợp, đã không nhìn hậu quả. Đáng đo do dự, như vậy chỉ có thể ngồi chờ chết. Thể nội huyết mạch điên cuồng đi chuyển động, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Tại huyết mạch bị điên cuồng thôi động thời điểm, huyết ma biến thi triển, để Tô Thần khí tức lần nữa biến đến táo bạo lên. Nơi xa, rất nhiều võ giả ào ào chạy đến, chỉ là không dám tiếp tục tới gần. Đây là cái gì tình huống, nơi nào đến nhiều như vậy dọc nước? Sinh Linh bản tôn, ta nghe nói tới cổ bí cảnh bên trong tồn tại một vị đỉnh cấp cường giả gần cơ không sai gần cơ bản thể cũng là tán tế tổ nước chỉ là ta không nghĩ ra là đến cùng là người phương nào có thể bức bách đến gần cơ như thế vậy mà vận dụng bản tôn lực lượng khắp nơi đều là nghị luận từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng gần cơ thực lực đến cùng ý vị như thế nào có thể chống lại gần cơ bản thân đã nói rõ thực lực đối phương cường đại cỡ nào loại tình huống này muốn là tùy tiện tới gần lời nói hậu quả khó mà lường được thuận lợi thi triển huyết ma biến, tăng lên tự thân thực lực tô thần, trực tiếp dung nhập vào hỗn độn tổ long trong thân thể, lấy tự thân dung hợp hỗn độn tổ long. Thân hóa ngàn vạn. Nương theo lấy thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không vô tận. Tô thần dung hợp hỗn độn tổ long thân thể, bắt đầu nhanh chóng sinh sôi lên, biến đổi 2, 2 biến 4, 4 biến 8, bát biến 16, 16 biến 32, 13 thập nhị biến 64. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít hỗn độn tổ long bắt đầu hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn bắt đầu tùy ý nuốt chửng từng giọt giọt nước thôn vệ tốc độ để gần cơ đều cảm thấy sợ hãi thán phục nàng thực sự không có nghĩ đến tô thần lại có thể thi triển ra như thế đỉnh cấp bí thuật cùng võ học vừa mới bắt đầu khinh thị trong nháy mắt biến mất không còn dám có bất kỳ khinh thường nào gần cơ bản tôn dần dần ngưng tụ mà ra hai tay bắt đầu kết ấn vô số giọt nước tại trước mặt hình thành từng cái to lớn giọt nước vòi rồng bắt đầu hướng về từng đầu hỗn độn tổ long dũng mãnh lao tới rầm 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 hỗn động tổ long cùng dọc nước vòi rồng điên cuồng va chạm, lần nữa để toàn bộ mặt đất biến đến rung động động lên đến, thậm chí xuất hiện vô số vết nứt, bao quát toàn bộ không gian cũng bắt đầu xuất hiện chấn động mãnh liệt. Chỉ có địa ngục tán phong, còn như lão tăng nhập định, căn bản không nhận khủng bố như thế ba động bao phủ. Phốc. Một nguồn máu tươi phun ra đồng thời, tô thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt, hắn biết rõ còn là chính mình thực lực không đủ cường đại bằng không lời nói, dung hợp hỗn động tổ long điệp gia thi triển huyết ma biến tình huống dưới, cần phải có thể thuận lợi trấn áp đối phương, nói cho cùng, vẫn là gần cơ thực lực đủ mạnh mẽ, liền xem như như thế, trận chiến này đã lui không thể lui, nhất định muốn thuận lợi trấn áp gần cơ. Bằng không lời nói, một khi chính mình bị thua lời nói, như vậy thật liền một chút cơ hội đều không có. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, lúc trước tạp thiên chuyên thế nhưng là dung hợp vô số thần long long hồn cùng lực lượng, nương theo lấy vô số long ngâm gào thét, trực tiếp đem tạp thiên chuyên hung hăng đập đi ra. Vạn long đủ ngâm, dung nhập tạp thiên chuyên hung hăng nện ở dọc nước vòi rồng phía trên, trực tiếp hung hăng đập nát từng luồng từng luồng dọc nước vòi rồng, trong lúc nhất thời, vậy mà không có bất kỳ cái gì dọc nước vòi rồng có thể ngăn cản được. Hư. Trung Điệp lạnh hừ một tiếng, phẫn nộ gần cơ khẳng định vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng chỉ là muốn mượn nhờ Tô Thần đến phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, từ đó đến đến địa ngục tán phong bên trong lực lượng. Theo nàng và Tô Thần đại chiến bắt đầu, lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Tô Thần trên thân bí mật quá nhiều, vẹn vẹn là chí bảo cùng triệu hồi ra tinh không yêu thú, liền để nàng tham lam không thôi. Cũng chính bởi vì vậy, tại bây giờ gần cơ nhìn đến, chính mình không chỉ là muốn nhờ Tô Thần huyết mạch lực lượng phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, nàng còn muốn trấn áp Tô Thần, được đến Tô Thần trên thân tất cả chí bảo cùng tinh không yêu thú. Điều kiện tiên quyết là nàng không thể bại, càng không thể để Tô Thần rời đi. Nghĩ tới đây gần cơ, đem vô tận phẫn nộ hóa thành khủng bố thế công, vô số giọt nước vòi rồng trực tiếp hình thành một giọt nước mấy triệu trượng dọc nước, thiêu đốt lên nước viêm, giống như tại lễ tế đồng dạng. Tán tế tổ nước bản thể. Tô thần ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt mấy triệu trượng dọc nước, mới là gần cơ chánh thức bản thể. Nhìn đến gần cơ là thật cuốn cuồng, bằng không lời nói tuyệt đối sẽ không như thế. Chương 2670 Ác tráng uy hiếp Nguồn Mê truyện audio com Thi triển huyết ma biến, đồng thời còn dung hợp hỗn độn tổ long chân thân. Giờ khắc này. Tô thần là quyết tâm muốn trấn áp gần cơ, cho dù là cơ hội không lớn, hắn cũng muốn thử một chút. Tuyệt đối không có khả năng lựa chọn ngồi chờ chết, nhất định muốn chủ động xuất thủ công kích. Thể nội lực lượng lăn lộn lấy, bởi vì thi triển huyết ma biến nguyên nhân, chỉnh thể thực lực triệt để bạo phát. Nguyên bản Tô thần bản thân thực lực, liền có thể chống lại ba kiếp càng không cảnh. Đến mức mượn nhờ thi triển huyết ma biến, cưỡng ép tăng thực lực lên về sau, có thể chống đỡ cấp bậc gì càng không cảnh, đến bây giờ Tô thần còn không rõ lắm. Cũng chính bởi vì vậy, hắn dung hợp hỗn độn tổ long lực lượng, phải chăng có thể thuận lợi ngăn chặn gần cơ, thật đúng là ẩn số. Không có trực tiếp công kích. Vì làm đến lấy phòng ngừa vạn nhất. Tô thần đem toàn bộ lực lượng đều rót vào đến tạp thiên chuyên bên trong. Không sai. Tô thần chính là muốn mượn nhờ tạp thiên chuyên, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ gần cơ bản thể. Long ngâm gào thét, rung động cửu tiêu. Tô thần cùng hỗn độn tổ long dung hợp lực lượng triệt để dung nhập vào tạp thiên chuyên bên trong, thật đúng là vạn long bản thể, tạp thiên chuyên bị hung hăng vung ra, quả nhiên là giống như một đạo thiểm điện, tạp thiên chuyên tốc độ thực sự quá nhanh, xuyên thấu tầng tầng không gian đảo mắt mà tới, thậm chí không cho gần cơ bất luận cái gì trốn tránh cơ hội, quanh. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, gần cơ bị tạp thiên chuyên một cách vô tư đập trúng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ dọc nước bản thể. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tô thần cố nén thể nội truyền đến chánh thức suy yếu, hắn hiểu được muốn là gặp phải chánh thức chính kiếp càng không cảnh võ giả, chính mình khẳng định không cách nào làm đến trấn áp, nhưng là đối mặt gần cơ lại có thể nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hỗn độn tổ long bản thân liền là gần cơ khắc tinh cộng thêm gần cơ không có chút nào đề phòng nói cho cùng vẫn là bởi vì gần cơ quá quá chủ quan hoàn toàn không có đem chính mình coi là chuyện to tác có lần này nhất chiến lần sau gần cơ khẳng định không dễ dàng bị thua chính là bởi vì như thế tô thần vô cùng rõ ràng chính mình nhất định phải phải nhổ cỏ tận gốc tuyệt đối không thể để cho gần cơ còn sống rời đi bằng không lời nói hội cho mình ngày sau mang đến vô tận phiền phức ngay tại tô thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm tạp thiên chuyên đột nhiên treo lơ lửng ở giữa không trung loại kia đáng sợ sát ý để tô thần nhìn không được trùng mình một cái chuyện gì xảy ra gần cơ bản thể biến mất âm trầm trong ánh mắt đều là thật không thể tin bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ thua với một cái nho nhỏ thần quốc cảnh võ giả vô pháp tiếp nhận sự thật bay ở trước mặt nàng chỉ có thể lựa chọn chạy trước đi cho dù là tâm lý có lại nhiều không cam tâm cùng phẫn nộ không có tiếp tục chần chờ đi xuống, gần cơ hóa thành một giọt nước, trong nháy mắt dung nhập không gian biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lập tức động lại, nguyên bản có thể thừa dịp gần cơ thụ trọng thương tình huống dưới, thừa cơ đánh giết gần cơ. Hiện tại đâu? Chỉ có thể trơ mắt nhìn gần cơ bỏ chạy, hắn lại bị tạp thiên chuyên khóa chặt. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì tô thần căn bản không biết tạp thiên chuyên vì sao lại đột nhiên khóa chặt chính mình, đồng thời đối với mình có địch ý hắn đã triệt để luyện hóa tạp thiên chuyên, theo đạo lý tới nói, hắn không có khả năng bị tạp thiên chuyên phản phệ. Ác tráng. Chẳng lẽ là ác tráng? Bởi vì đã từng hắn trấn áp qua một vị hỗn động người trưởng khống, chính là ác tráng. Nói cách khác, bây giờ ác tráng cũng là bị phong ấn ở tạp thiên chuyên bên trong, tại tô thần nguyên bản kế hoạch bên trong, đợi đến chính mình ngày sau tu vi, có thể đột phá đến hỗn động cảnh thời điểm, hàng phục hoặc là triệt để đánh giết ác tráng, ngược lại khẳng định không có khả năng để ác tráng thành vì chính mình địch nhân. Chẳng lẽ tạp thiên chuyên không cách nào tiếp tục phong ấn ác tráng? muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức. So sánh với ác tráng tới nói, gần cơ xác thực không tính là gì, rốt cuộc ác tráng thế nhưng là hỗn độn người trưởng khống, cho dù là đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều là lớn nhất đỉnh cao tồn tại, thuộc về nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Không có hành động thiếu suy nghĩ, tô thần rất là cảnh giác nhìn lên trước mặt tạp thiên chuyên, đã làm tốt chuẩn bị. Bởi vì dung hợp hỗn động tổ long cùng thi triển huyết ma biến tăng thực lực lên, đối với tự thân phản vệ quá lớn, hắn nguyên bản thương thế liền không có khỏi hẳn, lần này cũng là vì xác thực bảo vệ chính mình an toàn rời đi mới bất đắc dĩ làm như thế thương thế rất nghiêm trọng thân thể càng là lung lay sắp đổ lên tạp thiên chuyên bất động tô thần liền bất động một người một gạch nhìn nhau đối phương tô thần ngươi dám trấn áp bổn tọa hôm nay bổn tọa thì cho ngươi một cái cơ hội thả bổn tọa rời đi sau đó giao ra ngươi hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp bổn tọa liền tha cho ngươi khỏi chết bằng không lời nói một khi bổn tọa phá vỡ ngươi chí bảo nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh nguyên thần vĩnh trấn hỗn độn địa ngục uy hiếp chính mình. Tô thần cười lạnh không thôi, trực tiếp lựa chọn không nhìn ác tráng uy hiếp, muốn là hắn sợ hãi đối phương lời nói, trước đó liền đã giao ra bản thân hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Đã chính mình được đến cơ hội, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, đồng thời hắn liền xem như tự thân muốn bóc ra hỗn độn thể, đều không có dễ dàng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Bây giờ hắn thân thể đã dung hợp hỗn độn hắc liên, đồng thời tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết đã thuận lợi đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, hỗn độn thể triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, như thế nào bóc ra? Một khi bóc ra, hắn thì sẽ trở thành phế vật, đến thời điểm ngay cả mình sinh tử đều không thể nắm giữ, như thế nào thủ hộ người nhà mình? Ác tráng, đã ngươi muốn cho ta cơ hội, vậy ta cũng cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn, ngày sau hỗn độn giới có một chỗ của ngươi, bằng không lời nói, các loại ta thực lực tăng lên, tất nhiên sẽ luyện hóa ngươi, để ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Thật sao? Chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, ha 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 ha, ha 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 ha. ha theo tạp thiên chuyên bên trong truyền ra không kiên nể gì cả cười to ác trắng tuy nhiên bị phong ấn nhưng là vẫn không có đem tô thần để vào mắt rốt cuộc tô thần chỉ là được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp không cần nói ngày sau thành tựu tiên thiên hỗn độn phải chăng có thể thuận lợi đột phá đến nửa bước tiên thiên đều là ẩn số không có dễ dàng như vậy rốt cuộc tô thần được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp cũng là tất cả hỗn độn cường giả địch nhân lấy một địch mười ngàn tô thần trở ngại quá nhiều có thể nói như vậy hơi không cẩn thận Tô thần thì gặp được vạn kiếp bất phục nguy cơ. Tô thần, ngươi thật đúng là đầy đủ nói khoác mà không biết ngượng, muốn không phải lão tử thụ trọng thương, chỉ bằng ngươi cũng muốn phong ấn lão tử. Có điều không sao cả, hiện tại ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi có thể tiếp tục khống chế tạp thiên chuyên, vẫn là bổn tọa có thể đảo khách thành chủ. Vừa dứt lời, tạp thiên chuyên bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như từng đầu nổi điên cùng thú, hướng thẳng đến tô thần cuộn trào mãnh liệt mà đến, rất rõ ràng chính là muốn triệt để thôn sát tô thần. Ác tráng ý tứ rất đơn giản, thì là muốn trấn áp tô thần, bóc ra tô thần thể nội hỗn động thể, được đến hỗn động thôn vệ tháp nhận chủ, từ đó nhìn xem phải chăng có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến tiên thiên hỗn động. Một bước này, muốn là đặt ở đã từng khẳng định không thực tế, nhưng là hiện tại, đối với mỗi một vị hỗn độn cường giả tới nói, đều là ngàn năm một thuở cơ hội. Chương 2671 Đột nhiên dừng lại Nguồn Mê truyện audio.com. Tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, vì cái gì Ác Tráng lại đột nhiên ở giữa khống chế tạp thiên chuyên. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình liên tục mấy lần thi triển huyết ma biến, bị mấy lần phản phệ điệp gia, cộng thêm lần này cưỡng ép dung hợp hỗn động tổ long, làm đến tự thân thương thế quá mức nghiêm trọng, riêng là nguyên thần càng là suy yếu đến cực hạn. Cái này cũng cho Ác Tráng cơ hội. May ra Ác Tráng căn bản là không có cách tránh thức phá vỡ phong ấn rời đi tạp thiên chuyên đối với mình tới nói, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Không có ngồi chờ chết, tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất, hiện tại hắn muốn làm sự tình, không phải muốn trấn sát ác tráng, mà là tiếp tục gia cố phong ấn. Muốn muốn chém giết ác tráng, nói nghe thì dễ. Năm đó hỗn động đại chiến, ác tráng đều không có chánh thức vẫn lạc. Căn cứ tháp linh chỗ nói. Nửa bước tiên thiên hỗn độn đều là bất tử chi thân, vẹn vẹn là dựa vào lấy hắn khẳng định không cách nào làm đến tuyệt đối trấn sát. Trước trấn áp, đợi đến chính mình ngày sau tu vi đột phá đến hỗn độn cảnh, thậm chí là nửa bước tiên thiên hỗn độn thời điểm, liền có thể hàng phục ác tráng. Một vị hỗn độn cường giả đối với mình tương trợ phi thường lớn. Cố nén thể nội từng trận suy yếu, Tô Thần mượn nhờ vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mình mong bá đạo thôn phệ lực lượng, không kiên nể gì cả bao phủ tạp thiên chuyên. Tinh huyết đã dung hợp tạp thiên chuyên, đối với mình tới nói, khẳng định là có lợi nhất sự tình. Không dám có chút chủ quan, bởi vì hiện tại hắn thật là quá hư nhược. Đột nhiên, Tô thần tựa hồ nghĩ đến cái gì đến thử triệu hoán thập tuyệt tướng bởi vì từ khi thập tuyệt tướng bế quan tu luyện đến nay hắn căn bản không rõ lắm bây giờ thập tuyệt tướng đến cùng là cái gì tình huống thử một chút không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện tùy ý đi quấy rầy thập tuyệt tướng hai tay bắt đầu kết ấn từng luồng từng luồng lực lượng bắt đầu câu thông thập tuyệt đỉnh đỉnh tâm ông 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 nương theo lấy từng đạo từng đạo gạo rú tùy ý gạo thét mà ra từng cái thập tuyệt đỉnh nhanh chóng nổi lên Hiên Viên Lân, Diệp Sinh Tử, Phương Tuyệt, Tô Dương, Hoàng Kỳ, Lê Bại Thiên, Phong Minh, Hầu Nhật Thiên, Nghiệt Băng, Nghiệt Tuyết Thập Tuyệt tướng toàn bộ thức tỉnh, đồng thời sau lưng hiện ra từng tôn vạn trưởng thập tuyệt bất diệt thể. Một kiếp càng không cảnh. Cảm thụ lấy 10 người bây giờ tu vi, Tô Thần cũng là ánh mắt nhất thời vui vẻ. Muốn là đỉnh phong thời kỳ ác tráng, mặc kệ là mình vẫn là thập tuyệt tướng, khẳng định không phải ác tráng địch thủ. Hoặc là ác tráng phá vỡ tạp thiên chuyên phong ấn rời đi, chính mình yên nguyên không cách nào làm đến một lần nữa trấn áp rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần. Tình huống khác biệt. Tô thần có 10 phần lòng tin, tại chính mình không cách nào xuất thủ trước đó, nhất định có thể một lần nữa phong ấn tạp thiên chuyên. Giúp ta phong ấn tạp thiên chuyên. Đúng. Thập tuyệt tướng đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ, không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu thôi động mỗi người thập tuyệt đỉnh, điệp ra mỗi người thần thể, từng luồng từng luồng thập tuyệt lực lượng, bắt đầu theo thập tuyệt đỉnh bên trong mãnh liệt mà ra, hình thành một trương to lớn con nhện lưới. Trong nháy mắt đem tạp thiên chuyên bao trùm, hợp tuyệt tướng đem hết toàn lực xuất thủ. Bọn họ đều rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối lão đại đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu tử, bổn tọa ngày khác nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay tại tô thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm, ác tráng thế công đột nhiên dừng lại, tạp thiên chuyên một lần nữa hồi đến trong tay. Có chút choáng váng, đây là có chuyện gì? Ác tráng vì sao đột nhiên không ra tay đối phó chính mình? Nghĩ tới nghĩ lui, căn cứ tô thần suy đoán, nhìn đến ác tráng cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể trấn áp chính mình, muốn tiếp tục bị chính mình trọng thương phong ấn lời nói, như vậy ác tráng thì không có cơ hội. Thật sâu thở dài một tiếng, lần này mình thật là lớn ý, trấn áp hai vị hỗn độn cường giả, yểm tổ bị trấn áp tại hỗn độn thôn vệ tháp bên trong, có tháp linh tương trợ chính mình, tin tưởng yểm tổ rất không có khả năng phá vỡ hỗn độn thôn vệ tháp phong ấn. Duy chỉ có cái này tạp thiên chuyên, xác thực là có chút phiền phức. Lần này kém chút bị ác tráng thừa lúc vắng mà vào, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiên viên lân có chút bận tâm hỏi. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, lão đại gặp phải đại phiền toái, bọn họ có thể làm sự tình, cũng là nhìn xem lão đại cần bọn họ làm cái gì, xong pha khói lửa không chối từ. Lắc đầu, tô thần minh bạch mười người ý tứ, bất đắc dĩ nói. Việc này để ta giải quyết, lần này quấy rầy các ngươi. Tô thần cơ hồ có thể khẳng định, chính mình cưỡng ép đánh gãy thập tuyệt tướng tu luyện, đối với thập tuyệt tướng tới nói, khẳng định là hại nhiều hơn lợi không có bất kỳ biện pháp nào, muốn không phải kịp thời triệu hồi ra thập tuyệt tướng, ác tráng lại đột nhiên dừng tay. Chắc chắn sẽ không. Chúng ta không có việc gì. Còn có thể tiếp tục sao? Có thể. Tô thần gật gật đầu, hắn không có tiếp tục lãng phí thập tuyệt tướng thời gian, rốt cuộc hiện tại thập tuyệt tướng, ngay tại dung hợp thập tuyệt thi hoàng lực lượng. Có thể nói như vậy, thập tuyệt tướng là hắn sau này tiến về ngàn vạn vũ trụ lớn nhất ý vào, đây cũng là vì cái gì, hắn đồng dạng không muốn đi quấy rầy thập tuyệt tướng nguyên nhân thực sự nhìn lấy trong tay tạp thiên chuyên, tô thần không chần chờ chút nào, lập tức đem tạp thiên chuyên để vào càng không thế giới, đồng thời đem cung thiến thiến hai người triệu hoán đi ra. Cung thiến thiến hai người bởi vì càng không thế giới đặc thù nguyên nhân, không thể lưu lại quá lâu thế giới, đối với hai người mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến mức tạp thiên chuyên, tạm thời còn không cách nào tiếp tục gia cố phong ấn, duy nhất phòng ngừa ác tráng phản phệ biện pháp, cũng là mượn nhờ càng không thế giới lực lượng tới áp chế tạp thiên chuyên, tô thần có 10 phần lòng tin, chỉ cần tại càng không thế giới bên trong, ác tráng thì chơi không ra cái gì nhiều kiểu tới. Lần này thật là hắn quá bất cẩn. Chưa bao giờ nghĩ tới, ác tráng có thể thừa dịp chính mình suy yếu thời điểm khống chế tạp thiên chuyên, may ra không có đúc thành đại họa. Tô thần, ngươi thế nào? Nhìn lấy đặc mông ngồi dưới đất, miệng lớn không ngừng thở dốc tô thần, cùng thiến thiến cùng vạn mị nhi vội vàng hỏi. Lắc đầu, tô thần nói ra. Trước mang ta rời đi nơi này. Được. Tô thần đương nhiên không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc hắn có thể nếm thử mượn nhờ mười đóa hỏa liên yểm, đến xem phải chăng có thể thuận lợi phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự. Chỉ là hiện tại, tình huống đối với hắn rất là bất lợi. Muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, gần cơ đi mà quay lại lời nói, hắn khẳng định không phải gần cơ địch thủ. Cung thiến thiến hai người không dám có chút vết mực, các nàng tự hồ có thể đoán được tô thần ý tứ, lập tức đỡ lấy tô thần nhanh chóng rời khỏi. Mấy canh giờ về sau, mới có võ giả dám tới gần. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đỉnh núi, gần cơ thương thế rất là nghiêm trọng, sắc mặt tái nhật giống như một tờ giấy trắng, đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận nàng bị thua sự thật. Làm sao có khả năng? Tô thần chỉ là một cái thần quốc cảnh võ giả. Ở trong mắt nàng, thần quốc cảnh cùng con kiến hôi không sai biệt nhiều. Tình huống bình thường, hắn muốn muốn đánh giết một con kiến hôi cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình, kết quả lại là nàng thật là bị tô thần trọng thương, thậm chí kém chút bị đánh giết. Song quyền nắm thật chặt, bị triệt để chọc giận gần cơ đương nhiên sẽ không dừng tay như vậy. Tô thần, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới chương 2672. Chính mình cũng không muốn tùy tiện. Nguồn. Mê truyện audio com Trong sơn động. Cung thiến thiến cùng vạn mị nhi sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì các nàng đều có thể nhìn ra được, tô thần tình huống rất là không tốt. Muốn muốn giúp đỡ, nhưng lại không thể giúp. Chỉ có thể lo lắng suông Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, mặc kệ tâm lý có nhiều cuốn cùng cùng lo lắng, đều chỉ có thể thở dài một tiếng. Giờ khác này ngồi xếp bằng tô thần, thì là thể nội vận chuyển hỗn động thôn phệ quyết. Mênh mông thôn phệ lực lượng tại thể nội hình thành tuần hoàn không ngừng trạng thái, bất quá bởi vì ba lần cưỡng ép thi triển huyết ma biến điệp gia phản vệ, làm đến hắn lần này khôi phục quá mức khó khăn. Tiểu gia hỏa, cho ta đến điểm càng không quả. Được. Tô thần tạm thời không có ý định đem càng không quả luyện chế thành đan dược, trực tiếp đem từng mai từng mai càng không quả, xem như quả nho đồng dạng, không ngừng để vào trong miệng. Một cái lại một cái, một cái tiếp lấy một cái, thật giống như không cần tiền đồng dạng. À, nhìn lấy tô thần trong tay không ngừng xuất hiện trái cây, vạn mỹ nhi hung hăng nuốt chính mình nước bọt, hỏi. Thiến thiến, hắn hiện tại ăn trái cây, có phải hay không càng không quả? Đúng. Trả lời chém đinh chặt sắt, bởi vì cung thiến thiến đối với cái gọi là càng không quả không có chút nào lạ lẫm. Hiện tại nàng đều có thương tích trong người, chính là bởi vì trước đó tại càng không khe, tranh đoạt càng không quả thời điểm bị vây giết, dựa vào vận khí trở về từ coi chết. Ngắn mũi sau khi kinh ngạc, cung thiến thiến rất là bất đắc dĩ bởi vì nàng đã đoán được là chuyện gì xảy ra nhìn đến tại càng không khe tô thần thật là khóa định càng không cây đạt được đại lượng càng không quả ngay tại vừa mới mấy phút đồng hồ thời gian tô thần nuốt càng không quả nhiều đến trăm viên một cái càng không quả liền để vô số vỏ giả tranh đến đầu rơi máu chảy huống chi là trăm viên càng không quả thật sự là phung phí của trời lại không có ngăn cản đây là tô thần được đến càng không quả người ta không cần nói tự thân nuốt liền xem như toàn bộ ném đi đều là tô thần tự nguyện cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào nhìn lấy chậm rãi mở hai mắt ra tô thần cung thiến thiến vội vàng hỏi ngươi thương thế thế nào rất phiền phức không có chút nào giấu giếm bởi vì hắn hiện tại thương thế xác thực rất là phiền phức muốn là một mực dạng này kéo dài thêm tất nhiên sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn không giống nhau hai người nói chuyện các ngươi lưu tại nơi này ta có chút việc cần muốn rời khỏi mấy ngày vì sao cung thiến thiến rất là lo lắng tô thần an nguy bởi vì gận cơ vẫn chưa vẫn lạc tùy thời tùy khắc cũng có thể khóa chặt bọn họ chính là bởi vì như thế nàng rất rõ ràng tô thần nếu như bị gận cơ khóa chặt hội có cái gì dạng hậu quả ta không sao không giống nhau hai người nói chuyện tô thần lập tức chọn rời đi hắn nhất định muốn mau chóng khôi phục thương thế không có thể làm cho mình võ đạo tu vi có bất kỳ trở ngại nào cùng tổn thương đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả cách cách sơn động cách đó không xa sơn động Tô Thần mới vừa tiến vào sơn động, cố nén thể nội truyền đến từng trận suy yếu, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. 12 bức cướp đường đồ là sau cùng trận pháp, hình thành cướp đường trận. Câu thông càng không thế giới, đem hỏa diễm nương nương trực tiếp triệu hoán đi ra. Hỏa diễm tỷ tỷ, ngươi nghe ta nói, nơi này là tế cổ bí cảnh, tuy nhiên ta có thể mượn nhờ trận pháp để ngươi tạm thời rời đi ta đang điền thế giới, nhưng là ngươi lại không thể ra tay, cũng không thể có bất kỳ lực lượng nào tiết ra ngoài, bằng không lời nói, bí cảnh khẳng định sẽ xuất thủ trấn áp đến thời điểm trận pháp không cách nào đến đỡ được tình huống, người ta đều biết có phiền toái rất lớn. Mượn nhờ trận pháp có thể hiện thân, lại không cách nào xuất thủ, nếu không phải là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến hắn võ đạo căn bản, hắn cũng sẽ không lựa chọn triệu hoán hỏa diễm nương nương. Mày nhíu lại lấy, hỏa diễm nương nương đương nhiên có thể nhìn ra, tô thần tình huống rất là không tốt. Đột nhiên triệu hồi ra chính mình nhất định có việc, hỏa diễm nương nương hỏi. Có việc. Ta có thể như thế nào giúp ngươi? Hỏa diễm tỷ tỷ, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta tô thần nữ nhân? Bị tô thần lời nói, hỏi có chút quá đột ngột, hỏa diễm nương nương căn bản không biết tô thần lời nói là có ý gì. Không nói gì, hỏa diễm nương nương cuối cùng vẫn là gật gật đầu, bởi vì nàng thật là nhận chuẩn tô thần, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng và tô thần khẳng định sẽ tại cùng một chỗ. Hỏa diễm tỷ tỷ, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói, ta đã từng tu luyện qua một môn bí thuật, tên là hỗn độn song tu bổ sung thuật, ta cần ngươi cùng ta song tu. Tô thần cũng thực sự không nguyện ý, bất quá sự tình đã như thế, hắn chỉ có thể mượn nhờ bí thuật đến nếm thử khôi phục thương thế. Một khi bởi vì phản phệ thương thế nguy hiểm đến võ đạo căn bản, ngày sau muốn đột phá tự thân cực hạn liền càng thêm khó khăn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn đặt chân ngàn vạn vũ trụ. Nhất định phải ngăn chặn dạng này sự tình phát sinh. A, à, Hỏa Diễm nương nương nghe đến lời này triệt để mộng, bởi vì nàng thật là không nghĩ tới, Tô thần lại đột nhiên hướng nàng đưa ra dạng này yêu cầu. Song tu. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới liền xem như song tu, cũng cần ngày sau bọn họ cảm tình chánh thức đến cái kia một bước, mà không phải hiện tại. đúng là như thế, hỏa diễm nương nương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt nói, không được, không có chút nào kinh ngạc, tô thần bản thân liền đã đoán được, hỏa diễm nương nương khẳng định sẽ cự tuyệt chính mình, thật sâu thở dài một tiếng, khổ sở nói, hỏa diễm tỷ tỷ, thực không dám giấu giếm, ta bởi vì liên tục thi triển bí thuật tăng thực lực lên phản vệ mang đến thương thế đã thương tới võ đạo căn bản, đồng thời ta địch nhân quá mức cường đại, một khi phá vỡ phong ấn, nhìn chung toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều không có người nào là hắn địch thủ. Ngươi hữu tình, ta có hứa hẹn, ta tô thần ngày sau tuyệt đối sẽ không cố phụ ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta một lần. Hỏa diễm nương nương không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt tô thần, nàng có thể nhìn ra, tô thần không giống như là đang nói đùa. Thấy chết không cứu. Nàng đương nhiên không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy tô thần có việc, huống chi tô thần lời nói đã nói đến phân thượng này chỉ là nàng thực sự không cách nào đáp ứng nên lựa chọn như thế nào có thể sử dụng hắn biện pháp tương trợ ngươi khôi phục thương thế sao ngày sau cũng có thể nghĩ đến biện pháp nhưng là ta xác thực chờ chẳng phải lâu hiện tại hữu hiệu nhất biện pháp cũng là mượn nhờ song tu đồng thời còn cần đặt thù lực lượng rót vào cho dù là như thế ta thương thế đều chưa hẳn có thể khỏi hẳn muốn là ngươi không nguyện ý ta có thể đi tìm người khác đây là tô thần không nguyện ý nhìn đến sự tình ngược lại hắn cùng hỏa diễm nương nương đã bắt đầu nếm thử, muốn là hỏa diễm nương nương có thể đáp ứng chính mình, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Lui 10.000 bước giảng. Muốn là hỏa diễm nương nương thật không nguyện ý, cự tuyệt chính mình lời nói, như vậy hắn chỉ có thể đi tìm cung thiến thiến. Cung thiến thiến sẽ hay không đáp ứng chính mình, thật đúng là ẩn số. Người như thế tùy tiện. Hỏa diễm nương nương sắc mặt trong nháy mắt biến rất khó coi, thậm chí có chút phẫn nộ. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, đây không phải theo không tùy tiện sự tình, bởi vì ta thương thế xác thực không thể trì hoãn, ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể như thế. Chính mình cũng không muốn tùy tiện. Chương 2673 Lần nữa bị cự tuyệt. Nguồn Mê truyện audio com Thật quá oan uổng. Tô thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn chưa từng như này bị khuất cùng bất đắc dĩ qua. Nếu không phải là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, Hắn chắc chắn sẽ không chủ động yêu cầu, dù là hắn muốn cùng hỏa diễm nương nương nếm thử cảm tình, muốn là muốn song tu, cần gì chờ tới bây giờ? Trước đó trực tiếp chủ động là đủ. Thật sự là không có cách nào, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tô thần mới đến tìm hỏa diễm nương nương. Hỏa diễm nương nương thế nhưng là kiếp sau càng không cảnh, tin tưởng mình mượn nhờ hỗn độn song tu bổ sung thuật, có thể tương trợ chính mình khôi phục thương thế tỷ lệ rất lớn. Thời gian ngưng kết, người nào cũng không có tiếp tục nói chuyện hỏa diễm nương nương sắc mặt rất là ngưng trọng nàng thực sự không nguyện ý đáp ứng tô thần liền xem như bởi vì do nhiều nguyên nhân nàng nguyện ý trở thành tô thần nữ nhân nhưng là dưới cái nhìn của nàng chính mình là một cái vô cùng bảo thủ nữ nhân làm sao có khả năng tùy tiện đáp ứng tô thần song tu nghĩ tới đây hỏa diễm nương nương cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ rất là bất đắc dĩ lắc đầu hỏa diễm nương nương nói ra tô thần không bằng chúng ta muốn hắn biện pháp ta tin tưởng nhất định có thể tương trợ ngươi khôi phục thương thế Tô thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch hỏa diễm nương nương ý tứ trực tiếp cự tuyệt chính mình. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn không có chút nào trách cứ hỏa diễm nương nương ý tứ, bởi vì có nguyện ý hay không tương trợ chính mình, đều là nguyên tắc tự nguyện. Tô thần. Lắc đầu, tô thần mặt mũi tràn đầy vội vàng nói ra. Ta minh bạch, ta không có thời gian đi tìm hắn biện pháp, cho nên ta chỉ có thể đi tìm người khác. Không chờ hỏa diễm nương nương nói chuyện, trực tiếp đem hỏa diễm nương nương quyển nhập thể nội càng không thế giới một giây sau chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ càng không thế giới bên trong cả người đều ngốc bởi vì hỏa diễm nương nương minh bạch tô thần lớn nhất nói sau là có ý gì tức bực dầm chân nàng không nguyện ý không có nghĩa là không biết tương trợ tô thần chỉ là tô thần quyết tâm muốn song tu cái này đều là chuyện gì trong sơn động nhìn lấy đi mà quay lại tô thần hai người đều cảm thấy hiếu kỳ không biết tô thần đi nơi nào không có hỏi nhiều bởi vì hai người minh bạch muốn là tô thần không nguyện ý nhiều lời như vậy thì xem như hỏi cũng là bạch vấn chỉ có thể là lãng phí thời gian một bước đi tới cung thiến thiến trước mặt tô thần hỏi thiến thiến trong cơ thể ngươi có phải hay không ẩn chứa thần thể cung thiến thiến gật gật đầu thành thật trả lời ta thể nội ẩn chứa lấy tế u thần thể tế u thần thể xem như trung thượng đẳng thần thể cung thiến thiến thực sự không nghĩ ra tô thần đột nhiên hỏi mình liên quan tới thần thể sự tình làm cái gì lui mà cầu thấp hơn Tô thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình thương thế đã càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình tới nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không nói trước chính mình bởi vì thương thế nghiêm trọng, phải chăng có thể tiếp tục bóc ra tế cổ viêm, thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, vẹn vẹn là thương tới võ đạo căn bản, cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có song tu mới là khôi phục thương thế biện pháp nhanh nhất. Người có việc. Cung thiến thiến tâm lý hung hăng vì sợ mà tâm trung động động một cái, bởi vì từ khi nàng và tô thần cùng một chỗ lịch luyện đến nay, tô thần đều là gọi nàng cung cô nương, thiến thiến còn là lần đầu tiên hô. Chẳng lẽ tô thần có việc muốn mời mình giúp đỡ? Nghĩ tới đây cung thiến thiến, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần tô thần nói chuyện, như vậy phàm là nàng có thể làm đến sự tình, nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, tô thần mở miệng nói. Thiến thiến, thực không dám giấu dếm, ta thương thế đã rất nghiêm trọng, mà ta lại không thể rời đi tế cổ bí cảnh, bởi vì gia gia ngươi để cho ta tiến vào tế cổ đạo tháp, giúp hắn được đến một dạng đồ vật, nhưng là ta thương thế không cách nào khôi phục tình huống dưới, không rời đi thì mang ý nghĩa vẫn lạc, thậm chí còn có thể ảnh hưởng ta võ đạo căn bản. Cung thiến thiến gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ngươi có lời gì, không ngại nói thẳng. Ta đã từng từng chiếm được một môn đỉnh cấp song tu bí thuật, muốn là ngươi nguyện ý giúp ta, ta thương thế có rất lớn hy vọng khôi phục, đối với ngươi bắt đầu, cũng đồng dạng có rất tốt đẹp chỗ, A, à. a, à, nghe đến lời này, không chỉ có nhưng là Cung Thiến Thiến, cho dù là Vạn Mị Nhi đều triệt để mắt trận tròn, bởi vì hai người tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Thần hội đưa ra dạng này yêu cầu. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, Vạn Mị Nhi tâm lý giơ ngón tay cái lên, ngược lại nàng không quá tin tưởng Tô Thần nói tới, Song Tu có thể khôi phục thương thế. căn cứ Vạn Mị Nhi suy đoán, Tô Thần làm như thế đơn giản là muốn muốn thừa cơ được đến Cung Thiến Thiến, muốn là đổi lại trước kia, nàng khẳng định sẽ mở miệng ngăn cản, thậm chí là xuất thủ giáo huấn Tô Thần duy chỉ có hiện tại, nàng vẫn chưa làm như thế. Nguyên nhân rất đơn giản, tô thần thực lực tuyệt đối không đơn giản, nhìn qua chỉ là thần quốc cảnh, kỳ thực thực lực rất cường đại, đồng thời còn có thể triệu hoán xuất ngoại lực đối địch, cho dù là gần cơ đều bị tô thần trọng thương. Nàng khẳng định không phải tô thần địch thủ, cưỡng ép xuất thủ chỉ có thể tự lấy nhục. Cung thiến thiến mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy tô thần, nàng cũng không nghĩ tới tô thần sẽ như thế. Thiến thiến, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta có thể thề, ta không có hắn ý tứ, ngươi lần này cần là tương trợ ta, ta ngày sau nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Cung thiến thiến lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói. Tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Hoàn toàn là nói đùa sự tình. Nàng tuy nhiên đối tô thần có chút hảo cảm, nếu là có cơ hội lời nói, nàng có lẽ không biết thì cự tuyệt tô thần, nhưng đó là về sau sự tình, tuyệt đối không phải hiện tại. Mặc kệ tô thần chỗ nói, đến cùng là thật là giả, nàng đều sẽ không đáp ứng. Đối với mình phụ trách, tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, liên tục địa bị cự tuyệt, để tô thần cảm thấy dị thường bực bội, bởi vì hắn thương thế không chờ người, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Tô thần, ngươi thương thế thật nghiêm trọng như vậy. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tô thần, cung thiến thiến hoàn toàn minh bạch, tô thần thương thế khẳng định rất nghiêm trọng, việc này cũng có lẽ là thật. Vẫn là câu nói kia, nàng cần đối với mình phụ trách, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Tô thần gật gật đầu, nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta hiện tại cần muốn rời khỏi, đi tìm khôi phục ta thương thế biện pháp, cho nên chúng ta như vậy tách ra, nhớ kỹ, không muốn trở về, muốn là các ngươi bị gần cơ khóa chặt lời nói, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô thần, chúng ta có thể tương trợ ngươi khôi phục thương thế. Lắc đầu, tô thần không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nói ra. Các ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh, ta thương thế rất phiền phức, như vậy cáo từ, bảo trọng. Không chờ cung thiến thiến nói chuyện, tô thần một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại sơn động. Thiến Thiến, ngươi đã ưa thích hắn, vì sao không đáp ứng? Đối với ngươi mà nói, đây có lẽ là một cơ hội. Cung Thiến Thiến minh bạch vạn mỹ nhi ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra. Ta là ưa thích hắn, nhưng còn chưa tới không phải hắn không gả cấp độ, chúng ta cảm tình còn chưa tới một bước kia, huống chi ta cũng không nguyện ý, chúng ta ngày sau nếu là có cơ hội đi cùng một chỗ, là bởi vì cái gọi là song tu, mà không phải cảm tình. Chương 2674 Nói lại nhiều đều là vô dụng. Nguồn Mê truyện audio.com Càng nghĩ càng là bất đắc dĩ Cung thiến thiến không nguyện ý vi phạm chính mình nguyên tắc Ưu thích về ưa thích Nàng không thể là vì cùng một chỗ Lựa chọn đáp ứng tô thần cùng một chỗ song tu Cho dù là vì tương trợ tô thần khôi phục thương thế Rốt cuộc bọn họ cảm tình còn chưa tới một bước kia Vạn mị nhi gật gật đầu Nàng minh bạch cung thiến thiến ý tứ Chỉ là Không biết vì cái gì Nàng luôn luôn cảm giác lần này cung thiến thiến cự tuyệt Sợ rằng sẽ triệt để cùng tô thần vô duyên rời đi sơn động tô thần. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khôi phục. Lão đại, hỏa diễm tỷ tỷ muốn tìm ngươi. Trong đầu vang lên củ cải thanh âm, tô thần lại là trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn không dùng tiếng vào càng không thế giới, liền đã đoán được hỏa diễm tỷ tỷ tìm chính mình làm cái gì. Cự tuyệt song tu, lại không cách nào hiện thân tương trợ chính mình, nói lại nhiều đều là vô dụng. Hắn không biết trách cứ hỏa diễm nương nương, cũng sẽ không bởi vì lần này sự tình, ảnh hưởng giữa bọn hắn nếm thử cảm tình. Nhưng là, hiện tại hắn xác thực không có thời gian lãng phí. Nên làm như thế nào? Không cách nào song tu tình huống dưới, phương pháp tốt nhất cũng là phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, một khi có thể thu hoạch được địa ngục tán phong bên trong lực lượng, tin tưởng không chỉ có thể ngưng tụ liên hoa thần quốc, thậm chí đối tự thân thương thế còn có rất lớn tương trợ. Chỉ là hiện tại, muốn là hắn trở về địa ngục, như vậy rất có thể gặp phải gợn cơ. Trước đó bởi vì muốn đối phó ác tráng, sở dĩ không có trảm thảo trừ căng, làm đến gần cơ thuận lợi đào tẩu, muốn là hắn gặp lại gần cơ, nhất định ngăn cản không nổi. Đánh cược hay không? Muốn là đánh bạc thua lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là rất phiền toái sự tình. Không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt vô cùng kiên định tô thần, không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Nhìn lên trước mặt địa ngục tán phong, tô thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bốn phía võ giả không tính quá nhiều, dù sao mình phá vỡ tất cả liên hoa thạch tượng, rất nhiều người đều không có tiếp tục lựa chọn lưu lại. Hít thở một hơi thật sâu, chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, tô thần phóng xuất ra thời không chi đồng, mười đóa hỏa liên yểm từng cái mà ra. Lão đại, ta tới giúp ngươi. Ngay tại lúc này, tô thần trong đầu đột nhiên vang lên hy phong thanh âm, lộ ra rất là kinh ngạc. Không chần chờ chút nào, lập tức triệu hồi ra hy phong, hỏi. Ngươi có biện pháp phá vỡ điện ngục tán phong phòng ngự? Lão đại, ta không có cách nào. Cái kia ngươi là có ý gì? Mày nhíu lại nhăn, Hy Phong làm tô thần có chút choáng váng, đã không có cách nào tương trợ chính mình phá vỡ địa ngục tán phong phòng ngự, vì sao như thế? Lão đại, ta mặc dù không có biện pháp giúp ngươi phá vỡ phòng ngự, bất quá ta lại có thể mang theo chủ nhân thuận lợi tiến vào địa ngục tán phong nội bộ hạch tâm. Nghe đến lời này, tô thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Lập tức thu hồi mười đóa hỏa liên yểm, phiền muộn tô thần kém chút một bàn tay phiến chết Hy Phong. Không nói sớm một chút. Muốn là trước đó thì nói với chính mình có thể mang theo chính mình thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong nội bộ hạch tâm, cũng sẽ không phát sinh đằng sau sự tình. Lập tức mang ta đi vào. Được. Hy Phong cũng minh bạch lão đại vội vàng, không dám có chút chần chờ, trên thân phóng xuất ra khí tức khủng bố, bao phủ tô thần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Địa ngục tán phong, nội bộ hạch tâm. Mênh mông không gian, khắp nơi phun trào lấy từng đóa từng đóa hư huyễn liên hoa, loại kia lăn lộn đặc thù lực lượng bao phủ toàn bộ không gian, bình tĩnh như nước hi phong vừa mới mang theo tô thần tiến nhập địa ngục tán phong nói ra lão đại trong này lực lượng rất là quỷ dị ngươi nhất định muốn cẩn thận chuyện gì xảy ra trong này giống như có sinh linh thật sao không quan trọng sự tình tô thần minh bạch hy phong ý tứ lập tức đem hy phong triệu hoán hồi càng không thế giới liền ngồi xếp bằng thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết mênh mông thôn phệ lực lượng tại thân thể bốn phía hình thành từng cái vòng xoáy lít nha lít nhít thôn phệ vòng xoáy triệt để đem tô thần bao vây lại, bắt đầu tùy ý cắn nuốt. Trong nguyên thần 900 triệu đa thần quốc, bây giờ chỉ là ngưng tụ ra hơn 90.000 liên hoa thần quốc, lần này thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong hạch tâm, cũng là hy vọng mượn nhờ địa ngục tán phong lực lượng, đến ngưng tụ ra còn lại tất cả liên hoa thần quốc. Tùy ý thôn phệ chạm đất ngục tán phong lực lượng, bắt đầu không ngừng mà dung hợp thần quốc, từng đóa từng đóa liên hoa thần quốc nhanh chóng ngưng tụ ra. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Thời gian trôi qua, hai ngày sau. Chậm rãi mở hai mắt ra, tô thần lớn lên dài thở phào, theo hai ngày thời gian không ngừng ngưng tụ, trong nguyên thần 900 triệu đa thần quốc dung hợp, toàn bộ thuận lợi ngưng tụ thành liên hoa thần quốc. Vốn cho là, chính mình trong nguyên thần chỗ có thần quốc toàn bộ ngưng tụ thành liên hoa thần quốc, cần phải có thể đột phá đến đỉnh phong thần quốc. Kết quả đây, không chỉ có không có ổn định tại thần quốc đỉnh phong, thậm chí ngay cả thương thế đều không có khôi phục, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Càng nghĩ càng là phiền muộn, lại không có biện pháp nào đứng người lên nhìn lấy bốn phía mênh mông trong không gian vô số hư huyễn liên hoa mình coi như là thôn phệ nhiều như vậy liên hoa lực lượng đối với mênh mông không gian còn thật là tiểu vu gặp đại vua hai ngày trước khi phong nói nơi này có sinh linh tồn tại lúc đó cuốn cùng thôn phệ lực lượng vẫn chưa đem lời này thả ở trong lòng đã tu vi không có đột phá cũng không có khôi phục thương thế tô thần không có lập tức rời đi mà là chuẩn bị nhìn xem ẩn trốn ở chỗ này sinh linh thời khắc cảnh giác tô thần rất rõ ràng có thể đem tự thân giấu ở điện Mục Táng Phong bên trong, đồng thời có được khủng bố như thế phòng ngự, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Triệu hồi ra Hy Phong, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể giúp ta khóa chặt sinh linh vị trí sao? Thật sâu nhìn một chút lão đại, Hy Phong đương nhiên minh bạch lão đại ý tứ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Hy Phong rất là bất đắc dĩ nói ra. Lão đại, ngươi phải suy nghĩ kỹ, vị này sinh linh thật không đơn giản, muốn là chúng ta khóa chặt lời nói, hội có phiền toái rất lớn. Lắc đầu, tô thần vừa cười vừa nói ngươi không cần lo lắng những thứ này vậy ta thử nhìn một chút tô thần gật gật đầu không có tiếp tục quấy rầy hi phong hi phong làm chui không thú có thể tương trợ chính mình trong nháy mắt xuyên thấu thời không rời đi cũng coi là gia cường phiên bản không gian thuấn di chỉ là muốn so không gian thuấn di cường đại vô số lần theo tô thần đợi đến ngày sau hi phong thực lực không ngừng tăng lên tin tưởng hi phong thần thông uy lực hội không ngừng tăng lên chỉ là không có nghĩ đến hy phong lại có thể tương trợ chính mình thuận lợi tiến nhập địa ngục tán phong thậm chí rất có thể tương trợ chính mình khóa chặt dấu ở địa ngục tán phong bên trong sinh linh ánh mắt rất là ngưng trọng bởi vì tô thần minh bạch hiện tại chính mình tình cảnh bị nghiêm trọng như vậy thương thế muốn là gặp phải sinh linh đáng sợ vẫn là phiền phức có điều hắn vẫn là muốn đánh cược một ván muốn là mình cược thắng nói không chừng có thể tương trợ chính mình khôi phục thương thế đến mức trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh hiện tại tô thần đã không muốn không làm rõ ràng được chính mình ngưng tụ ra thần quốc đến cùng là làm sao hồi sự tình luôn luôn không giải quyết được chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó